Trương 1831 nhưng ý chí này quá hùng mạnh, cho dù thời gian dài lâu cũng không thể hoàn toàn tiêu mòn nó. Dưới hai tầng hạn chế, nó vẫn vững chắc như trước, dần dần sống lại, cũng thử dùng bóp méo và lừa gạt để giải trừ cảnh nguy khốn trước mặt. Glenn cảm thấy đối phương đang điều động sức mạnh của Nguyên Bảo, lập tức tập trung tinh thần tiến hành quấy nhiễu. Cùng lúc đó, nữ thần đêm tối đang lơ lửng phía trên cung điện xa xưa giảm sự khống chế đối với chân thân của Amon, rút vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng kia lại hướng đầu nó xuống dưới. Bên trong mắt bằng đồng xanh của vật phẩm trang sức, những cánh cửa hư ảo trùng điệp mở ra, để một giọt nước không có màu sắc, mang theo khí tức tịch mịch vĩnh viễn rơi xuống chỗ bản thể lên trong cung điện xa xưa. Đây là một giọt nước dòng sông vĩnh ám. Trong lúc nữ thần đêm tối làm việc này, chân thân của Amon cũng ăn ý dừng lại việc thử mở cửa để thoát ra. Giọt nước này rơi xuống cực nhanh, vách tường tự nhiên do đại địa mẫu thần xây nên cùng những bức họa văn minh, do thần hơi nước cùng máy móc biến ra đồng thời co lại một chút, tránh đường cho nó. Tách, giọt nước dòng sông Vĩnh Ám rơi chính xác lên đỉnh đầu bản thể Klein, lặng lẽ chui vào trong. Khí tức đang nảy sinh từng chút một của chủ nhân quỷ bí lúc này lập tức giảm đi, không còn sự dao động, lại rơi vào trạng thái yên giấc nghìn thu. Nhưng trạng thái này rất không ổn định, dường như sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Lúc này, cái tay còn trống không cuối cùng của nữ thần đêm tối, rút ra một thanh kiếm khổng lồ từ hư không. Bề mặt của thanh kiếm này phủ hào quang màu cam, tỏa ra khí tức hoàng hôn buông xuống, vạn vật suy bại. Đây là biểu trưng của người khổng lồ hoàng hôn. Cánh tay bao phủ lông ngắn màu đen của nữ thần đêm tối, bổ thanh kiếm khổng lồ này xuống dưới. Cô vẫn luôn để dành sức lực, dường như để chuẩn bị cho thời khắc này. Trong âm thanh hư không vỡ vụn suy bại, thanh kiếm khổng lồ bao phủ ánh hoàng hôn kia chém xuống đỉnh của cung điện Antic Owners, khiến những thi thể đang treo lơ lửng rơi xuống đất. Ngay sau đó, nó chém chúng bản thể của Clint còn chưa thoát khỏi trạng thái yên giấc nghìn thu một phần ý chí hồi sinh của chủ nhân quỷ bí nhanh chóng tiêu tan, thân thể cũng có xu thế sụp đổ không thể cản lại, tính duy nhất kẻ khờ, cùng hai phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách một cũng đổ sập xuống, tụ tập lại với nhau. Glenn thấy thế, không suy nghĩ bất cứ điều gì, dựa theo phương án, điều động nguyên bảo, đem một phần tư sương mù lịch sử kéo xuống, bao trùm lên đống sự vật đó. Trong sương mù xám trắng mù mịt, tính duy nhất kẻ khờ và những đặc tính phi phàm kia hoàn toàn tập hợp lại chúng điên cuồng hấp thụ sương mù lịch sử xung quanh, hóa thành một thứ chất lỏng không có hình thể cố định, có màu u ám thâm trầm. Bãi chất lỏng này kéo dài ra, giống như muốn hình thành một chiếc áo choàng kỳ quặc có mũ trùm bán trong suốt, hoặc là một người bị vết sạch nội dạng và máu thịt. Ma dược kẻ khờ. Các Amon đồng thời giơ tay ra, đánh cắp phần ma dược này. Hơn 1000 Amon đều tiến hành đánh cắp. Với số lượng của chúng, chỉ cần vận may không kém đến cực hạn thì chắc chắn sẽ có vài phân thân thành công. Hơn nữa, ma dược kẻ khờ kia hiện giờ là vật vô chủ, trộm nó không có bất cứ khó khăn nào. Amon vừa đánh cắp, còn vừa giải trừ phong ấn nào đó của bản thân, để đặc tính phi phàm đến từ học đồ, và kẻ ăn trộm bày ra năng lực tập hợp của bản thân. Cách làm này khá hữu hiệu đối với ma dược kẻ khờ, có thể tăng cao xác suất thành công của các Amon. Nhưng toàn bộ Amon cuối cùng đều thất bại. Bởi vì trên sách đồng Thao Chen Sâu ít xuất hiện thêm một quy tắc mới, nơi này không cho phép hành vi trộm cắp tồn tại. Lúc trước để đối phó với chủ nhân quỷ bí hồi sinh, các Amon đã làm suy yếu toàn bộ phong ấn ở nơi này, giúp sách đồng thao chen sâu ít thoát khỏi lừa gạt, tuy còn hạn chế nhưng vẫn có thể tạo ra quy tắc hữu hiệu trong thời gian ngắn, ở giữa các vòng tuần hoàn, mà hiện giờ, điều này đã ảnh hưởng ngược lại chúng. Nắm lấy cơ hội này, dấu ấn hư ảo giữa chán lên càng thêm rõ ràng. Màn sương mù xám trắng mỏng bao quanh người anh đan sen với nhau, tạo thành một cái kén tầm. Anh dốc toàn lực kích hoạt nguyên bảo, phối hợp với đặc tính phi phàm người hầu của quỷ bí trên người mình, tạo ra hiệu quả tập hợp cực mạnh đối với ma dược kẻ khờ. Bãi chất lỏng tối tăm không có hình thái cố định kia giống, như một con thú hoang đói khát lâu ngày chợt nhìn thấy thức ăn, lập tức bổ nhào vào người Klen. Nó không ngừng kéo dài, giống như một tấm da người bán trong suốt, bọc hoàn toàn Klen vào trong. Gương mặt Klen hiện ra trên lớp chất lỏng này, ngũ quan khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo, khi thì trống không trong vùng đất bị thần vứt bỏ, dưới bóng sáng khổng lồ của thần viễn cổ Thái Dương, trên bề mặt của đại dương dung hòa toàn bộ màu sắc toàn bộ khả năng, lại có một dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ xa xưa nhanh, chóng hiện ra, Antic Owners cố gắng tấn thăng kẻ khờ, nhưng vì đủ nguyên nhân mà cuối cùng thất bại. Sự tồn tại từng chi phối toàn bộ hành tinh này sở dĩ không cần cái tên Clint Moretti, vì đối phương hiện giờ đang nắm thân phận và vận mệnh của Antic Owners. Nếu Clint Moretti làm chủ ngữ thì Clint hoàn toàn có thể mặc kệ. Glenn Moretti tấn thăng thất bại có liên quan gì đến việc Antic Owners trở thành kẻ khờ. Nhưng sau khi chủ ngữ biến thành Antic Owners, nó giống như lời tiên đoán, giống như sự sắp xếp, giống như một câu đưa ra kết quả trước sau đó mới nói đến nguyên nhân, khiến tình thế trở nên cực kỳ ác liệt. Nếu Glenn không vứt bỏ thân phận và vận mệnh của Antic Owners, thì anh sẽ bị câu này hạn chế. Nếu anh vứt bỏ thân phận và vận mệnh của Antic Owners, thì đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 trong cơ thể anh không thể thuộc về bản thân anh trên ý nghĩa thực sự, cũng chưa từng bị tiêu hóa. Đó là những đặc tính phi phàm từng nằm trong tay Antic Owners, không có liên quan gì đến Glenn Moretti, anh chỉ nuốt chúng thôi. Trong tình huống như thế, cho dù không có nhân tố nào khác, chỉ việc đặc tính phi phàm không được tiêu hóa, đã có xác suất lớn khiến Glenn mất khống chế ngay tại trận, mà với trạng thái này ăn ma dược kẻ khờ, hoàn thành nghi thức tấn thăng, chắc chắn là không có khả năng thành công. Khi thần viễn cổ Thái Dương viết xuống câu nói này, Mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão và thần tri thức, cùng trí tuệ trong tinh giới đều nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ lao thẳng đến, định quấy nhiễu hành động của đối phương. Nhưng, cho dù chia ra phần lớn sức lực để kiềm chế ba vị chân thần này, cho dù có chút gian nan, thần viễn cổ thái dương vẫn nhanh chóng hoàn thành câu nói đó. Nhưng bóng sáng do ông ta hóa thân thành rõ ràng nhạt đi nhiều, dường như không thể duy trì được quá lâu. Trong tinh giới, trong cung điện xa xưa lơ lửng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trận chiến giữa đại địa mẫu thần, thần hơi nước cùng máy móc và ma nữ nguyên sơ, hiền giả ẩn nấp trở nên ác liệt hơn, nhưng hai vị trước vẫn có thể phân ra chút sức, ảnh hưởng đến các phân thân của Amon, ngăn cản chúng phá hỏng nghi thức của Klein. Các Amon bị ép phải liên tục thoáng hiện, nhưng vẫn có một phần biến thành thực vật, nở hoa kết trái, trở về mặt đất, có một phần thì bị co rút thành chữ, nhét vào trong quyển sách hư ảo. Ngoài ra, một phần lớn Amon còn đang tăng hiệu quả phong ấn, hạn chế sách đồng thao chen sâu ít, để quy tắc mà nó đặt ra không hữu hiệu hoặc chỉ có thể phát huy trong chớp mắt. Dưới sự ảnh hưởng từ ba phương diện, cho dù với số lượng của các Amon cũng có vẻ không đủ dùng. Nhưng cho dù là vậy, một bộ phận rất nhỏ trong số chúng vẫn nắm được cơ hội, để những chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh hoặc là ký hiệu vòng tròn tương tự phản chiếu bóng dáng của Klein. Dây tiếp theo, những chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh hoặc ký hiệu vòng tròn đều tỏa ra hào quang thuần khiết. Đây không phải là đánh cắp, mà là trả lại. Chúng đang trả lại một thứ lúc trước từng đánh cắp của Klen cho đối phương. Đó là suy nghĩ muốn tự sát của Klen. Lúc trước khi Amon bắt Klen đến vùng đất bị thần vứt bỏ, anh đã nhiều lần muốn tự sát nhưng không thành công, bị đối phương đánh cắp suy nghĩ tương ứng trong đầu. Vào thời khắc mấu chốt để tấn thăng này, một khi anh có ý tưởng tự sát, kết quả có thể tưởng tượng ra được. Giờ phút này, Klen đang bị ma dược kẻ khờ bao chặt, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, phân tán, cảm nhận được chất lỏng lạnh như băng, dính dấp vây quanh người mình đang từng chút ăn mòn vào trong. Sau đó, trong đầu anh nảy ra suy nghĩ tự sát, suy nghĩ muốn từ bỏ. Đây là diễn biến mà lên hoàn toàn không dự đoán được, anh đã quên mất mình từng bị Amon đánh cắp suy nghĩ muốn tự sát, hơn nữa còn không ngờ đối phương chưa từng vứt bỏ nó, ngược lại còn bảo tồn nó. Nếu là trước kia, vào một thời điểm khác, suy nghĩ như vậy tuy mãnh liệt, nhưng Glenn vẫn có thể dựa vào năng lực kiểm soát, của bản thân để đối kháng ở mức nhất định, áp chế suy nghĩ này xuống, đợi chúng tự tiêu tan, giống như khi đối diện với một hai suy nghĩ không tốt khác trong đầu. Nhưng hiện giờ, anh đang ở trong nghi thức tấn thăng, đang bị ma dược ảnh hưởng, tinh thần mất ổn định, hoàn toàn không có biện pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn ý tưởng tự sát. Các Amon luôn có những cách thức tuy kỳ quặc, hiếm lạ nhưng lại khá hữu hiệu. May là Glenn hiện giờ không chỉ là Glenn, mà còn là Antic Owners. Glenn Moretti muốn tự sát thì liên quan gì đến Antic Owners? Dựa vào nhận thức do thân phận kia mang đến, Glenn không lập tức từ bỏ, kết thúc sinh mệnh của mình. Anh kéo dấu ấn tinh thần của Antic Owners trong cơ thể ra, để nó quấy nhiễu suy nghĩ muốn tự sát, gắng ngượng đè nén nó xuống. Với sự cân bằng như vậy, tinh thần và cơ thể của Glenn đã bị ma dược kẻ khờ ăn mòn thêm một bước. Suy nghĩ của anh giống với lúc tấn thăng người hầu của quỷ bí, hoàn toàn phân tán. Nhưng khác ở chỗ là lần, này anh không đi vào linh giới, mà là không ngừng kéo dài, giống như thể khí bao trùm toàn bộ hành tinh toàn bộ linh giới và một phần tinh giới giờ phút này glenn cảm thấy bản thân đang ở trong cơ thể mỗi một tín đồ mỗi một nhân loại mỗi một loài động vật trong tất cả những sinh vật có sinh mệnh vạn vật đều có thần tính cùng lúc đó anh còn phân tán vào trong sương mù lịch sử phân tán trong thời gian đang trôi đi phân tán trong dòng sông lấp lánh đang lặng lặng chảy xuôi chia ra rất nhiều nhánh sông nhỏ là một cùng là muôn vàn trải nghiệm cấp bậc thần tính này khiến suy nghĩ của glenn bị hao mòn thêm một bước dường như chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng nhìn xuống vạn vật. Mà ngay cả tâm thái lạnh lùng này cũng đang tan rã từng chút một. Không lâu sau, Glenn hoàn toàn đánh mất bản thân, bị các loại dấu ấn tinh thần trong ma dược kẻ khờ kiểm soát, trở thành một con quái vật trên ý nghĩa thực sự. Tình huống này trùng khớp với vận mệnh mất khống chế và điên cuồng của Antic Owners, khiến người sau được tăng tốc. Nhưng đúng lúc này, anh cảm thấy một chút không phù hợp, mất tự nhiên, bất bình thường. Trong sương mù lịch sử, có một vài mảnh vỡ ánh sáng vạn vẹo không thể tổ hợp, nó tồn tại mâu thuẫn về bản chất với những mảnh vỡ khác chúng dần tách ra muốn dùng hình thức khác ghi lại những nội dung khác nhau để những phần bị vặn vẹo bước đầu trở lại bình thường tinh thần tuyên hóa vào vạn vật hơi bắn ra một chút do sự bất thường ấy tìm về chút nhận thức của bản thân dùng chút nhận thức bản ngã ấy làm trung tâm anh nhanh chóng tụ tập lại tinh thần đang phát tán bước đầu kiểm soát quán trình ma dược kẻ khờ dung hòa vào cơ thể nhưng lúc này vận mệnh mất khống chế và điên cuồng của antic owners bị ảnh hưởng bởi lời tiên đoán của thần viễn cổ Thái Dương trước, thân thể của Glenn lại một lần nữa sụp đổ, không thể chịu nổi ma dược kẻ khờ. Không hề do dự, cũng không có thời gian để do dự, Glenn lập tức giải trừ hiệu quả đánh cắp, trả lại thân phận, vận mệnh và nhận thức bản ngã của Antique Owners về cho chủ cũ, khiến Antique Owners đang ngồi trên ghế đá khổng lồ chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mờ mịt, dần trở nên tỉnh táo. Hắn không mất khống chế ngay, bởi vì nguyên nhân mất khống chế và điên cuồng của hắn chủ yếu là do ý chí chủ nhân quỷ bí hồi sinh quá mạnh mẽ, mà hiện giờ, tính duy nhất kẻ khờ cùng phần lớn đặc tính phi phàm mang theo phần ý chí kia đều không còn trong cơ thể hắn nữa. Cho nên, Antich Owners có thể dùng ý chí của bản thân để đối chọi với xu hướng điên cuồng này, cố gắng cứu vãn vận mệnh mất khống chế. Lời tiên đoán của thần viễn cổ thái dương cũng vì vậy mà được thực hiện, Antich Owners quả thật không thể tấn thăng danh sách không kẻ khờ, mà sau khi lên không còn phải gánh thân phận của hắn đặc tính phi phạm con đường nhà bói toán từ danh sách chín đến danh sách một điều biến thành loại chưa tiêu hóa hết khiến anh lại ở trong danh giới mất khống chế ma dược kẻ khờ như một tấm áo choàng bọc lấy cơ thể anh nhất thời hoàn thành quá trình thẩm thấu ý chí của phúc sinh huyền hoàng thiên tôn một lần nữa sống lại từ bỏ đi giao tất cả lại cho ta lần này ta sẽ không dung nạp nguyên chất khác nữa ta sẽ không giúp đỡ những sinh linh ngươi muốn bảo vệ nhưng cũng không làm hại họ không phải là ta tuân thủ hứa hẹn mà là họ quá yếu không đáng để ta chú ý, nơi này chính là cấm địa của ngoại thần. Những lời vô nghĩa vừa xa lạ vừa quen thuộc vang vọng trong lòng Klein, khiến anh sinh ra suy nghĩ bỏ cuộc trong lòng. Mà suy nghĩ muốn tự sát bị dấu ấn tinh thần của Antic Owners đẻ nén lúc trước, giờ mất đi sự cân bằng, cũng một lần nữa trồi lên. Kết quả tấn thăng thất bại sắp xuất hiện. Lúc này, nữ thần đêm tối vốn không còn sức chém xuống một kiếm hoàng hôn nữa, đột nhiên bỏ qua việc khống chế chân thân Amon nữa, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc chân thân Amon nhảy ra, các phân thân của hắn thì đợi nghi thức của Clint thất bại, vị nữ thần này một lần nữa rút ra thanh kiếm khổng lồ bao trùm ánh sáng màu cam. Mục tiêu lần này là Clint. Trong đầu Clint chợt lóe lên ý tưởng, chủ động để suy nghĩ muốn tự sát kiểm soát mình, không thử làm ra hành động đối kháng nào. Phập một tiếng, anh bị thanh kiếm tượng trưng cho hoàng hôn chém trúng, vỡ nát thành một bãi thịt vụn đang phân tách đặc tính phi phàm ra ngoài. Glenn đã chết trước khi các Amon áp dụng các sách lược lên anh, trước khi nghi thức thất bại, trước khi hoàn toàn mất khống chế, anh đã bị nữ thần đêm tối giết chết. Giây tiếp theo, nữ thần đêm tối đeo vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng kia lên đầu, cả người biến thành khổng lồ, bao trùm cả tòa cung điện xa xưa, khiến chân thân, phân thân của Amon, đại địa mẫu thần, ma nữ nguyên sơ, thần hơi nước cùng máy móc, hiền giả ẩn nấp và tích owners giống như một bức tranh bị cục tẩy xóa sạch. Bí ẩn. Thần viễn cổ thái dương dường như biết nữ thần đêm tối muốn làm gì, nhưng đã đưa ra hai lời tiên đoán, ông ta không thể nào viết ra lời tiên đoán thứ ba, mà ba vị chân thần chúa tể của gió bão tiếp tục tung đòn tấn công dữ dội, cầm chân ông ta. Giây tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra, lên từ sương mù lịch sử trở về. Tính duy nhất kẻ khờ vừa rồi đã thuộc về anh, cùng ba phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách một điều nhanh chóng quay, về cơ thể anh thần đèn sợ anh bị quấy nhiễu, vội vàng sử dụng sách đồng thao chen sâu ít tăng thêm một quy tắc, nơi này thích hợp để đặc tính phi phàm quay về. Bỗng nhiên, Glenn quay về trạng thái đã uống xong ma rửa kẻ khờ. Nhưng khác với lúc trước, khi đó trụ cột chống đỡ bản thể của anh là đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 thuộc về Antique Owners, vẫn chưa tiêu hóa xong, mà hiện giờ, phần đặc tính phi phàm từ danh sách 9 đến danh sách 1 trở về cơ thể anh đầu tiên chính là phần thuộc về anh và đã từng tiêu hóa hết. Cứ thế, anh vẫn có trụ cột chân chính, có thể dung nạp tính duy nhất kẻ khờ và đặc tính trụ cột còn thừa. Glenn hiện giờ tương đương với bản thân vừa tới ngọn núi cao nhất dãy núi Hon Akis, một bản thân đã tiêu hóa hết ma rực người hầu của quỷ bí, có thể thử tấn thăng danh sách không kẻ khờ. Dựa vào sự hồi sinh sau khi chết đi một lần, Glenn hoàn toàn xoay chuyển được trạng thái của bản thân. Đây là linh cảm đến từ việc Russell sống lại, đương nhiên, toàn bộ quá trình vẫn có điểm khác nhau so với sự kiện Hoàng đế đen sống lại. Glenn vốn sắp xếp người giết mình là thần đèn, không ngờ nữ thần đêm tối trước đó chưa trao đổi qua mà vẫn ăn ý như thế. Trong khoảnh khắc đó, cả người anh phân tách, hóa thành sương mù sám mỏng và chất lỏng tăm tối. Sương mù xám và chất lỏng đen hòa với nhau, bên ngoài xuất hiện rất nhiều con sâu mềm như lên da non. Sau đó chúng đan vào thành một tấm áo choàng màu tối bán trong suốt. Dưới áo choàng không có thân thể tồn tại, chỉ là một mảng u ám. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi chỉ mất chưa đến 2 giây, mà hành động làm bí ẩn nhiều thần linh như vậy, của nữ thần đêm tối rõ ràng không thể duy trì quá lâu. Ngay lập tức, bên ngoài thế giới bị ẩn đi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa này ầm ầm mở ra, chân thân Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài màu đen cổ điển nhảy vào trong. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy bên trong tấm áo choàng màu tối bán, trong suốt kia xuất hiện một chiếc mặt nạ hư ảo ngũ quan trống không. Khi chiếc mặt nạ này nhanh chóng phát họa ra dáng vẻ của Klein có kết hợp đặc điểm của Herman Sparrow. Suy nghĩ của các Amon chợt trở nên hỗn loạn, giống như chỉ số thông minh đột nhiên bị tụt xuống. Kẻ khờ đã sinh ra. Tổng bộ giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ, trong tòa tháp cao màu trắng. Luke Brewster bị nhốt ở dưới lòng đất sau khi hoàn thành cầu nguyện, bèn chuyển sự chú ý vào chuyện phong ấn được tăng cường. Ông ta muốn nghiên cứu xem rốt cuộc đây là tình huống gì, có thể phá giải sự huyền bí ẩn chứa trong đó không, từ đó phát minh ra một vài bí thuật trong lúc kiểm tra từng món vật phong ấn, từng tầng của giá để chúng, Luca đột nhiên ngẩn ra, dừng bước. Vẻ mặt ông ta chợt trở, trở nên mê man, không biết tiếp theo mình nên bước chân trái hay chân phải. Đây giống như vấn đề cực kỳ sâu xa, không dễ làm rõ. Nam Đại Lục, bên cạnh một giáo đường thuộc về nữ thần đêm tối. Le Nất mang cà phê được xay từ hạt cà phê đặc sản của địa phương, muốn nhấp một ngụm. Trong quá trình này, suy nghĩ của anh ta không tự giác chuyển sang cửa sổ đang đóng chặt lên bầu trời sáng sủa, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện bất thường gì. Nhưng, anh ta không thể nào rời khỏi căn phòng trước mặt, bị nhốt ở đây, mà ông cụ Pezoroster lại rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ, không trả lời câu hỏi của anh ta. May mà việc này không có thêm nguy hiểm gì, cho nên Leonard có thể yên tâm ngồi trên ghế, dùng suy nghĩ để thay thế hành động. Không biết qua bao lâu, anh ta cúi đầu nhìn cà phê vừa đặt xuống bàn, hơi nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm, mình vừa muốn làm gì. Trong thành ba giam bị ẩn đi, quần đảo rốt, Danis không hề phát hiện ra sự biến đổi của hoàn cảnh, nghiêm túc dùng máy điện báo được chuyển vào phòng mình. Tàu Golden Dream gần đây lại đến biển Sunier, dừng lại một cảng nào đó có điện báo, suy nghĩ đang muốn mời họ đến Ba Giam làm khách, tận mắt chiêm ngưỡng thể diện của ngài thần sứ một chút. Nếu có thể, hắn hy vọng tàu Golden Dream có thể lấy Ba Giam làm cảng mẹ, cứ thế, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở lại thuyền, tham gia vào những cuộc mạo hiểm, tìm kiếm kho báu đồng thời còn có thể lựa chọn nghe thuyền trưởng giảng bài là một nhân tài toàn năng suy nghĩ không cần nghi ngờ suy nghĩ rất am hiểu tri thức và kỹ năng dùng máy điện báo lúc này hắn đang ngồi trước chiếc máy ngón tay đánh chữ rất nhanh viết ra từng câu chữ trong đầu lúc đầu suy nghĩ của hắn còn rõ ràng lời lẽ khéo léo nên có chút đắc ít dần dần ánh mắt hắn chợt đăm đăm hai tay không ngừng gõ chữ hệt như dựa hết vào bản năng để hành động đợi đến khi điện báo đánh xong suy nghĩ thở hắt ra cầm cốc lên uống bia ừng ực tốc độ còn nhanh hơn mình dự đoán cho dù về sau thất nghiệp mình cũng có thể đến cục điện báo tìm một công việc với tiền lương không tệ danis nói với vẻ vừa kiêu ngạo lại vừa mang theo chút ý thức về gian nan hắn tiện tay cầm bản thảo điện báo lên nhớ lại quá trình đánh điện báo vừa rồi vẻ mặt dần trở nên kỳ quặc rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì danis không nhịn được lẩm bẩm một câu cuối cùng hắn dường như có lẽ, đại khái là châm chọc đám người tài công chính, phó thứ hai, sắt lá, thùng nước, sau đó nhiệt tình thông báo với thuyền trưởng. Xong rồi, xong đời rồi. Sao mình lại nói hết những gì nghĩ trong lòng ra thế này? Sắc mặt Danis dần tái mét, nghi ngờ vừa rồi mình bị ma dược khống chế, nội dung viết ra không hề đi qua đầu. Hắn vội vàng viết thêm một bức điện báo nữa, tỏ vẻ những nội dung vừa rồi không liên quan đến mình, đều là kết quả do Anderson cố ý gây rối, nghịch ngợm gây ra lúc này hắn mới phát hiện bên ngoài dường như có gì không đúng bầu trời xám xịt ngay cả một đám mây cũng không có bên trong tinh giới các sự tồn tại và sự vật bị nữ thần đêm tối làm cho bí ẩn lần lượt đột phá hạn chế trở về hiện thực mà họ cũng giống chân thân amon đều hơi dại ra không làm ra phản ứng mặt khác nữ thần đêm tối cũng hơi mê man dừng ở giữa không trung dường như còn chưa nghĩ xong tiếp theo nên làm gì nhưng bản năng của cô là bảo vệ bản thân trước chúa tể của gió bão mặt trời vĩnh hằng thần tri thức cùng trí tuệ bị những quầng sáng như lăng kính dày vây khốn trong thần quốc của mình cũng xuất hiện sự thay đổi nhất định mức độ đánh trả cũng giảm xuống rõ rệt khiến người ta bắt đầu có cảm giác nghi ngờ về bản thân không xác định trước mắt có phải là kẻ địch hay không thần đèn ném lại sách đồng thau chen sâu so ít trực tiếp quay về thần đèn cầu nguyện ông ta đã cố gắng đến cực hạn buộc phải quay về phong ấn nhưng dường như lại nhớ tới điều gì đó theo bản năng tránh né Antic Owners vừa tìm lại được nhận thức bản ngã và ý thức tỉnh táo, lại một lần nữa trở nên mờ mịt, trên mặt tràn đầy dấu hỏi, ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm gì? Xung quanh đã xảy ra chuyện gì? Trong vùng đất bị thần vứt bỏ, bóng sáng khổng lồ của thần viễn cổ Thái Dương đã nhạt đi rất nhiều, ông ta khẽ thở dài một tiếng, nói lại một lần, phải có ánh sáng. Hào quang trong tinh giới chợt sáng ngời, đâm vào trong mắt của chân thân và phân thân Amon, ma nữ nguyên sơ và hiền giả ẩn nấp họ lập tức lấy lại tỉnh táo, đều tranh thủ thời gian làm ra hành động ứng phó. Những luồng tin tức đột nhiên tỏa ra, chui vào trong các biểu trưng xung quanh, biến mất trong nháy mắt, những xúc tu màu đen như mãng xà, bên trên mọc con mắt cấp tốc rụt về, không biết đi nơi nào, chân thân Amon liếc nhìn lên vừa tấn thăng, bỏ qua cơ hội nhân lúc trạng thái anh không ổn định mà tấn công, giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo trên mắt phải. Bóng dáng của hắn tan rã từng chút một, biến thành một những cánh cửa vừa hư ảo vừa chân thật. Những cánh cửa này đồng thời mở ra, lại đồng thời đóng vào, khiến các sự tồn tại như nữ thần đêm tối không thể nắm được rốt cuộc chân thân Amon thoát ra ngoài từ chỗ nào. Đợi chân thân Amon rời xa, các phân thân của hắn mới theo đó nhạt đi, biến mất một cách quỷ dị. Hắn đã lợi dụng một lỗ hổng, coi chân thân Amon rời đi tương đương với các Amon rời đi. Cùng lúc đó, bóng dáng khổng lồ do thần viễn cổ thái dương biến thành thu nhỏ lại rồi sụp đổ, biến trở lại thành Adam kéo theo một bóng đen đậm đặc sau lưng dưới chân nhà không tưởng này, đại dương dung hòa toàn bộ màu sắc, toàn bộ khả năng lập tức tiêu tan, giống như trở về lòng đất. Adam ngẩng đầu nhìn tinh giới, sau đó quay về tấm màn bóng đen đang nứt ra ở phía sau. Hắn chỉ mới bắt đầu kết hợp với tạo vật chủ chân thật, còn chưa kết thúc, vừa rồi thử thăng cấp thành nửa cựu nhật, thật ra là khá gặng gượng và mạo hiểm. Việc này sẽ khiến tiến độ tiếp theo của họ buộc phải chậm lại rất nhiều. Bên trong tinh giới, sau khi trận chiến ngừng lại, những bức họa văn minh và vách tường tự nhiên cùng vầng trăng đỏ hư ảo lần lượt nhạt, đi, không biết trở về đâu. Chúa tể của gió bão, mặt trời vĩnh hằng, thần tri thức cùng trí tuệ đầu tiên là phá vỡ quần sáng ở bên ngoài thần quốc, sau đó yên tĩnh lại, tiếp tục vá lại vết nứt trên vách tường thế giới như trước đó. Nữ thần đêm tối đang lơ lửng phía trên cung điện xa xưa thu lại cỗ quan tài đen kịt, kiếm hoàng hôn, vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng cùng bốn cánh tay, chuyển ánh mắt xuống bên dưới sau khi chiếc áo choàng màu tối bán trong suốt kia hiện ra trước mặt nạ, nó bắt đầu biến ra cơ thể của Glenn. Glenn một tay giữ chiếc mặt nạ như có như không trên mặt, một tay đặt lên bụng, cả người hơi khom xuống như đang phải chịu một cơn đau khó có thể diễn tả bằng lời. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt được che bằng tấm khăn voan đen mỏng của nữ thần đêm tối, bên ngoài liền hiện ra một chiếc áo choàng màu đen kịp, phía dưới áo choàng có những xúc tu kỳ dị dài mảnh đang thò ra. Sau khi trở thành kẻ khờ, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn chắc chắn hồi sinh thêm một bước nữa. Lời vô nghĩa và tiếng gào thét điên cuồng không ngừng văng vẳng bên tai Klen, xé rách tinh thần của anh, cho anh biết đây là trạng thái bình thường trong tương lai. Chủ nhân quỷ bí không có bất cứ cách nào để giết chết, cho dù ý chí của vị này sẽ bị thời gian bỏ mòn, nhưng tinh thần của ông ta sẽ tồn tại mãi mãi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng cướp lấy thân thể Klen, hoàn toàn hồi sinh. Nếu vừa rồi không phải mới giết ý chí của chủ nhân quỷ bí một lần, khiến sự thức tỉnh của ông ta yếu hơn dự đoán của Klen một chút, Klen cũng phải nghi ngờ mình chưa chắc đã chống chọi tiếp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể sụp đổ, bản thân biến thành một sự tồn tại khác. Đương nhiên, anh có thể nhờ nữ thần đêm tối giúp đỡ, cho mình một giọt nước dòng sông vĩnh ám, nhưng đây cũng không phải là biện pháp tuyệt đối, chỉ có thể kéo dài một thời gian, cuối cùng anh vẫn phải đối mặt. Dựa vào ý thức của bản thân và mỏ neo, Klen cân bằng ý chí thiên tôn trong cơ thể. Giờ phút này, anh không có năng lực mở miệng nói chuyện. Nữ thần đêm tối đang lơ lửng phía trên khẽ gật đầu nói, điều anh cần nhất bây giờ là ổn định. Nói xong, bóng dáng của cô bị xóa đi từng tấc một, trở về thần quốc trên tinh giới. Glenn nghiêng đầu nhìn Antic Owners còn có chút mê man, chợt hiện ra suy nghĩ, quay trở về nguyên bảo. Antic Owners ngồi trên ghế đá khổng lồ trong cung điện đã sập một nửa, có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất dài. Trong nguyên bảo, Glenn ngồi vào vị trí của kẻ khờ, hết sức chuyên chú ổn định trạng thái tinh thần của bản thân giống lúc trước trước khi bắt đầu ổn định anh không thể tìm bác sĩ tâm lý trị liệu trừ phi đến gặp nhà không tưởng adam nhưng khả năng sẽ bị điên hơn nhiều sau khi ổn định hơn một chút glenn nhanh chóng xem xét quyền lực mình có được nó gọi là lừa gạt nó không những bao hàm một phần quyền lực của lịch sử thời gian vận mệnh thay đổi và bí ẩn còn là biểu trưng của mù quá ngu si trong lĩnh vực tâm linh ứng dụng đơn giản nhất chính là làm giảm chỉ số thông minh của kẻ địch đúng lúc glenn đang định nghiên cứu thêm thì linh cảm của anh trượt dao động Nguyên bảo bị ai đó xâm nhập. Mà đến khi đối phương xâm nhập thành công, Glenn mới nhận được lời nhắc nhở. Glenn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới bàn dài loang lộ, chỉ thấy sương mù xám trắng nơi đó không biết từ khi nào đã hình thành một cánh cửa. Một bóng người đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn, mặc áo dài đen cổ điển từ bên trong bước ra. Amon! Đôi mắt của ngài sai lầm này nhuộm chút màu tối tăm, nụ cười có vẻ điên cuồng. Hắn thản nhiên nhìn quanh một vòng, đẩy kính độc nhãn lên, cười nói, bất ngờ không, lên muốn điều động Nguyên Bảo, trục xuất đối phương, lại phát hiện ra không biết Amon đã nắm quyền kiểm soát Nguyên Bảo từ khi nào. Amon chuyển ánh mắt về phía anh, kéo cái ghế ra, ngồi xuống, bật cười ha hả, ta không áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể nữa. Ông ta là chủ nhân Nguyên Bảo, tương đương ta cũng là chủ nhân Nguyên Bảo, đương nhiên có thể tiến vào. Việc này rất mạo hiểm, cho dù là ta trước đó cũng không dám thử, nhưng ngươi đã trưởng thành đến mức độ này, ta chỉ đành mạo hiểm thôi việc này rất kích thích, hiệu quả cũng không tệ. Khi nói chuyện, dưới quần áo của Amon thỏ ra những xúc tu kỳ dị dài mảnh. Hắn chủ động để một phần chủ nhân quỷ bí sống lại, khiến bản thân rơi vào trạng thái nửa điên. Lúc Amon nói chuyện, Glenn trông thì như đang nghe, thực tế là đang thử rời khỏi nguyên bảo. Làm vậy cũng có nghĩa là anh muốn từ bỏ hay đầu hàng, cũng không phải anh quá nhát gan, theo bản năng tìm cách trốn trước, mà anh cho rằng đây là giải pháp tối ưu nhất trong tình hình trước mắt, nếu ở lại nguyên bảo, Glenn phải đối diện với ba vấn đề khó khăn. Một là anh vừa tấn thăng kẻ khở, trạng thái bản thân cực kỳ bất ổn, phải phân ra một phần lớn tinh thần để áp chế ý chí hồi sinh của phúc sinh huyền Hoàng Thiên Tôn. Hai là không thể nào nhận được sự trợ giúp của các đồng minh, chỉ có thể một mình chiến đấu. Ba là trong tình huống ai cũng có thể ảnh hưởng đến nguyên bảo, cho dù Glenn nắm giữ phần nguyên chất này nhiều hơn Amon, cũng không thể thể hiện ra được ưu thế áp đảo, thậm chí còn vì đối phương am hiểu sử dụng sơ hở sáng tạo bắc bị hắn quấy nhiễu khó mà sử dụng được nguyên bảo bị kéo xuống cùng một cấp bậc với đối phương như vậy kẻ khờ danh sách không đối diện với chân thần hai con đường sai lầm và cửa đã bán điên cho dù không thất bại trăm phần trăm thì xác suất chiến thắng cũng rất nhỏ mà nắm lấy cơ hội thoát khỏi nguyên bảo sau đó glenn sẽ lập tức nhận được sự trợ giúp của đồng minh nghịch chuyển tình cảnh hai bên nếu amon đuổi theo glenn sẽ quấy nhiễu hành động hắn trở về nguyên bảo để hắn đối đầu với đồng minh của mình thời điểm đó ma nữ nguyên sơ chắc chắn không ra tay nữa, thần viễn cổ Thái Dương, chưa chắc đã tái hiện được uy lực nửa cựu nhật trong khoảng thời gian ngắn, sáu vị chính thần được nữ thần đêm tối dẫn đầu đủ để giải quyết Amon. Cho dù Amon nắm giữ toàn bộ quyền lực hai lĩnh vực sai lầm, và cửa không dễ giết chết, thì các chính thần chắc chắn cũng có thể làm hắn suy yếu, phong ấn hắn, đợi sau khi lên ổn định trạng thái tinh thần, nắm giữ nguyên bảo sâu hơn, sẽ có cách thức chính xác để giết chết hắn. Quy trình như thế gần như không thể nghịch chuyển cho dù thần viễn cổ Thái Dương có thể bộc phát ra địa vị, cấp bậc và thực lực như lúc trước cũng không thể thay đổi, cực hạn của ông ta xem ra chỉ có thể đồng thời áp chế ba vị chính thần, trong đó còn không gồm nữ thần đêm tối. Đương nhiên, các ngoại thần cũng không muốn thấy chủ nhân quỷ bí mới sinh ra, một khi xuất hiện tình huống tương tự, họ tất nhiên sẽ ra sức quấy nhiễu, không cho Amon ngã xuống, nhưng trước khi vách tường thế giới còn chưa bị sụp đổ, sự ảnh hưởng đến từ họ khá hữu hạn, chưa chắc có tác dụng quá lớn, giống như lúc trước, lên cho rằng thực lực, mà mặt tối vũ trụ và thần bị trói có thể phát huy ra cộng lại với nhau, đều thấp hơn hiền giả ẩn nấp. Cho dù thật sự bị các ngoại thần ảnh hưởng đến thế cục, Glenn cũng không tổn thất quá lớn, dù sao những sự tồn tại này cũng không cho phép Amon xử lý ngược lại anh, anh có thể ung dung tìm nơi tránh né, ổn định trạng thái tinh thần, đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng, lại một lần nữa lên kế hoạch. Thị trấn sương mù của nữ thần đêm tối chính là một lựa chọn rất tốt. Nếu Amon không đuổi theo, vẫn ở lại nguyên bảo, Glenn có thể dựa vào thân phận chủ nhân nguyên bảo, và khả năng kiểm soát những thứ bên trong của mình, để Amon không làm được gì trong nguyên bảo, cho dù thông qua các ngôi sao đỏ thẫm, để đối phó với các thành viên hội Taro cũng không được. Tóm lại, trong hai người họ ai muốn sử dụng nguyên bảo cũng đều khó khăn cả, nhưng phá hỏng hành động của đối phương lại cực kỳ đơn giản. Với tình thế rằng coi như vậy, Glenn hoàn toàn có thể nhàn nhã ổn định trạng thái tinh thần của mình, nắm giữ nguyên bảo sâu sắc hơn từng chút xoay chuyển cục diện. Đến cuối cùng, Amon hoặc là trốn đi, hoặc là để phúc sinh huyền Hoàng Thiên Tôn hoàn toàn sống lại, kéo Glenn chết cùng. Cho nên, tuy không có thời gian phân tích quá nhiều lợi hại, nhưng Glenn đã nhanh chóng đưa ra phán đoán, hiện giờ rời khỏi Nguyên Bảo là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng, ý thức của anh vừa rơi ra rỉa Nguyên Bảo, đã thấy một chiếc kính động nhãn được mài bằng thủy tinh. Thứ này kịp thời xuất hiện, cắt ngang hành động trốn thoát của Glenn. Ngươi cảm thấy ta sẽ để lại một sơ hở rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên, ngươi cũng có thể ngăn ta rời khỏi nguyên bỏ bất cứ lúc nào. Amon gập ngón trở lại, đẩy phía dưới chiếc kính độc nhãn, cười nói. Chiếc ghế dựa sau lưng hắn, phù hiệu được phát họa bằng ánh sáng lấp lánh nhanh chóng thay đổi, khi thì là sự kết hợp giữa các biểu trưng tương ứng ký sinh, thời gian, vận mệnh tạo thành, khi thì là tầng tầng lớp lớp cánh cửa. Hai phù hiệu khác nhau này luân phiên xuất hiện, không thể nào thực sự cố định lại. Lên không nghe Amon nói gì, khi việc trốn thoát vừa thất bại, anh lập tức tạo ra cảnh tượng quỷ bí chân chính, thần quốc kẻ khờ đầy đủ. Trước mắt Amon, quang cảnh lập tức biến đổi, cung điện rộng lớn, bàn dài loang lổ và ghế dựa xa hoa lập tức biến mất, thay vào đó là một tòa thành xa xưa hiện lên. Tòa thành xa xưa này có dáng vẻ cụ thể thế nào, Amon cũng không rõ, bởi vì hắn đang đứng trong một hành lang của tòa thành, chỉ có thể cảm giác được sự biến đổi của nguyên bảo, nhìn thấy cảnh tượng có hạn. Hàng lang này vô cùng u ám và âm trầm không có đầu cuối, cách một khoảng rất dài mới có một giá nến thanh lịch bằng bạc, trên ngọn nến tỏa ra ánh sáng ảm đạm, mở nhạt. Hai bên hàng lang có những cánh cửa gỗ đỏ thẫm đóng chặt, dường như nối liền với những căn phòng khác nhau. Mà trong tất cả các căn phòng đều yên ắng không tiếng động, không biết đang cất giấu thứ gì. Amon tùy ý nhìn lướt qua, thích thú cười nói, thú vị đây. Là một học giả giải bí mật hùng mạnh nhất, hắn đương nhiên biết rõ đây là một thần quốc, hơn nữa còn là thần quốc không thể dùng sức để phá vỡ, bởi vì mỗi một cánh cửa này đều được tổ hợp lại với một sự vật khác nhau, nếu phá vỡ chúng không biết sẽ gây ra hiệu quả gì. Amon cũng không coi thường năng lực, và chỉ số thông minh của một vị kẻ khờ danh sách không, không định trải nghiệm những điều bất ngờ, ngạc nhiên này. Nhưng, sau khi quy tắc của thần quốc được cố định lại, chủ nhân của thần quốc cũng sẽ bị hạn chế ở một mức độ nhất định. Đơn giản mà nói, lúc này Glenn chắc chắn đang ở một trong những căn phòng này, mà không thể ở nơi khác được. Muốn đạt được lợi ích thì trên lưng phải gánh trách nhiệm tương ứng muốn dựa vào cách này để kéo dài thời gian, để bản thân ổn định trạng thái tinh thần. Amon lẩm bẩm một câu, không biết là đang nói với ai. Sau đó, hắn đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển đi tới gần một cánh cửa gỗ màu đỏ thẫm. Trên cửa gỗ không có lỗ thủng, khiến người ta không thể nào nhìn được tình hình cụ thể bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, nếu không mở cửa ra thì Amon rất khó biết được lên có ở trong này không. Amon hơi cong khóe miệng, giơ tay phải ra, vẽ một hình chữ nhất dựng đứng trên cánh cửa gỗ đỏ thẫm kia. Bên trong hình chữ nhật lóe lên nhiều đốm sáng, sau đó trở nên trong suốt, hiện ra cảnh tượng ở trong phòng. Amon dựa vào quyền lực cửa và năng lực bắc, mở một cửa sổ trên cánh cửa này mà không kích hoạt hiệu quả của nó. Tiếp đó, hắn nhìn vào trong phòng. Nơi có không có bàn, thảm và đồ gia dụng, chỉ có một đại dương xanh thẳm. Quả nhiên, cánh cửa này tổ hợp với đại dương bên ngoài. Amon không hề bất ngờ, cười nói: một khi hắn mở cánh cửa này ra, hắn sẽ trực tiếp ra khỏi nguyên bảo, xuất hiện ở trong đại dương kia. Mà vào thời điểm đó, Glenn đã có đề phòng, nếu hắn muốn tiến vào nguyên bảo lần nữa thì gần như là không có khả năng, giống như Glenn hiện giờ không thể rời khỏi nguyên bảo vậy. Đây là nguyên nhân Amon không phá hủy thần quốc của kẻ khờ, mà lựa chọn mở từng cánh cửa một. Phá hủy sẽ dẫn đến những hiệu quả tương tự và lặp lại, chúng lần lượt ảnh hưởng đến Amon, cho dù có nhiều sơ hở để lợi dụng, hắn cũng không thể tránh được tất cả. Amon thu lại ánh mắt, đi tới căn phòng đối diện, dựa theo cách thức vừa rồi, mở một cửa sổ trên cửa chính. Nhưng lần này bên trong chỉ có bóng tối, không nhìn thấy gì. Amon giơ tay miết mép kính độc nhãn, khẽ ho một tiếng. Bóng dáng hắn nhất thời nứt ra làm hai. Số lượng Amon đã tăng lên. Amon bị tách ra liếc nhìn Amon đang đứng tại chỗ kia một cái, chẹp miệng nói, vì sao ngươi không tự đi tìm kích thích. Amon vừa nói, vừa giơ tay phải cầm lấy nắm cửa của cánh cửa đỏ thẫm. Hắn vừa vận nó, trên mặt đột nhiên dại ra, ngồi sụp xuống, giống như mất đi năng lực suy nghĩ. Hiệu quả lừa gạt. Amon đứng tại chỗ khẽ gật đầu. Amon đã biến thành ngu si kia nhất thời đổ sụp xuống, biến thành một con sâu trong suốt có 12 đốt. Chút ít đặc tính phi phàm từ trong đó phân tách ra trở về cơ thể Amon. Hắn dựa vào việc sử dụng sơ hở, không để hiệu quả xấu mà phân thân gặp phải ảnh hưởng đến chân thân. Đợi đến toàn bộ đặc tính phi phàm trở về. Amon thả một ngọn lửa đánh cắp được, thiêu hủy thi thể của trùng thời gian kia. Chậm rãi làm xong việc này, hắn ngẩng đầu lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn. Trên chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh này, vô số phù hiệu, hoa văn, ký hiệu đột nhiên hiện ra, nhanh chóng di chuyển, hoặc đan vào nhau, hoặc tổ hợp lại, hoặc biến hóa, giống như đang tính toán gì đó. Đây là khả năng giải mã của học giả giải bí mật kết hợp với quyền lực định vị, của chìa khóa, của ngôi sao, Hai lần thử vừa rồi của Amon chủ yếu là thu thập thông tin, nắm bắt quy tắc, chuẩn bị phá giải sự huyền bí của thần quốc kẻ khờ. Chẳng mấy chốc, những phù hiệu, hoa văn, ký hiệu trên kính độc nhãn hợp thành một cảnh tượng, sau một cánh cửa gỗ đỏ thẫm, lên mọc ra những xúc tu dài mảnh xung quanh người đang ngồi trên ghế dựa cao, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa vào. Amon nhếch miệng cười, bóng dáng chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện trong căn phòng kia. Nhưng, tất cả mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên rút đi. Glenn mang theo khí tức kẻ khở kia nhanh chóng mỏng đi, hóa thành một lá bài. Phía trên lá bài là hình ảnh Russel Gasta đeo đổ trang sức lộng lẫy, mặc quần áo ngũ sắc, vác một cây gậy trống có treo hành lý, trong mắt tràn đầy khao khát. Lá bài kẻ khờ. Lá bài kẻ khờ trong thẻ báng bổ. Glenn biết, chỉ dựa vào người giấy thế thân, cho dù có thêm hiệu quả lừa gạt, cấy ghép khí tức chân thật, cũng không thể nào lừa được vị bậc thầy lừa đảo đỉnh cao này. Cho nên, anh dùng lá bài kẻ khờ tập hợp các năng lực tương ứng làm người giấy, Tuy Nguyên Bảo không thể sử dụng, nhưng nơi này dù sao cũng là sân nhà của Clan, có đống đồ của anh, có các loại vật phẩm mà anh sưu tập, có sách đồng thao chen sâu ít vừa thu hoạch được, và thần đèn cầu nguyện mượn của nữ vương thần bí bơn Aaze. Khi Clan trước mặt Amon biến thành lá bài kẻ khờ, toàn bộ căn phòng cũng thu nhỏ lại, để lộ ra dáng vẻ vốn có. Đó là một hộp thuốc lá bằng sắt đã có dấu vết ăn mòn, dung hòa khí tức Nguyên Bảo. Bóng dáng Clan từ hư không hiện ra, trong quá trình toàn bộ thần quốc của kẻ khờ sụp đổ cung điện rộng lớn lại hiện ra, anh cầm chiếc hộp đựng lá bài kẻ khờ và chân thân của Amon lên, đóng mạnh nắp lại. Anh không hy vọng dựa vào vật phẩm, như thế này có thể phong ấn được Amon chấp trưởng quyền lực liên quan đến con đường cửa, chỉ dùng cách này để tranh thủ chút thời gian, tìm cơ hội ném Amon ra khỏi nguyên bảo, lấy lại quyền chủ động. Đúng lúc này, lên mặc áo gió đen chợt ngừng động tác. Một bàn tay khác của anh lấy một chiếc, kính độc nhãn bằng thủy tinh từ hư không ra, đặt nó lên mắt phải. Đằng sau anh, Amon đội mũ mềm chóp nhọn mặc áo dài đen kiểu cổ điển nhanh chóng phát họa ra, đôi mắt nhuộm màu tăm tối và điên cuồng. Hắn cười nói, từ khi nào ngươi sinh ra ảo giác ta không dùng phân thân. Hắn còn chưa dứt lời, bóng dáng Glenn bị ký sinh đã nhanh chóng mỏng đi, biến thành một người giấy được cắt thô kệch. Glenn lấy cẩn thận làm trọng, cũng không dùng bản thể, dựa vào người giấy thế thân được cấy ghép dây linh thể. Anh biết, chiến đấu với Amon, thả bỏ qua cơ hội cũng không thể phạm sai lầm. Một khi phạm phải sai lầm thì dưới sự áp chế của Bắc rất khó xoay chuyển cục diện. Đối với tình huống con mồi biến thành người giấy, Amon dường như không bất ngờ, chỉ giơ tay đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh lên. Một phía khác của cung điện rộng lớn, lên đội mũ dạ mặc áo gió không bị khống chế, từ trong bí ẩn mà kẻ khờ tự có bước ra. Tay phải anh nặng nề giơ lên, ra năn lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ không trung ra, chậm rãi đặt nó lên mắt phải của mình. Trong quá trình này, vẻ mặt lên tràn đầy sự kháng cự khá vặn vẹo, giống như không thể khống chế được bàn tay của mình. Amon nửa điên cuồng không thể kiểm soát, nửa thản nhiên cười nói, ngươi có thể dùng người giấy thay thế mình, thì người giấy cũng có thể thay thế ngươi. Nó bị ký sinh tương đương với ngươi cũng bị ký sinh. Bất cứ chuyện gì cũng đều là tương đối, đều tồn tại lỗ hồng, không có năng lực phi phàm nào là không thể phá giải, có thể áp dụng cho bất cứ trường hợp nào. Hắn lợi dụng sự liên hệ giữa người giấy thế thân và bản thể, chủ động tạo ra một bắc, tuy Amon trông có vẻ vì nửa điên cuồng không khống chế được bản thân, mà nói ra những lời này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dốc sức ăn mòn lên, từng chút tăng mạnh ký sinh, để đối phương thực sự đeo kính độc nhãn lên, biến thành mình. Lúc này, cả người Klen đột nhiên sụp đổ, là chủ động sụp xuống. Anh phân tách ra vô số con sâu mềm trong suốt vạn vẹo, chạy về bốn phương tám hướng. Trong đống trùng linh hồn này có lẫn vài con trùng thời gian có 12 đốt. Nói một cách nghiêm khắc, cho dù là sinh vật nhỏ bé như trùng linh hồn, Trùng thời gian của Amon cũng có thể ký sinh lên, nhưng khi Glenn phân tách ra đã chủ động dùng quyền lực lừa gạt, làm lẫn lộn thứ tự thời gian, khiến mấy con trùng thời gian trở nên ngu si, đến tận cuối cùng mới phân tách ra, không đuổi kịp đại đội, không tìm được mục tiêu ký sinh. Giây tiếp theo, cảnh tượng trong nguyên bảo lại xảy ra biến hóa, Glenn một lần nữa sử dụng năng lực cảnh tượng quỷ bí, tạo ra một thần quốc kẻ khở mới. Amon chớp mắt rơi vào trong một căn phòng. Nơi này trải thảm dày màu vàng nhạt, treo đèn bằng thủy tinh. Trên mỗi vách tường đều có một cánh cửa, không biết thông đến nơi nào. Đồng thời, từ trên vách tường còn treo các bức tranh vẽ các loại mắt. Amon không cần nhìn kỹ, chỉ liếc nhìn đã biết bốn cánh cửa này tương ứng với các hiệu quả khác nhau, tác dụng chủ yếu là kéo dài hành động của hắn, đủ thời gian để chuẩn bị chiêu tiếp theo. Ngài sai lầm hơi nhếch khóe miệng, chuyển ánh mắt xuống dưới chân. Hắn lập tức vươn tay phải, xòe năm ngón tay ra. Trên tấm thảm dày màu vàng nhạt nhất thời xuất hiện một cánh cửa hư ảo cánh cửa này nhanh chóng lướt đi một giây sau đó cố định lại lặng lẽ mở ra nhưng khi cánh cửa hư ảo này mở ra những cánh cửa ở bốn phía căn phòng cũng sinh ra sự liên kết quỷ dị phát ra tiếng kèn kẹt mở ra theo gần như cùng lúc đó trong cánh đồng hoang tăm tối trong một ngọn tháp đen kịt cao như núi đến bầu trời glenn đang cầm thần đèn cầu nguyện giải trừ hiệu quả lừa gạt mà sách đồng thau chen sâu ít thêm vào bức đèn thần đèn cầu nguyện cháy lên tỏa ra ánh sáng vàng kim đặc quánh ánh sáng này nhanh chóng hình thành một bóng dáng mơ hồ vạn vẹo. Glenn không suy xét đến chuyện cầu nguyện thần đèn, chuyển số điều ước của Bernay Aze sang mình, và thay đổi quyền sở hữu thần đèn cầu nguyện, bởi vì anh biết sẽ chỉ có một kết cục, đó là anh chết ngay tại chỗ, dựa vào năng lực bậc thầy kỳ tích, từ trong sương mù lịch sử trở về. Bình thường đây là một cách thoát vây hiệu quả, đặc biệt là Glenn còn có thể sống lại vài lần. Nhưng, tình huống lần này hoàn toàn khác lần trước. Một khi Glenn chết đi, chẳng khác nào anh bỏ qua thân phận chủ nhân của nguyên bảo trong một thời gian ngắn, khiến nơi này biến thành thiên đường của các Amon, để chúng sử dụng phần nguyên chất này mà không chịu chút trở ngại nào. Với tình huống như vậy, Amon hoàn toàn có thể lừa gạt lịch sử, quấy nhiễu vận mệnh, áp chế sự hồi sinh của Clan, khiến anh thực sự chết đi. Kẻ có thể khắc chế một người phi phàm nhất chắc chắn là cường giả cùng con đường có cấp bậc cao hơn hắn. Cho nên, phương án trước mắt của Clan là sử dụng địa vị của thần đèn sử dụng sách đồng thao chen sâu -so ít một cách hiệu quả nhất nếu không có thần đèn gây ảnh hưởng nhất định quy tắc mà sách đồng thao chen sâu -so ít đặt ra chắc chắn không chỉ dẫn về phía clan nó sẽ hạn chế tất cả các sự tồn tại ngoại trừ bản thân không có sự phân biệt khi bóng dáng màu vàng nhạt của thần đèn thành hình sách đồng thao chen sâu -so ít mang theo tiếng va chạm kim loại nhanh chóng lật đến phần có thể viết được không hề trần trừ trên sách đồng thanh lập tức xuất hiện một điều khoản mới nơi này cấm trộm cắp dựa theo suy nghĩ của clan điều khoản thích hợp nhất lúc này hẳn là nơi này không cho phép hành vi trộm cắp tồn tại bởi vì điều khoản trước thuộc về tính chất pháp luật nếu có ai trộm cắp nó không thể ngăn cản trước chỉ xử phạt sau khi đã xảy ra hơn nữa hành vi trộm cắp lần đầu tiên bị phạt rất ít các amon hoàn toàn có thể chịu được còn điều khoản sau là trực tiếp hạn chế hành vi tương tự sinh ra căn bản không cho tồn tại trộm cắp nhưng sách đồng Thao chen sâu ít hiện giờ không thể đưa ra được quy định này phải đợi điều khoản nó đặt ra đủ nhiều và đủ chặt chẽ bản thân nó thức tỉnh đến một mức độ nhất định thì mới làm được. Lúc trước thần đèn dựa vào quan hệ chặt chẽ giữa bản thân và sách đồng thao chen sâu so ít, dựa vào địa vị của mình đủ cao, dốc hết toàn lực mới gắng ngượng hoàn thành được quy định tương tự. Lúc này, ông ta đã uể oải, không thể làm ra chuyện đó nữa. Hiện giờ Klen chỉ có thể hy vọng tận dụng mọi khả năng để kéo dài thời gian, khiến quy tắc nhắm vào Amon do sách đồng thao chen sâu so ít đặt ra đủ nghiêm ngặt, dùng nó để phối hợp với quyền lực lừa gạt của bản thân lúc này trong căn phòng đang nhốt amon khi cánh cửa hư ảo mở ra bốn cánh cửa thật đồng thời dao động xuất hiện khe hở việc này sẽ mang đến nhiều hiệu quả không rõ đột nhiên nơi này vang lên tiếng chuông giống như đến từ xa xăm không biết từ khi nào amon đã biến thành một chiếc đồng hồ bằng đá cổ xưa loang lổ trên đồng hồ kim dây do trùng thời gian tọa ra chợt dừng lại keng trong tiếng chuông vang vọng toàn bộ sự vật trong phòng đều rơi vào trạng thái đông cứng gồm cả bốn cánh cửa lớn kia chỉ có ngoại lệ duy nhất là Amon, hắn biến trở lại thành dáng vẻ đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển, mỉm cười, không hề hoang mang giơ tay trái lên, nắm chặt năm ngón tay lại. Giây tiếp theo, trạng thái đông cứng bị phá vỡ, bốn cánh cửa thật đang mở ra đồng loạt khép lại, không còn khe hở nào. Bóng dáng Amon theo đó rơi xuống, chui vào trong cánh cửa hư ảo chưa bị đóng lại kia. Thông qua cách thức này để rời khỏi phòng, hắn phát hiện ra mình đã đi vào trong một cánh đồng hoang bát ngát. Xa xa có một tháp cao màu đen như đâm xuyên vào bầu trời. Bên trong tháp, sách đồng thao chen sâu ít trước mặt Glenn đã hình thành quy tắc thứ hai, nơi này cấm lừa dối. Tuy Amon không nhìn thấy cảnh này, nhưng dường như đã cảm nhận được điều gì, dù sao, với một chân thần địa vị cao dùng việc lừa gạt quy tắc làm niềm vui chắc chắn, có thể nhận ra sự thay đổi. Trong quy tắc này, nếu không thì không thể tìm ra được lỗ hổng chính xác trong đó. Hắn giơ tay lên, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải mặt ngoài của chiếc kính độc nhãn chợt lóe ra hào quang thuần khiết trắng sáng, chiếu dạng toàn bộ cánh đồng hoang vu, khiến nơi này không có bất cứ thứ gì có thể nằm trong bí ẩn. Đây là hiệu quả mà lúc trước hắn đã tặng cho Klen, rồi lại thu hồi từ bản thể của Klen về, ban ngày vĩnh viễn. Trong hoàn cảnh này, tòa tháo cao do bóng đen dệt thành lập tức tan vỡ thành từng mảnh, Klen trôi nổi giữa không trung, một tay cầm thần đèn cầu nguyện, một tay sách gậy chống ngôi sao, trước người là sách đồng thao chen sâu so ít đang mở ra. Amon thuận thế vươn tay phải vừa đỡ kính độc nhãn ra, từ khoảng cách rất xa nắm hình chiếu của Glenn vào trong lòng bàn tay. Đằng sau hắn, bóng đen do ban ngày vĩnh viễn tạo ra càng lúc càng mở nhạt, bắt đầu vặn vẹo như có sức sống. Chỉ chớp mắt, Amon đã đánh cắp đủ loại năng lực phi phàm của Glenn. Hắn cũng không cố ý tìm kiếm quyền lực lừa gạt, mà lựa chọn tính ngẫu nhiên, nó có thể tăng xác suất thành công lên. Nhưng sau khi hào quang lóe lên, rơi vào tay hắn lại chỉ là một người giấy đơn sơ, cấy ghép, chát. Bóng đen sau lưng Amon bị một chiếc roi vô hình quất một phát, nhưng bản thân hắn không hề bị làm sao. Hắn sáng tạo ra sau lầm, dùng cái bóng thay thế mình. Sau đó, Amon mỉm cười, giọng nói vang vọng bên tai Glenn. "Thần đèn, ta cũng có thể hứa đưa ngươi về bầu trời sao." Nghe thấy lời Amon nói, trong lòng Glenn chợt trùng xuống. Lúc trước, anh không lo Amon sẽ lôi kéo thần đèn là vì một kẻ bậc thầy lừa đảo siêu cấp, như hắn đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào cũng không làm người khác tin được mà thần đèn từng gặp chủ nhân quỷ bí tiền nhiệm, là thần linh từng bị hại trong chuyện tương tự, chắc chắn sẽ dùng thái độ đề phòng để ứng phó với ngài sai lầm. Đây là kết quả do thiếu tin tưởng đưa đến. Đôi khi, nói dối, lừa gạt, chơi xấu, quả thật có thể thu được lợi ích rất cao trong thời gian ngắn, nhưng về lâu về dài người thành thật giữ chữ tín, vẫn thu được lợi ích nhiều hơn. Nhưng hiện giờ, sách đồng thao chen sâu so ít vừa đặt ra quy tắc nơi này cấm lừa dối. Mà sau khi Amon đưa ra lời hứa không hề bị xử phạt, Đồng thời, Glenn và thần đèn đều phát hiện ra đối phương không hề sử dụng sơ hở trong chuyện này. Điều này chứng minh rằng lời Amon vừa nói thật sự có hiệu lực, phát ra từ đáy lòng, không phải là lừa gạt. Thần đèn thậm chí có thể dựa vào địa vị và tính chất đặc biệt của bản thân, vặn vẹo những lời này ở mức độ nhất định, khiến ta có thể hứa hẹn thành ta hứa hẹn, khiến Amon không thể đổi ý, nếu hối hận sẽ bị quy tắc cấp bậc cựu nhật đánh trả. Điều này khiến Glenn không khỏi nghi ngờ điều khoản nơi này cấm lừa dối rốt cuộc là Do Amon lặng lẽ dẫn dắt sách đồng thao chen sâu ít đặt ra hay là thần đèn cố ý thêm vào, khiến toàn bộ những sự tồn tại có khả năng trở thành chủ nhân quỷ bí đều sẽ đưa ra lời hứa đưa ông ta về bầu trời sao? Với thần đèn mà nói, giao dịch này chỉ có lợi không có hại, bởi vì bản thân Glenn còn đang nợ ông ta một lời hứa hẹn. Nếu là trong hoàn cảnh khác, Glenn còn có thời gian trao đổi tử tế với thần đèn, xây dựng lại sự tín nhiệm, nhưng lúc này, uy hiếp đến từ Amon đã gần ngay trước mắt không cho anh cơ hội giải quyết vấn đề ở phương diện này. Nếu Glenn lựa chọn tiếp tục tin tưởng thần đèn, thì tương đương với việc anh đặt sinh mạng của mình vào tay vị ngoại thần này, để mặc đối phương thao túng trong trận chiến tiếp theo. Thần đèn chỉ cần thông qua sách đồng thao chen sâu ít đặt, ra một vài quy tắc trông có vẻ không vấn đề gì. Thực tế lại thiên vị Amon, Glenn vốn đã rơi vào tình thế rất xấu sẽ nhanh chóng bại vọng, không thể nào cứu vãn cục diện. Trong lúc suy nghĩ, Glenn bèn đưa ra lựa chọn cho ván cờ này xung quanh anh lập tức hiện ra một tấm áo choàng màu tối sẫm bán trong suốt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ quái dị vặn vẹo. Kẻ khờ, những gợn sóng vô hình từ người anh lan ra, chớp mắt đã bao phủ lên thần đèn, sách đồng thau chen sâu so ít, toàn bộ cánh đồng hoang vu và cả Amon. Quyền lực mù quá ngu si. Chiếc kính độc nhãn của chân thân Amon trượt mất đi vẻ sáng bóng, giống như hắn mất đi thị giác, đôi mắt cũng theo đó dại ra, Tốc độ viết điều khoản mới trên sách đồng Thao Chen sâu so ít cũng giảm đi một cách rõ rệt, giống như phải mất đến 15 phút hay thậm chí mấy tiếng đồng hồ mới có thể nghĩ ra. Được quy định tiếp theo là gì? Bóng dáng vàng nhạt mơ hồ vặn vẹo của thần đèn lay động một hồi, đột nhiên quay về chiếc đèn thần như ấm trà kia, không biết đang lẩn trốn điều gì, hay chỉ là phản ứng theo bản năng. Nắm lấy cơ hội này, Glenn vừa thử thoát khỏi nguyên bảo, vừa chuẩn bị cấy ghép bản thân vào một thứ gì đó. Ý thức của anh vừa chìm xuống chiếc chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đã xuất hiện ở rìa nguyên bảo, chặn đường anh. Cho dù xuất hiện trạng thái chỉ số thông minh bị giảm xuống trong thời gian rất ngắn, Amon dường như vẫn nhớ phải ngăn cản Clint rời khỏi nguyên bảo. Đôi mắt hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, vẫn nhộm màu tối tăm như trước, hắn dần nhếch miệng, không kiềm chế nổi mà cười nói, ta đã viết chuyện này vào bản năng của ta, đây là cách để đối kháng hiệu quả mù quáng ngu si. Hiển nhiên hắn lại lừa gạt quy tắc, lừa gạt bản thân, để bản năng nghĩ rằng đó là chuyện mình muốn làm lên không hề nao núng, lập tức hoàn toàn việc cấy ghép đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, anh cấy ghép chỉ là khái niệm hàng tinh, chứ không phải là thực thể, bằng không, với khả năng phòng ngự rõ ràng thấp hơn phần lớn các danh sách không của kẻ khờ, cùng cơ thể yếu ớt của anh, sẽ trực tiếp bị hàng tinh nuốt chửng, chết ngay tại chỗ. Kẻ khờ thuộc loại thần linh vô cùng cực đoan hóa, có năng lực hủy diệt một hành tinh, nhưng không có cách nào đối diện với đối phương, ưu điểm và nhược điểm đều rất rõ ràng. Mặt khác, Bình thường, khái niệm là điều mà không thể trực tiếp ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh, làm hại kẻ địch, không phải cứ viết xuống những từ ngữ như khối lượng lớn, lực hấp dẫn lớn, cực nóng, nhiệt độ cao, phản ứng nhiệt hạch là có thể tạo ra hiệu quả cùng loại, nhưng ngài kẻ khờ lên này lại chấp trưởng quyền lực lừa gạt. Anh để hoàn cảnh xung quanh sinh ra sự thay đổi tương ứng theo khái niệm hàng tinh. Đây vừa là sự biến đổi mãnh liệt, vừa là một loại lừa gạt. Bóng dáng Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển bị hàng tinh chiếu dọi xuống, trong cự ly gần đã hoàn toàn bị đốt cháy, bắt đầu hóa khí. Đúng lúc này, bóng dáng hắn vặn vẹo, chớp mắt đã nhuộm ánh sao lấp lánh, trở nên cực kỳ hư ảo, giống như hóa thành một cánh cửa sao. Giờ phút này, Amon không còn là sinh vật có thực thể, mà gần với thể tập hợp tượng trưng cho dạo chơi, lối vào tinh giới, chùa khóa, cửa hơn. Đây là năng lực dựa vào tinh giới để đi đến các hành tinh khác nhau, thế giới khác nhau của lữ pháp sư, họ có thể chuyển hóa bản thân mình thành phù hiệu tượng trưng từ đó sử dụng tinh giới một cách hữu hiệu. Đến giai đoạn cửa danh sách không, năng lực cùng loại biến, chất thành khái niệm. Amon biến bản thân thành sinh vật khái niệm, để tránh những thương tổn do hàng tinh mang đến. Phía sau hắn, một người đột ngột xông ra, chính là lên mặc áo gió đội mũ dạ. Gần như cùng lúc đó, suy nghĩ của Amon chợt chậm lại một chút. Dây linh thể của hắn đã bị lên bắt được. Glenn lợi dụng hàng tinh kia để mang đến hỗn loạn, giải trừ tổ hợp giữa mình và khái niệm liên quan, lặng lẽ cấy ghép địa điểm hai bên, đi ra đằng sau Amon. Vốn không còn loại khái niệm tổ hợp lại nữa, ảnh hưởng do hàng tinh mang đến đối với các cảnh vật xung quanh lập tức bị dừng lại. Nhưng Glenn đã lừa gạt thời gian, để hiệu quả hai giây trước chậm lại đến hiện giờ, dùng cách này để qua mắt Amon. Nếu có thể, hiện giờ Glenn hy vọng nhất là nắm dây linh thể của Amon sâu hơn một chút, biến hắn thành bí ngẫu của mình. Nhưng anh biết trong tình huống hiện giờ, xác suất thành công cực kỳ thấp, một mặt, Amon có thể chịu được thương tổn, đánh cắp dây linh thể về. Mặt khác, hắn có thể lợi dụng sự liên hệ giữa hai bên được thành lập từ dây linh thể, tạo ra một bắc, từ đó ảnh hưởng ngược lại Glenn, ký sinh lên anh. Trước khi nắm chắc tuyệt đối, Glenn không muốn để hành động của mình trông có vẻ lỗ mãng. Mục đích chủ yếu của việc nắm giữ dây linh thể đối phương là khiến suy nghĩ của hắn bị ngưng trệ ở khoảng thời gian nhất định. Đây là biểu hiện của quyền lực lừa gạt trong giai đoạn bí ngẫu hóa, mà với trạng thái hiện giờ của Glenn anh đương nhiên muốn lựa chọn phương pháp ở cấp bậc khá thấp nhưng có hiệu quả này hơn, như thế gánh nặng lên anh sẽ giảm xuống, không giống với việc trực tiếp sử dụng quyền lực lừa gạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Giờ phút này, kẻ địch của anh ngoại trừ Amon còn có phúc sinh huyền Hoàng Thiên Tôn trong cơ thể. Đương nhiên, Amon cũng thế, sau khi hắn nửa điên, nếu không áp chế thì Thiên Tôn cũng sẽ sống lại trong cơ thể hắn, sau khi khiến suy nghĩ của Amon ngưng trệ trong thời gian ngắn. Glenn có ba lựa chọn, một là nhân cơ hội này thoát khỏi nguyên bảo, nhưng anh không rõ bản năng của Amon còn vận hành không, còn ngăn cản mình chạy trốn không, hay là triệu hồi hình ảnh từ lỗ hồng lịch sử, nhưng làm thế không có nhiều tác dụng lắm, những sự tồn tại cấp bậc thiên sứ có thể phát huy tác dụng, trong cuộc thần chiến đều có số lượng cực ít, chưa biết chừng đều không ngăn được Amon, huống hồ họ chỉ là hình chiếu lịch sử, cho dù Clem muốn mượn họ để truyền tin, cũng không đủ giá trị, bởi vì các thần linh khác không vào được nguyên bảo, không thể trợ giúp, ba là nhân cơ hội này gây nên ảnh hưởng nhất định và đủ hữu dụng đối với chân thân Amon. Glenn gần như không do dự, lập tức lựa chọn phương án thứ ba. Anh muốn nhân cơ hội gấy ghép Amon vào cánh cửa ánh sáng hơi nhuộm màu xanh đen của nguyên bảo kia. Glenn cảm thấy tình trạng nửa điên của Amon chưa đủ xấu, chỉ là nói hơi nhiều, thời điểm nào đó có thể không nắm được thời cơ. Hắn muốn đối phương điên thêm chút nữa. Khi Amon và nguyên bảo hoàn thành tổ hợp lại, ý chí thiên tôn trong cơ thể hắn rõ ràng mạnh lên, tinh thần cũng sẽ hỗn loạn hơn. Như vậy, Amon không đủ lý trí để kiểm soát bản thân hành động sẽ thiên về phản ứng bản năng, chứ không phải là kết quả sau khi đã suy xét. Đối với một ngày sai lầm dùng lừa gạt làm sở trường, đây chính là sự ảnh hưởng mang tính trí mạng. Đương nhiên, loại cấy ghép này lên chỉ duy trì được một giây, quá thời hạn này, người anh phải đối mặt có lẽ không phải là Amon, mà là phúc sinh huyền Hoàng Thiên Tôn. Đến lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ vui lòng nhận món quà nguyên bảo này, dùng nguyên chất cộng thêm địa vị của hai phần tính duy nhất, đặc tính phi phạm danh sách một tương ứng để đánh kẻ khờ. Danh sách không một con đường này một trận, vốn Glenn có thể dựa vào quyền lực lừa gạt để đạt được hiệu quả làm giảm chỉ số thông minh của Amon xuống. Nhưng một là tình trạng hiện giờ của anh không thể nào sử dụng sức mạnh ở cấp bậc này trong thời gian dài. Hai là Amon là chân thần hai con đường, người chấp trưởng rất nhiều quyền lực, hiệu quả mù quá ngu si trên người hắn chỉ duy trì trong thời gian có hạn. Cho nên, Glenn thể mạo hiểm dùng loại cấy ghép này, mà Amon bị điên cuồng đeo bám thời gian, cho đến khi hắn tìm ra sự cân bằng mới hoặc tìm thấy vị bác sĩ tâm lý tốt nhất kia. Trong giây lát, trên mặt lên lại xuất hiện chiếc mặt nạ lạnh lùng nửa trong suốt kia. Trên người Amon cũng hiện ra cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm màu xanh đen kia. Nguyên Bảo, khi Amon cấy ghép vào cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, trên gương mặt hắn lập tức vặn vẹo khó che giấu, màu tối tăm trong mắt càng thêm rõ. Cùng lúc đó, dưới lớp áo dài đen cổ điển của hắn mọc ra rất nhiều xúc tu dài mảnh, cảm giác điên cuồng khó mà dùng lời miêu tả đúng lúc lên định cắt đứt liên hệ giữa Amon và Nguyên Bảo, để hắn giữ nguyên mức độ điên rồ như hiện tại, thì khóe miệng Amon nhếch lên, giống như đang nói, chúc mừng, ngươi đã dẫm vào cạm bẫy. Gương mặt, hắn lập lức bao phủ một chiếc mặt nạ bán trong suốt, hư ảo, gần giống với tính duy nhất của kẻ khờ. lên chợt căng thẳng tinh thần, không suy nghĩ thêm, định sử dụng ngay quyền lực lừa gạt không cần phải cân nhắc đến hậu quả. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ trong đầu anh đã ngưng trệ, cả người rơi vào trạng thái ngu ngốc không biết nên làm gì. Lừa gạt, Amon lại dùng trạng thái tổ hợp lại giữa bản thân và Nguyên Bảo trong thời gian ngắn ngủi, thoát khỏi sự quấy nhiễu của Clan, điều động sức mạnh lĩnh vực kẻ khờ. Hành động như vậy hoàn toàn vượt qua bản năng, mà giống một cạm bẫy đã được thiết lập tỉ mỉ hơn. Amon dường như còn chưa đủ điên, bị chân thần hai con đường sai lầm, và cửa này lập tức giải trừ cấy ghép giữa bản thân và Nguyên Bảo, để cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm chút màu xanh đen kia nhanh chóng nhạt đi, rồi biến mất, tránh bị ô nhiễm nặng thêm xử lý xong tai họa ngầm này, Amon giơ hai tay lên, ngón cái đối ngón cái, ngón trỏ đối ngón trỏ, tạo thành một hình bầu dục. Bên trong hình bầu dục tỏa ra ánh sáng sao, vừa vặn bao phủ toàn bộ bóng dáng Klen. Ngay sau đó, hai tay Amon trượt tách ra hai bên, giống như xé rách thứ gì đó, đến mức trông có vẻ nặng nề. Một tiếng duệt như tờ giấy bị xé tan. Khu vực xung quanh Klen giống như biến thành thủy tinh, khi bị tấn công dữ dội, xuất hiện vô số khe hở, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đây là một loại thoái hóa và hủy diệt không gian, cơ thể Klen không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể vỡ tan theo sự sụp đổ của hư không, hóa thành những mảnh giấy bay đầu trời, mà những mảnh giấy này chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chửng. Đợi đến khi không gian ngừng sụp đổ, người giấy Klen đã cơ bản tiêu tan hết. Đương nhiên, anh cũng dựa vào địa vị và tính chất đặc biệt của kẻ khờ, vùng thoát khỏi hiệu quả mù quáng ngu si, mà lúc này, Amon đã chia tách thành mấy bóng người, chúng có khi là phân thân thuần túy có khi là hàng phục chế thuộc cấp bậc tượng trưng, có khi là tàn ảnh được lưu lại sau khi không ngừng làm động tác thoáng hiện. Giờ phút này, bầu trời trên đỉnh đầu lên và cánh đồng bát ngát bốn phía đều bị các Amon chiếm đóng, chi chít những bóng người đội mũ mềm chóp nhọn, đeo kính độc nhãn, chặn lại mọi lỗ hổng. Những Amon này có kẻ biến thành đồng hồ cổ xưa loang lổ có màu xanh đen đan sen, có kẻ biến thành ánh sao thuần túy, giống như muốn xây nên một lồng giam, có kẻ thò tay ra thực hiện năng lực đánh cắp ở những cấp bậc khác nhau, có kẻ mắt kính sáng lên, dùng những thứ đã từng trộm được, có kẻ mô phỏng ra đủ loại năng lực, hoặc hạn chế, hoặc quấy nhiễu, hoặc tấn công. Trong con đường kẻ ăn trộm, đánh cắp là kỹ năng trung tâm, là một trong những biểu trưng chủ yếu. Nó khác thao túng dây linh thể của nhà bói toán ở chỗ, khi danh sách tăng lên, hiệu quả và hiệu suất của nó không những được tăng cường, hơn nữa còn đạt được sự gia tăng về cấp bậc khái niệm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giai đoạn danh sách 9 đến danh sách 7 thứ đánh cắp là vật phẩm, danh sách 8, thứ đánh cắp là năng lực phi phàm. Sau khi tấn thăng danh sách 5, thứ đánh cắp là suy nghĩ và ý tưởng trong đầu, đến danh sách 4 và danh sách 3, phạm vi đánh cắp có thể mở rộng tới vận mệnh, thân phận, nhận thức bản ngã và đặc tính phi phàm. Về phần danh sách 1, ngay cả thời gian, mỏ neo, quyền lực cũng có thể bị đánh cắp trong thời gian ngắn. Cho nên, khi sai lầm đối mặt với chân thần, cũng vẫn dùng năng lực đánh cắp đã được tăng lên cấp bậc quyền lực. Trong tiếng chuông, những chiếc đồng hồ xa xưa kia đồng thời tạm dừng, khiến cảnh xung quanh đông cứng lại, toàn bộ cánh đồng hoang vu đã bị hàng tinh phá thành từng mảnh nhỏ chợt trở nên, cực kỳ yên tĩnh, nga cả sự hủy diệt cũng bị làm cho đóng băng. Trong khoảnh khắc này, lên giường như mất đi cơ thể, chỉ còn lại một chiếc áo choàng màu tối bán trong suốt, và một chiếc mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo. Bên dưới áo choàng và mặt nạ là một mảng u ám đậm đặc, không nhìn thấy gì, chỉ đang thỏ ra những xúc tu dài mảnh quái gở. Glenn trong trạng thái này giống như đã thoát khỏi hạn chế về thời gian. Trong hoàn cảnh bị dừng hình ảnh, chiếc áo choàng bơi đi như người cá, thông qua các khe hở hoặc chân thật hoặc là khái niệm, thoát khỏi vòng vây của Amon. Anh lại một lần nữa sử dụng quyền lực lừa gạt. Lần này, thứ anh lừa gạt là thời gian. Những chiếc đồng hồ cổ xưa kia theo đó biến mất, trên cánh đồng hoang vu gần như đã hoàn toàn sụp xuống, thời gian lại bắt đầu trôi đi. Các Amon không tiếp tục nữa, đột nhiên tụ tập lại thành một thể, thoáng hiện ra phía sau Glenn, không cho anh cơ hội lấy hơi. Hắn giơ tay trái ra, rồi kéo mặt về sau, năm ngón tay siết chặt. Xung quanh Glenn, cả không gian bỗng phủ kín bóng đen, giống như bị đắp một lớp voan mỏng. Lớp voan mỏng này vặn vẹo, một lần nữa tổ hợp lại, giống như hình thành một nhà giam đủ chắc chắn, nhốt Glenn ở trong. Phía trên nhà giam, một cánh cửa hư ảo đột nhiên hiện ra, di chuyển rất nhanh, không cố định một chỗ. Nhưng, bóng dáng Glenn lại đột ngột xuất hiện bên ngoài nhà giam, giống như chưa từng bị Amon dùng quyền lực cửa để phong ấn, anh đã lừa gạt lịch sử, chia cắt bản thân trong một giây trước và một giây sau ra. Thế là người bị nhốt trong nhà giam biến thành hình chiếu lịch sử của anh. Năng lực thuộc về học giả cổ đại này đã được quyền lực lừa gạt gia tăng hiệu quả, bởi vì dựa vào việc lừa gạt lịch sử để tấn thăng nghi thức, cho nên năng lực trong lĩnh vực tương tự của vị kẻ khở lên này mạnh hơn lừa gạt thời gian và lừa gạt vận mệnh, vừa thoát khỏi nhà giam không gian. Glenn muốn sử dụng ngay cảnh tượng quỷ bí, sáng tạo ra thần quốc kẻ khở mới, dùng cách này để kéo dài thời gian, tìm cơ hội ổn định trạng thái tinh thần. Vừa rồi anh liên tục sử dụng quyền lực lừa gạt, sự cân bằng yếu ớt trong cơ thể đã ở bờ vực sắp sụp đổ, nếu không nhanh chóng ổn định lại, thì ý chí thiên tôn sẽ thức tỉnh thêm một bước. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Đúng lúc này, trước mặt anh hiện lên một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh rất lớn. Trên mặt chiếc kính này tỏa ra những gợn sóng lấp lánh, điên cuồng bao phủ lấy anh. Tinh thần Glenn chợt ổn định lại, nhưng phải trả giá bằng việc mất đi cảm xúc và các loại dục vọng khác nhau. Ngay cả việc phản kháng cũng không muốn làm, chỉ hy vọng đứng im ở đó, đợi sự hủy diệt buông xuống. Trạng thái này giống một người bình thường bị tiêm một lượng lớn thuốc an thần. Cùng lúc đó, trong những gợn sóng ánh sáng kia, một quyển sách hư ảo chợt hiện ra. Quyển sách mở ra để lộ một đoạn văn trong đó, Glenn Moretti bị ô nhiễm tinh thần từ chủ nhân quỷ bí tra Tấn, vẫn luôn đau đớn, cực kỳ mỏi mệt sau khi trải qua một trận ác chiến, hắn đã bị ảnh hưởng ở cấp bậc tâm linh, rốt cuộc đạt đến cực hạn, quyết định từ bỏ, không muốn phản kháng nữa. Đằng sau chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh khổng lồ kia, bóng dáng Amon đội mũ mềm chóp nhọn, mặc áo dài đen cổ điển nhanh chóng phát họa ra, giống hệt một ngọn núi. Hắn nhìn lên bỏ qua kháng cự, đôi mắt tối tăm dần nhạt màu, khóe miệng hơi nhếch lên, ta trộm được rồi. Cảm giác thế nào? Glenn ngẩng đầu nhìn về phía ngài sai lầm này, cố gắng mở miệng uể oải nói, ngay từ đầu ngươi đã lừa gạt rồi. Amon giơ hai tay lên, mỉm cười nói, đáng tiếc, ngươi rõ thì đã quá muộn rồi. Hắn chập hai bàn tay lại, ngón cái đối ngón cái, ngón trỏ đối ngón trỏ, tạo thành hình vòng tròn. Bên trong hình tròn, ánh sao sáng lên, chiếu dọi bóng dáng lên. Ngay sau đó, Amon lại tách hai bàn tay ra, xé rách hư không mặc lên cùng cảnh vật xung quanh đang sinh tồn trong đó. Hư không giống như một tấm thủy tinh, Vỡ ra từng mảnh nhỏ, giống như một tòa nhà cao tầng bị phá hủy đổ sập xuống. Nhưng tất cả những thứ đổ sập xuống, tất cả những thứ bị hủy diệt đều vòng qua người Clean, không ảnh hưởng trực tiếp đến anh. Anh giống như một con thuyền đánh cá vững vàng đi giữa bão táp, trông có vẻ nổi bật, trông có vẻ khác lạ, dường như không thuộc về nơi này. Amon giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn kẹp trên mắt phải, nụ cười trên mặt chợt nhạt đi một chút. Trên tấm áo choàng bán trong suốt khoác ngoài người Clean, không ngừng có những chỗ gồ lên rồi lại biến mất anh nhìn Amon như ngọn núi trước mặt, đôi mắt dường như u ám hơn một chút, ngay từ khi ngươi tiến vào nguyên bảo, nói ra từ đầu tiên, ngươi đã bắt đầu lừa gạt. Lúc ấy, Amon nói hắn mạo hiểm bỏ qua việc áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí, trong cơ thể, dùng cách này để đổi lấy thân phận chủ nhân nguyên bảo. Giờ phút này, Amon lại không nắm lấy cơ hội tiếp tục tấn công lên nữa. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống ngài kẻ khờ. Glenn cũng không thử biện pháp khác, giọng điệu điểm tĩnh đến kỳ lạ, giống như đang ấp ủ thứ gì nếu không áp chế ý chí chủ nhân quỷ bí dùng trạng thái nửa điên để trả giá cho việc tiến vào nguyên bảo thì lúc trước Antic Owners cũng đã làm được hủy diệt Malang Freguera cũng có thể người lúc trước và ngài ghét cũng có vô số cơ hội như thế hiển nhiên đơn thuần để cho chủ nhân quỷ bí sống lại đến một mức độ nhất định dùng trạng thái bán điên phối hợp với sai lầm cũng không có cách nào xâm nhập vào nguyên bảo người không thể nào tìm được bắc có thể lợi dụng trong chuyện này Trừ phi, ngươi trực tiếp để ngài ấy thay thế mình. Mãi cho đến khi nắm được quyền lực cửa có thể tiến vào bất cứ nơi nào, ngươi mới nhìn ra hy vọng, thông qua việc sáng tạo ra một cánh cửa, lại lợi dụng Bắc để nguyên bảo coi ngươi là chủ nhân quỷ bí, cho ngươi quyền hạn. Đương nhiên, làm chuyện này chắc chắn có mức độ nguy hiểm tương đương việc, để chủ nhân quỷ bí sống lại, không có vỏ bọc này che giấu thân phận, ngươi không thể nào tự dưng lừa gạt được nguyên bảo. Sau khi dung nạp tính duy nhất cửa, ngươi không lập tức lèn vào nguyên bảo, đối phó với ta lúc ấy còn yếu ớt hơn bây giờ, là vì thời điểm đó, ngươi vừa tấn thăng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng nổi việc ý chí của chủ nhân quỷ bí thức, tỉnh thêm một bước. Ta nghĩ ngươi hẳn đã tìm được cách an toàn hơn, nếu ta không tấn thăng kẻ khởi nhanh đến vật, thì thêm một thời gian nữa, ngươi có thể tiến vào nguyên bảo với trạng thái tốt hơn, giải quyết tất cả. Mà hiện giờ ngươi không thể không thực hiện kế hoạch này trước, trên người ngươi chắc chắn đang tồn tại một vài vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngươi chủ động dùng trạng thái bán điên để trả giá, một mặt là dẫn dắt cho ta suy nghĩ đối sách trên vấn đề này, chôn xuống một cái bẫy trí mạng ở chỗ mấu chốt, mặt khác là đánh lạc hướng, dùng nó để che giấu các vấn đề khác. Ngươi hoàn toàn không bị bán điên." Amon yên tĩnh nghe lên nói xong, thái độ rất khác thường, không hề ngắt lời giữa chừng, không thử tấn công, đợi đến khi đối phương kết thúc, hắn mới nói với vẻ mặt kỳ lạ, "Ngươi điên rồi." Nghe thấy câu ngươi điên rồi của Amon, Klein hơi ngẩng đầu, bật cười ha hả, "Ta chỉ từ bỏ theo sự sắp xếp của các ngươi thôi." chẳng qua là triệt để hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Anh vừa nói chuyện, trên vầng trán đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lẽo quỷ dị kia chợt hiện ra một dấu ấn hư ảo. Đó là một cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm chút màu xanh đen, mà trên người Klein cũng bao phủ những thứ tương tự. Bên dưới tấm áo choàng tối màu bán trong suốt khoác bên ngoài người Klein, ngày càng có nhiều xúc tu dài mảnh kỳ dị thò ra, rậm rạp, kéo dài, chiếm hết một khoảng trời gần đó. Đôi mắt của Klein u ám hơn, anh nhìn về phía Amon cười nói: với ta mà nói, so với việc để ngươi trở thành chủ nhân quỷ bí, chẳng thà để vị trong quá khứ kia sống lại. Sau khi trạng thái tinh thần ổn định lại, biết rõ điểm mấu chốt trong trận đột kích lần này của Amon, Glenn dựa theo tâm lý từ bỏ này, bước đầu giải trừ việc áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể, để ngài ấy sống lại thêm một bước. Vì thế, anh mới có thể kiểm soát được nguyên bảo nhiều hơn vào thời khắc mấu chốt, mượn sức mạnh đến từ sai lầm để né tránh không gian bị đổ sập xuống Amon gây ra không đợi Amon đáp lại, khóe miệng Klen nhách lên thành một nụ cười rõ ràng. Sau khi ngươi bị nguyên bảo ô nhiễm, xuất hiện dấu hiệu điên cuồng, liền lập tức hồi phục, còn lợi dụng ngược lại nguyên bảo, tạo ra hiệu quả mù quáng ngu si. Sau khi ngươi không áp chế ý chí chủ nhân quỷ bí, trong cơ thể lại không tiến vào trạng thái bán điên, là vì có sự trợ giúp từ bên ngoài. Ngươi hẳn là có một phân thân cực kỳ mấu chốt, thậm chí hệt như bản thể của Pes tự hạ địa vị vậy, phân thân này đang ngủ say ở chỗ Adam nhờ vị nhà không tưởng này tự tay bảo toàn trạng thái tinh thần của ngươi mà chỉ cần ý chí của chủ nhân quỷ bí không hồi sinh quá cực hạn mà adam có thể chịu đựng chỗ đó không bị mất khống chế thì ngươi sẽ không bị điên cho nên tai họa ngầm nghiêm trọng nhất của ngươi chính là phải luôn giữ liên hệ với thân thể kia của mình một khi bị quấy nhiễu trạng thái của ngươi sẽ xảy ra vấn đề mà loại liên hệ này bị nguyên bảo ngăn cách đã trở nên rất yếu ớt ngươi có tình thể hiện ra trạng thái bán điên ngoại trừ dẫn dắt ta tìm kiếm cơ hội trong phương diện này dẫm vào bẫy của ngươi thì còn để che giấu điểm mấu chốt kia, không cho ta mở ra các đợt tấn công nhắm vào sự liên hệ này. Đương nhiên, ngoại trừ việc này, còn có khá nhiều vấn đề, dù sao ngươi vẫn chưa thực sự chuẩn bị tốt. Nếu bị ta phát hiện ra trước thời điểm này, cho dù ta chỉ là vua thiên sứ nắm giữ tính duy nhất, cũng có cách đánh bại ngươi. Amon lặng lặng lắng nghe, giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo trên hốc mắt phải, khóe miệng hơi cong lên, cười ra một tiếng thở dài. Lên thấy thế, Lắc đầu cười nói, ngươi quả thật vừa hùng mạnh, vừa xảo quyệt lại đáng sợ, không thẹn với danh hiệu thần lừa gạt, nếu không phải ta đã sớm suy xét, nên làm thế nào nếu bị ngươi ép đến đường cùng không còn cách nào khác, thì vừa rồi chắc chắn ta đã do dự, mà chỉ cần hơi do dự thì giờ cũng đã chết rồi. Như vậy, Amon sẽ hoàn toàn nắm giữ nguyên bảo trong tay, dùng nó để ngăn cản Klen từ xương mù lịch sử quay về, khiến anh không thể hồi sinh nữa. Amon ngước nhìn những xúc tu kỳ dị dưới áo choàng của Klen càng ngày vươn ra càng nhiều thong thả hít vào một hơi, cười nói, chủ nhân quỷ bí trong cơ thể ngươi sắp thực sự thức tỉnh rồi. Nụ cười trên mặt Glenn mang theo chút cảm giác của kẻ bị thần kinh, ngươi cũng có thể so tài trong trận này. Trận chiến kế tiếp của chúng ta rất đơn giản, chính là xem ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể ai thức tỉnh nhiều hơn, ai nắm nguyên bảo trong tay sâu sắc hơn, 50%. 70%, 90%, cho đến khi đạt được 100%, sau đó, Quỳnh, chúng ta sẽ nổ tung, còn vị ấy sẽ trở về. Sao? Muốn đánh cược một ván không, xem ai có thể cầm cự được tiếp. Việc này rất kích thích, rất thú vị, rất phù hợp với sở thích của ngươi. Giống như trò cược xoay nòng súng rất thịnh hành ở 4S Sách. Hai người một khẩu súng, bên trong có một viên đạn. Thay phiên kề lên thái dương mình bóp có súng, ai từ bỏ trước thì đối phương sẽ chiến thắng. Mà nếu không bỏ cuộc, kiên trì đến cuối cùng, vậy thì không có ai chiến thắng cả, chỉ có vị kia. Amon hơi nhướng mày, mỉm cười, không nói gì. Glenn nhìn hắn, nụ cười thêm rõ rệt, tuy ngươi vẫn luôn theo đuổi kích thích nổi tiếng là giá mạo hiểm nhưng phần lớn thời điểm ngươi đều đạt được mục đích không những không tổn thất gì ngược lại còn thu hoạch được rất nhiều mà một phần nhỏ thời điểm ngươi cũng chỉ mất đi một vài phân thân tổn thất chút vật phẩm chưa từng thực sự bị tổn thương nghiêm trọng hoặc rơi vào đường cùng mỗi lần hành động của ngươi gần như đều là kết quả của việc mưu tính tỉ mỉ cho dù thất bại vẫn có đường lui quân điều này liệu có chứng minh ngươi còn coi trọng sinh mạng của mình hơn ta tưởng tượng ngươi quả thật yêu thích sự kích thích tìm kiếm niềm vui nhưng vì chúng mà bất kể giá nào chỉ là hình tượng mà ngươi tự tạo ra, còn thần lừa gạt thực sự sao có thể lấy mình ra cược được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân của ta, có thể là sai lầm, tóm lại, có muốn cược một ván không? Amon vuốt chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, chẹp một tiếng giống Medici, người điên lắm rồi. Glenn cười đáp, trong mắt người khác, việc này quả thật rất điên cuồng. Nhưng với ta chỉ là một lựa chọn. So với ngươi, ta càng muốn tin tưởng vào vị chủ nhân quỷ bí trong quá khứ kia hơn, ngài ấy là cựu nhật chân chính, nhìn xuống vũ trụ, coi phần lớn sinh linh đều là con sâu cái kiến, điều này ngược lại sẽ khiến ngài ấy rời xa hiện thực. Hơn nữa, ta hẳn là còn thời gian mời thần đèn đến làm chứng, xin vị chủ nhân quỷ bí kia hứa một điều, đối với ngài ấy mà nói là một chuyện rất đơn giản không có giá trị gì. Nói tới đây, khóe miệng lên nhách lên một cách khoa trương, thứ ta mất đi không nhiều lắm, chỉ có bản thân ta thôi. Luôn có một vài chuyện cao hơn những thứ khác. Amon vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng không nói gì, lên nhìn quanh một vòng tìm được thần đèn cầu nguyện và sách đồng thau chen sâu -so ít trong đống mảnh vỡ của cánh đồng hoang đang trôi nổi trong hư không anh chợt cười ha hả ngươi xem ta không hề bị xử phạt điều này chứng tỏ ta không nói dối tất cả đều là sự thật thật ra quy tắc do sách đồng thau chen sâu -so ít đặt ra đã bắt đầu mất đi hiệu lực từ lúc hằng tinh buông xuống thần quốc bị vỡ nát các amon sau đó đều có gan thử đánh cắp nhưng mục đích chủ yếu của glenn không phải là chứng minh gì cả mà là bày tỏ sự kiên định quyết tâm hoặc nên nói là sự điên cuồng của bản thân. Đương nhiên, những gì anh nói đều là thật, quả thực là bằng lòng giao phó chúng cho thực tiễn, nếu không thì không thể qua mặt được Amon, không thể tạo ra sức ép đủ lớn đối với hắn. Amon vẫn cười, không hề có chút hoảng loạn, nghe rất thú vị. Đúng không? Vậy bắt đầu đi. Glenn không chút do dự đáp lại, đôi mắt càng thêm u ám. Nụ cười Amon hơi cứng lại, hai tay chợt khép chặt. Bên dưới chiếc áo dài đen cổ điển của hắn, cũng mọc ra những chiếc xúc tu dài mảnh kỳ dị, khí tức của hắn cũng có sự thay đổi nhất định, bên ngoài người cũng khoác một chiếc áo choàng màu tối giống Klen. Giờ phút này, Amon trở nên giống chủ nhân quỷ bí hơn, nhưng không phải hắn đang so mức độ thức tỉnh của ý chí chủ nhân quỷ bí trong người với Klen, mà là đang ngụy trang bản thân, lừa gạt nguyên bảo, tạo ra bắc tương ứng, tạo ra cơ hội trốn thoát. Quyền lực sai lầm ở cùng cấp bậc nếu muốn có hiệu lực thì thường phải có điều kiện tiên quyết khác nhau một là chất trung gian và mục tiêu có đủ tính tương đương hai là ở giữa tồn tại sự liên hệ nhất định ba là sự vật hoặc sự việc nào đó có mâu thuẫn logic bốn là bộ phận quy tắc tồn tại chỗ chưa hoàn thiện năm là không trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu dùng hình thức sáng tạo thần quốc xây nên một hoàn cảnh tràn ngập sai lầm trong phương diện này giới hạn lừa gạt sẽ ít hơn nhưng một khi thỏa mãn điều kiện thì sai lầm càng khó đề phòng và ngăn cản hiện giờ a mong muốn chủ động ngụy trang là để thỏa mãn điều kiện thứ nhất việc này cũng giống như virus xâm nhập đầu tiên muốn để đối phương cho rằng đây là người mình tránh bị nhận ra sau đó mới làm tê liệt cơ chế phòng ngự đạt được mục đích tương ứng khi một loại quả nhìn trông giống dâu tây ngửi giống dâu tây ăn vào giống dâu tây thì nó cơ bản sẽ bị cho là dâu tây nhưng trên thực tế việc này rất có khả năng tồn tại tình huống ngoại lệ lúc này ngoại hình của amon giống chủ nhân quỷ bí khí tức giống chủ nhân quỷ bí năng lực giống chủ nhân quỷ bí dấu ấn tinh thần cũng giống chủ nhân quỷ bí vậy thì phối hợp với quyền lực sai lầm, đương nhiên sẽ khiến Nguyên Bảo nhận nhầm hắn là chủ nhân quỷ bí ở một khoảnh khắc nào đó. Bỗng nhiên, thần quốc kẻ khờ đã bị tàn phá cuộc lên hoàn toàn sụp đổ, cung điện rộng lớn xa xưa và bàn dài loang lổ bên trong đều hiện ra. Sương mù xám trắng vốn ở phía dưới Nguyên Bảo chợt bốc lên cao, che khuất cả khoảng không gian này. Sương mù xám trắng chia làm hai, va chạm dữ dội với một nơi nào đó, sinh ra một cơn lốc xoáy di chuyển về phía khe hở bị xé rách ra thành một con đường thông, tới hiện thực. Sức mạnh của nguyên bảo tự mình mâu thuẫn trong một giây này, dường như không biết nên nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân quỷ bí nào. Bóng dáng Amon chợt biến mất, sử dụng quyền lực cửa chạy thẳng ra ngoài nguyên bảo. Khi hắn vừa chạm đến mép nguyên bảo, cả người đầu tiên là bị giữ lại, sau đó bay ngược về sau. Trên vị trí kẻ khờ, lên nhếch miệng cười ngồi đó, cánh cửa ánh sáng kỳ dị giữa chán và xung quanh người anh càng thêm rõ ràng, giống như thực chất. Lực tập hợp tỏa ra mạnh đến mức khó tưởng tượng, giống như có một bàn tay vô hình kéo Amon lại. Cả người Amon đột nhiên tách ra, hóa thành vô số hắn, mà trước mỗi người Amon đều có một cánh cửa ánh sáng hư ảo. Bất chợt, những cánh cửa ánh sao này đồng thời mở ra, nhưng trong mảng tối tăm vô biên đằng sau cửa, lại thỏ ra những chiếc xúc tu dài mảnh kỳ dị, chắn đường chạy trốn của các Amon. Trên đỉnh những xúc tu này lấp lánh ánh sao, chớp mắt bao phủ các Amon. Các Amon buộc phải tụ tập lại với nhau, hóa thành một đống khái niệm. Những khái niệm này bao gồm mũ mềm chóp nhọn, áo dài đen cổ điển, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, vận mệnh, thời gian, chìa khóa cửa, sai lầm, ngựa gỗ và hơn thế. Glenn chậm rãi đứng lên, cười nói với Amon trong trạng thái khái niệm bị động, ngươi cũng có thể để ý chí chủ nhân quỷ bí thức tỉnh thêm một bước giống ta, nhưng nó khác với cái chết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thân thể đang ở chỗ Adam. Amon khái niệm nhanh chóng có thực thể, hắn dựa vào quyền lực cửa, thoát khỏi trạng thái vừa rồi, khóe miệng hắn mang theo ý cười, không đáp lại Klen, nắm lấy cơ hội này định sử dụng năng lực dùng giả cháo thật trong quyền lực sai lầm, cho phân thân đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài thay thế bản thân, đổi chỗ hai bên với nhau. Việc này tương tự với năng lực trao đổi vị trí giữa bản thể và bí ngẫu trong lĩnh vực nhà bói toán, nhưng cấp bậc cao hơn rất nhiều, nguyên lý cũng khác, không bị quấy nhiễu bởi phần lớn các năng lực khác. Nhưng Amon vẫn thất bại. Hắn phát hiện quyền lực sai lầm của mình bị áp chế mạnh mẽ, Glenn chậm rãi đứng dậy, xung quanh người thỏ ra nhiều xúc tu dài mảnh kỳ dị hơn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ngay sau đó, hai mắt Amon dại ra, nụ cười cứng lại, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh cũng mất đi vẻ sáng bóng. Cùng lúc đó, trên mặt Glenn, chiếc mặt nạ lạnh lẽ kỳ dị kia trượt vặn vẹo. Hiệu quả mù quá ngu si. Giây tiếp theo, anh cấy ghép bản thân vào một khái niệm nào đó trong bầu trời sao, cũng sử dụng quyền lực lừa gạt để ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh những xúc tu dành mảnh xung quanh anh theo đó, chợt gấp khúc lại tạo thành hình như một khẩu súng ngắn, chĩa vào Amon. Trong đôi mắt vẫn còn dại ra của Amon phản chiếu hình ảnh một siêu tân tinh phát nổ. Một biển áng sáng vô cùng chói mắt, không thể tưởng tượng được lóe lên, phá vỡ chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh của hắn, bao trùm cơ thể hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau tấm màn bóng đen vô tận, trong bóng tối đang nổi lên sóng nước lấp loáng. Một người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gầy, chán rộng, mắt đen, tóc đen đột nhiên ngồi dậy, giống như đã trải qua một cơn ác mộng dài. Hắn mặc áo dài đen cổ điển, giơ tay phải ra định từ hư không lấy ra chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, đeo lên mắt phải. Nhưng lần này hắn không lấy được gì cả. Tay phải của hắn dừng lại giữa không trung hai giây, sau đó thu về, ấn lên hốc mắt phải. Lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói ôn hòa, nhưng không mang theo cảm xúc gì. Với hắn mà nói, vẫn có thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh. Với ngươi mà nói, ngoại trừ bản thân gần như không có gì đáng để quan tâm quá mức. Khi chuyện phát triển đến thời điểm dùng sinh mệnh ra để đặt cược, thì có nghĩa là ngươi đã thua rồi. Amon nhách khóe miệng, dường như muốn đáp lại một hai câu, nhưng cuối cùng lại không nói ra gì cả. Giọng nói kia tiếp tục vang lên, là sinh vật thần thoại trời sinh, mỏ neo của ngươi không đủ bình thường cũng là một vấn đề. Điều này khiến ngươi tuy biết cái gì là dũng khí và hy sinh, nhưng lại rất khó lý giải. Vẻ mặt Amon hơi thay đổi một chút, từ trong bóng đêm đang lấp lánh sóng nước kia đứng dậy. Hắn nhìn chiếc găng tay ra người bị vứt bỏ ở bên cạnh nhưng trông rất thỏa mãn, thu lại ánh mắt, khóe miệng nhách lên, việc này dường như rất thú vị. Tiếp theo, ta định rời khỏi đây, lẻn vào bầu trời sao, nơi đó còn phấn khích, kích thích hơn hiện thực. Có lẽ ta có thể làm rõ hai chữ mà ngươi vừa nói. Làm vậy rất nguy hiểm, một khi tiến vào bầu trời sao, trước khi ta thành công, không thể nào cho ngươi bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng ít nhất có thể tránh được vị kia, giọng nói ôn hòa nhưng không chất chứa chút tình cảm nào đáp lại. Amon không nói nữa, giơ tay ấn lên hốc mắt phải, biến mất khỏi tấm màn bóng đen vô tận. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, khi Amon hoàn toàn vỡ tan tỏng uy lực của siêu tân, tinh phát nổ, lên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu được lựa chọn, đương nhiên anh không muốn hy sinh bản thân để phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sống dậy, mà hy vọng mình sẽ bảo vệ thế giới này, một lần nữa tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Đương nhiên, nếu không có lựa chọn, anh sẽ không chút do dự để thiên tôn thức tỉnh. Điểm này, anh xác định mình có thể làm được, Amon cũng rõ, cho nên hắn không hề ép buộc, chỉ định trốn thoát. Trong trận chiến vừa rồi, đến cuối cùng chính là cuộc so bì dũng khí, ai thật sự không sợ bị chết đi, thì người đó đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiển nhiên, Amon không có giác ngộ hy sinh bản thân vì chuyện này. Sau khi xả hơi, gương mặt đang đeo chiếc mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo kia của lên trượt vạn vẹo bên trong chiếc áo choàng tối màu bán trong suốt trên người anh, những xúc tu dài mảnh kỳ dị hoặc chạm xuống mặt đất, hoặc vung vẩy trên cao, không chịu sự kiểm soát của anh. Anh có thể cảm nhận được, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn trong cơ thể anh đang tăng tốc độ hồi sinh, hơn nữa dường như còn không thể ngăn chặn. Cho dù Glenn trực tiếp mang theo phần ý chí này chết đi, sau đó lại dựa vào năng lực hồi sinh của bậc thầy kỳ tích, cũng không thể thoát khỏi, bởi vì chủ nhân quỷ bí cũng nắm giữ quyền lực kỳ tích. Giờ phút này, Glenn nhớ tới thiên sứ bóng tối Sarslier, cũng chính là câu nói của thần viễn cổ Thái Dương, nguyên sơ thức tỉnh trong cơ thể ta. Giây tiếp theo, ở nơi cơ thể Amon vỡ nát, từng luồng hào quang bị lực hút vô hình ảnh hưởng, bay thẳng đến chỗ lên. Chúng có khi là trùng thời gian có 12 đốt, có khi là con sâu lấp lánh ánh sao, có khi chỉ là một lượng lớn những đốm sáng thuần túy. Glenn muốn ngăn cản số đặc tính phi phàm này dung hợp với mình, lại bị ý chí thiên tôn ngày càng mạnh trong cơ thể ngăn cản, không thể thành công. Cả người anh phình to như quả bóng khí, rồi lại chợt mỏng dính như người giấy, cứ thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt. Chiếc mặt nạ trên mặt anh càng thêm sáng ngời và quỷ dị, những sợi xúc tu dài mảnh kỳ dị từ trong áo choàng thỏ ra ngoài ngày càng nhiều, ngày càng mất kiểm soát. Một phần đặc tính phi phàm trùng thời gian, một phần đặc tính phi phàm chìa khóa của ngôi sao, một phần tinh thần của Klein dường như đang bị một con quái vật vô hình cắn xé thành từng mảnh, rồi nuốt chửng, sinh ra cơn đau đớn khá khủng khiếp. Đến cuối cùng, một đôi mắt giống như được tạo thành từ ánh sao thuần khiết, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp các cánh cửa hư ảo, và một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh tổ hợp lại thành hình, chạy thẳng về phía gương mặt Klen, chui vào trong hốc mắt trên chiếc mặt nạ. Gần như cùng lúc đó, trên người Klen lại hiện lên cánh cửa ánh sáng kỳ dị nhuộm chút màu xanh đen kia. Nguyên bảo. Trong khoảnh khắc này, Klen, Nguyên bảo, tính duy nhất cửa, tính duy nhất sai lầm có xu hướng tập hợp vô cùng mãnh liệt một khi chúng hòa thành một thể vị chủ nhân quỷ bí kia sẽ hoàn toàn thức tỉnh hoàn thành việc hồi sinh glen chợt giơ tay phải che kín nửa gương mặt cả người anh gập xuống giống như đang chiến đấu với một bản thân khác dựa vào nhận thức được tính đồ mỏ neo định vị và quấy nhiễu hình tượng glen rốt cuộc cũng chỉ hoãn được quá trình hồi sinh của ý chí chủ nhân quỷ bí để lực tập hợp yếu đi một chút con mắt ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia dừng lại ngay trước mặt glen lơ lửng ở nơi chỉ cách có mấy phân giống như một hành tinh đang quay quanh mặt trời. Ở giữa trạng thái không cân bằng cực đoan này, Glenn tự hỏi không có cách nào duy trì quá lâu, có lẽ vài phút, thậm chí vài chục giây sau, quá trình tập hợp lại tiếp tục, không thể ngăn chặn, dẫn anh đến sự thay đổi khó mà chịu nổi. Ha ha, đây coi như là một loại phản ứng nhiệt hạch. Glenn bật cười một tiếng, cảm xúc không ổn định lắm. Sau đó, anh lừa gạt sách đồng thao chen sâu ít, để nó tiến vào trạng thái phong ấn, bay vào đống đồ linh tinh. Sau đó, lên rời khỏi nguyên bảo bước vào tinh giới do biểu trưng và quyền lực tạo thành nơi này cũng gần giống bầu trời sao u ám sâu thẳm rộng lớn vô ngần thực tế có rất nhiều chỗ đặc biệt ví dụ như rõ ràng nhìn thấy một hàng tinh giống mặt trời treo phía xa xa tỏa ánh sáng và nhiệt độ bình thường nhưng nếu nghĩ cách đến gần mà không chịu tổn thương sẽ phát hiện tinh giới chỗ đó giống như một tấm màn sân khấu màu đen mặt trời được vẽ lên bằng màu vẽ xung quanh tập hợp một đống khái niệm và biểu trưng hơn nữa, bức vẽ mặt trời cũng không đẹp lắm, giống như một đứa trẻ không có năng khiếu mỹ thuật tùy tiện vẽ ra, vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Nói từ một cấp bậc khác, thứ này có lẽ là biểu hiện của hỗn loạn và điên cuồng ở tầng quy tắc dưới cùng. Glenn vừa tiến vào nơi này, đã cảm nhận được những ánh mắt vô hình. Chúng có ánh mắt để từ khu vực bảo vệ vách tường thế giới, có ánh mắt đến từ những nơi rộng lớn, mang theo ác ý rõ ràng. Glenn không khỏi nhách miệng cười, đột nhiên anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài vách tường thế giới, giờ những xúc tu dài mảnh kỳ dị lên. Đôi mắt như được đúc bằng ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia, cũng chuyển động theo. Bỗng nhiên, toàn bộ ánh mắt đến từ bầu trời sao đều rụt lại, chỉ còn lại vầng trăng đỏ như được vẽ bằng tay treo ở đó, lóe lên ánh sáng. Ha ha! Lên bật cười thành tiếng, đi tới một quốc gia bóng tối mọc đầy dạ hương thảo và hoa thâm miên. Cùng lúc đó, nữ thần đêm tối, mặc chiếc váy dài nhiều lớp điểm suyết những vì sao xuất hiện ở dìa thần quốc trên mặt che một lớp voan mỏng màu đen bán trong suốt. Cô không hóa thành khổng lồ, nhìn thẳng vào Glenn, giơ tay phải lên, để lộ ra một vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng. Trên đầu vật phẩm trang sức bằng vàng, trong con mắt như bằng đồng xanh kia lộ ra tầng tầng lớp lớp cánh cửa hư ảo, một giọt nước không có màu sắc, mang theo khí tức yên giấc ngàn thu mãnh liệt bay ra, rơi xuống gương mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo của Glenn. Ý chí phúc sinh huyền Hoàng Thiên Tôn bị đưa vào trạng thái yên giấc ngàn thu, phần lớn ý thức của Glenn cũng vậy, chỉ để lại một chút tỉnh táo. Với tình huống như thế, anh để mặt nạ biến mất, sửa áo choàng thành áo gió màu đen. Sau đó, anh để chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia biến thành một đôi găng tay màu đen, còn đôi mắt được đúc bằng ánh sáng sao biến thành một cây gậy chống được khảm vụn sao. Đây chỉ là sự biến hóa vẻ ngoài, thực chất không có gì thay đổi, một khi hai vật phẩm này rời khỏi Klen, chúng sẽ quay về hình dáng vốn có. Đương nhiên, nếu Klen ổn định lại, dung nạp chúng, một lần nữa chỉnh sửa khái niệm và biểu trưng tương ứng, có thể khiến chúng thay đổi hình thái vĩnh viễn. Trạng thái này không thể duy trì được quá lâu, chỉ là làm chậm lại một thời gian. Giọng nói dịu dàng của nữ thần đêm tối nhắc nhở, nếu sử dụng nước dòng sông vĩnh ám nhiều lần, chủ nhân quỷ bí sẽ thức tỉnh nhanh hơn, bởi vì ngài ấy sẽ thích ứng với sự thay đổi chưa rõ, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc thù đến từ nguyên bảo và sự chúc phúc của ta cũng sẽ dần bị mài mòn, anh cũng sẽ tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu. Glenn cười gật đầu, giống như không phải đang thảo luận đến chuyện của mình tôi biết rồi. Nữ thần đêm tối dùng ngữ điệu gần như đang chấn an tinh thần Glenn. Trong chuyện này, cách thức mà Amon sử dụng, hành động mà hắn tiến hành đều nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn quả thật là thần lừa gạt. Tiếp theo anh không phải hoàn toàn không có cơ hội, anh có thể nắm triệt để nguyên bảo trong tay, lôi kéo ý chí chủ nhân quỷ bí cùng yên rất ngàn thu, chống chọi không cho ông ta dung hòa với mình ở trong mơ, ta có thể ban cho anh lời chúc phúc nhất định, nhưng mấu chốt nhất vẫn là chính anh. Trở thành cựu nhật, không có nghi thức, Bất cứ nghi thức nào cũng không thể thay đổi được việc ý chí nguyên sơ thức tỉnh, nhưng thần viễn cổ thái dương cho rằng quy trình dung nạp có thể tăng nhận thức của bản thân, ở một mức độ nào đó cũng tăng xác suất thành công lên. Trở thành danh sách không một con đường trước, tiếp theo kiểm soát và dung hợp nguyên chất, cuối cùng mới cất chứa tính duy nhất khác, đây là trình tự tối ưu nhất. Trở thành chân thần hai con đường, kiểm soát và dung hợp nguyên chất, sau đó cất chứa tính duy nhất còn lại là một trình tự không tốt cũng không xấu đến cuối cùng mới dung hợp nguyên chất là lựa chọn kém nhất. Glenn cười nói, đây là một cách tốt, chỉ cần tỉnh lại, sẽ có một vị chủ nhân quỷ bí sinh ra. Có thể là ngày ấy, cũng có thể là tôi. Ừm, sau khi hoàn toàn nắm nguyên bảo trong tay, tiến vào giấc ngủ ngàn thu, tôi hẳn là có thể khiến cho phong ấn của Tây Đại Lục xuất hiện chỗ yếu, có thể ra vào từ chỗ đó. Nữ thần đêm tối nghe Glenn nói, không lên tiếng. Anh tiếp tục cười nói, đây là lựa chọn của bản thân tôi. Ngay từ sớm tôi đã đoán được sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với ngày ấy. Nữ thần đêm tối gật đầu, không nói thêm gì nữa, giơ tay về phía trước, nắm vào hư không rồi khẽ kéo một cái. Một tầng màn đêm mỏng manh khẽ buông xuống, bao trùm lên người Klen, lặng lẽ thẩm thấu vào trong. Klen im lặng cảm thụ hai giây lời chúc phúc đến từ giấc mơ này, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào. Anh lùi về sau hai bước, rời khỏi tinh giới. Nữ thần đêm tối đứng ở rìa thần quốc, nhìn anh rời đi. Dây tiếp theo Klen đáp xuống hình chiếu của vương đình người khổng lồ trong di tích thần chiến. Sau đó, anh giống với Amon lúc trước, đi đến trước cánh cửa khổng lồ màu lam xám, giơ tay tạo ra một cánh cửa hư ảo màu lam thẫm. Đi qua cánh cửa này, Klen tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, theo vận mệnh chỉ dẫn, dạo chơi đến một đỉnh núi của một dãy núi. Nơi đó dựng một giá chữ thập khổng lồ, trên giá chữ thập bao phủ một tầng bóng đen như có như không. Klen ngước nhìn bóng đen này vài giây, thoáng thở dài cúi người nhặt chiếc gương bằng bạc đặt bên cạnh giá chữ thập tiếp đó anh xoay người biến mất khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ cùng lúc đó các trùng linh hồn không cần canh giữ nguyên bảo nói vị trí lúc trước của nữ vương thần bí cho lên. anh giơ tay lấy thần đèn cầu nguyện từ trong đống đồ ra dựa vào quan hệ sở hữu giữa nó và bernay aze lại dạo chơi một lần xuất hiện trên hòn đảo khá kín đáo trong thành phỉ thúy bernay aze đang ở đó lật xem một quyển sách tranh mới xuất bản ở intis vừa nhận thấy điều gì, đã thấy Herman Sparrow đưa thần đèn cầu nguyện cho mình. Cảm ơn." lên dùng giọng bình thường, không lên xuống nói. Bun Aze khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc này ánh mắt cô chợt dao động giống như đã nhìn thấy điều gì, tiên đoán được việc gì, thế là lại lặng lẽ đưa tay nhận lấy thần đèn cầu nguyện. Glenn lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt bên ngoài có nhiều dấu vết bị ăn mòn, đây là thù lao. Bun Aze cho dù không cần con mắt nhìn trộm bí mật cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của chiếc hộp thuốc lá bằng sắt này, có thể đoán ra nó từng bị thứ gì ăn mòn. Nhưng cô không nhận nó vì lý do ấy, mà đột nhiên cảm thấy không có lý do gì để từ chối. Cô chỉ ngập ngừng một chút, rồi thản nhiên cầm lấy hộp thuốc lá bằng sắt này. Nếu lúc trước còn bị vây trong trạng thái khá điên cuồng, Glenn chắc chắn sẽ nở nụ cười khoa trương khi thấy bơn nây a ngập ngừng, nói, chú cho cháu đấy, cháu cứ lấy đi. Nhưng hiện giờ, anh chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng, cố gắng lắm mới không khiến mình ngủ mất hoàn toàn không có ý muốn sắm vai thằng hề. Sau khi rời khỏi thành phỉ thúy của bên lên Glenn tranh thủ thời gian, dạo chơi đến Bách Lơn, dạo chơi đến nhà bác sĩ Alan Win on Setin đang ngồi trong đống đồ chơi ngẩng đầu lên, nhìn đơn Dante trước mắt, đột nhiên chảy nước mắt, khóc thút thít, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cơ hội kia. Cơ hội để dung nạp tính duy nhất con đường vận mệnh. Glenn ngồi xuống, bình thản nói, tôi đến để giúp anh dung nạp. Tôi sẽ đánh cắp thời thơ ấu và thời thiếu niên của anh, cho anh lập tức trưởng thành, sau đó dựa vào địa vị hơn danh sách nhưng chưa tới cựu nhật, giúp anh dung nạp xúc sắc xác suất. Đương nhiên, chỉ như vậy thì không thể thành công, còn cần một lần lừa gạt và một lần sử dụng bắc. Nước mắt đang rơi lã trã trên mặt Win On Setin chợt ngừng lại, hắn hơi ngạc nhiên nói nhỏ, thì ra hai lựa chọn đều giống nhau. Bình thường, dung nạp tính duy nhất con đường của bản thân, hoặc là trời sinh đã có, hoặc là nhờ sự tồn tại địa vị cựu nhật giúp đỡ, hoặc là dựa vào nghi thức tấn thăng được đơn giản hóa để hoàn thành không tồn tại khả năng khác. Rắn vận mệnh Win on Setin hiển nhiên không có tính duy nhất, chỉ có thể lựa chọn một trong hai khả năng sau. Lúc trước hắn vẫn luôn đặt trọng tâm vào việc cử thành nghi thức được đơn giản hóa, cũng chính là chờ một cơ hội vận mệnh. Nào ngờ, cơ hội này lại là do Glenn có địa vị gần với cựu Nhật, trên bản chất thật ra là cách thức thứ hai. Nghĩ đến đây, đứa trẻ mập mạp Win on Setin càng khóc dữ hơn, có cảm giác mình bị vận mệnh lừa gạt giờ anh bảo bán thần học phái sinh mệnh cầm xúc sắc xác suất đến đây đi nếu là bình thường lúc này với may mắn của anh xúc sắc xác xuất hẳn là đang ngay bên cạnh lên mặc kệ win khóc mau chóng bắt đầu đi tôi không còn nhiều thời gian nữa win dừng lại nhìn lên một hồi lại bắt đầu nỉ non thôi bỏ đi đợi cơ hội tiếp theo với trạng thái hiện giờ của anh nếu giúp tôi dung nạp thì gánh nặng sẽ tăng lên rất nhiều chưa biết chừng còn mất khống chế ngay tại trận tôi cũng không muốn đối diện với vị chủ nhân quỷ bí kia Ừm, lần sau đi, tôi linh cảm được. Nói tới đây, Win nhìn vào hai mắt Glenn, tôi linh cảm cơ hội lần sau sẽ tốt hơn. Glenn vẫn giữ nguyên vẻ mặt như người mộng du, giọng nói thoáng trầm xuống. Đây là một lời tiên đoán. Nước mắt Win on xe lại chảy xuống. Không, đây là một lời chúc phúc. Glenn khẽ gật đầu, đứng dậy, lùi từng bước về sau. Trong quá trình này, bóng dáng anh càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất. Anh quay về nguyên bảo, ngồi lên chiếc ghế dựa cao, để mặc sương mù xám trắng bao phủ bên ngoài cơ thể mình. Nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận trạng thái những ngôi sao đỏ thấm kia, Glenn mệt mỏi dựa vào lưng ghế, khẽ giơ tay phải lên. Lần này, anh không chế tạo ra người giả thế giới nữa. Hai bên sườn bàn dài loang lổ, từng luồng hào quang đỏ thấm đồng thời bốc lên, ngưng động lại thành các thành viên hội Tarot người treo ngược, mặt trời, ẩn giả, ma thuật sư. Bất thình lình bị triệu tập rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đám người chính nghĩa Audrey, khiến họ nhất thời đều hơi kinh ngạc lúc trước tuy họ cũng từng đến thần quốc của ngài kẻ khờ vào thời gian ngoài buổi chiều thứ hai nhưng đều là có nguyên nhân đã được biết trước rồi mới bị kéo đến nơi này những lần đó hoặc là buổi tụ hội nhỏ hoặc là tránh né trăng tròn hoặc là điều trị vấn đề tâm lý cho ngài thế giới có thể nói ngoại trừ lần đầu tiên thì đây là lần thứ hai họ bị ngài kẻ khờ triệu tập mà không có dấu hiệu báo trước nào điều này khiến các thành viên có vẻ chậm chạp nhất trong số họ cũng ngửi thấy mùi bất an cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề lại liên tưởng đến việc thế giới Herman Sparrow đến gặp trước đó, nhớ lại những lời mà vị quyến giả ngài kẻ khờ này nói, chính nghĩa Audrey, người treo ngược Aages, thẩm phán hu đồng loạt này ra suy nghĩ, rốt cuộc đã đến rồi sao? Audrey theo bản năng quay đầu nhìn xuống phía dưới cùng bàn dài loang lộ, chỉ thấy nơi đó trống trơn, không có bóng người nào. Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng Audrey vẫn không khỏi ngẩn người, xuất hiện sự đau thương khó kìm nén. Trong lòng cô, hình tượng thế giới Herman Sparrow đã sớm từ nhà mạo hiểm điên cuồng, người phi phẩm vô cùng nguy hiểm biến thành một người bạn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại dịu dàng, thực lực hùng mạnh, giàu tình thương, lai lịch thần bí, khá cô độc, trên lưng gánh rất nhiều trách nhiệm. Cô tự nhận trong hội Tarot, ngoại trừ ngày sao thì bản thân hẳn là người hiểu ngài thế giới nhất. Mà hiện giờ, người bạn này dường như đã gặp phải bất hạnh, chỉ để lại một chiếc ghế ngồi trống rỗng hội Tarot mất đi thành viên chính thức đầu tiên của nó. Glenn đi đâu rồi? sao le nớt đột nhiên hơi hoảng loạn. Trong thế giới này, người bạn mà anh ta có thể thổ lộ tâm tình chỉ có một mình Klen. Lúc trước Klen đột nhiên xuất hiện ở Nam Đại Lục, nò đồng vàng kia vào trong hòm hiến dâng của giáo đường, le nớt thật ra đã có chút linh cảm, có cảm giác đối phương đang chuẩn bị nghênh đón sự phán quyết của vận mệnh, gửi lời cá biệt với từng người quen biết. Giống hệt với lúc họ quyết định đứng ra, đối diện với Megus khi còn ở Tingen. Ông cụ gần đây im lặng đến mức kỳ lạ. Không phải Klen thực sự xảy ra chuyện gì đấy chứ? Với cấp bậc và địa vị của ngài kẻ khở, chỉ cần còn cơ hội, chắc chắn sẽ cứu được anh ta về. Leonard chợt căng thẳng, nhưng người chuyển ánh mắt về phía ngài kẻ khở ở phía trên cùng bàn dài loang lổ. Sự tồn tại vĩ đại này vẫn bị sương mù xám trắng bao phủ, khiến người ta không nhìn ra trạng thái hiện tại. Lúc này, ánh trăng im lìm, ẩn giả Kepler và mặt trời Zerek cũng phát hiện ra sự vắng mặt của ngài thế giới. Lại kết hợp với sự đột ngột của buổi tụ hội lần này, trong lòng họ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác cho rằng đây không phải chuyện tốt. Là bậc thầy tiên đoán vừa tấn thăng không lâu, cơ thậm chí còn cảm thấy ngài kẻ khờ cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Ngài thế giới không tới. Trước đó Hùng có nói, ngài kẻ khờ và các quyến giả của ngài ấy dường như phải đối diện với một trận chiến lớn, rất có khả năng xảy ra chuyện bất chắc. Ma thuật sư Phớt cũng hoảng hốt, chợt sinh ra nỗi sợ hãi không thể né tránh, không rõ nguyên nhân, lúc này cô mới phát hiện ra, thế giới đã trở thành trụ cột trong hội Taro ngoài ngài kẻ khờ, khiến mọi người chỉ cần nhìn thấy anh ta là cảm thấy an tâm. Đương nhiên, sợ hãi cũng không thể không có. Khi đám người chính nghĩa Audrey xoay người lại nhìn về phía trên cùng bàn dài loang lộ, Glenn đã trở thành kẻ khờ thực sự nói bằng giọng trầm thấp điềm tĩnh. Đây là một buổi tụ hội lâm thời. Ngài kẻ khờ rất mệt mỏi. Chính nghĩa Audrey nhìn ra được điểm này, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô nhìn quanh một vòng, sau đó đứng dậy giống như bình thường. Đợi đến khi các thành viên hội Tarot lần lượt đứng dậy, Audrey nặng nề khẽ sách váy, cúi người chào về phía trên cùng bàn dài loang lổ, chào buổi chiều, ngài kẻ khờ. Các thành viên còn lại của hội Tarot lúc này đều khá nghiêm túc, theo tiểu thư chính nghĩa hoàn thành khâu chào hỏi. Đợi họ ngồi xuống lần nữa, kẻ khờ lên nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ta sắp đi vào giấc ngủ say. Nghe thấy câu này, người treo ngược Aages, chính nghĩa Audrey, thẩm phán hu và ma thuật sư phất đột nhiên sinh ra cảm giác cuối cùng cũng đến ngày này rồi sao le nớt ánh trăng im lin, mặt trời zerek thì trong lòng nặng trĩu thêm hoảng loạn và nghi hoặc đương nhiên họ cũng không kinh ngạc lắm một buổi tụ hội lâm thời khác thường sự vắng mặt bất thường của thế giới đều như đang nói hôm nay sẽ có chuyện quan trọng Glenn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng dùng giọng điệu vừa rồi nói tiếp việc này liên quan đến một trận chiến liên quan đến những sự tồn tại vượt qua danh sách cũng có liên quan đến tận thế quả nhiên, người treo ngược Aegis nắm bắt được từ vượt qua danh sách. Hắn đã sớm nghi ngờ trên danh sách không còn có một cấp bậc, cấp bậc của thần viễn cổ Thái Dương nắm giữ tám vị vua thiên sứ lúc trước. Hiện giờ, ngài kẻ khờ rốt cuộc đã khẳng định suy đoán của hắn, giải đáp rất nhiều thắc mắc của hắn. Đám người ẩn giả cơ cũng chú ý đến tin tức chứa trong lời nói của ngài kẻ khờ. Họ cũng giống người treo ngược, có suy đoán tương tự, lúc này có thêm một cảm thụ quả nhiên là thế. Còn những người chưa từng nghĩ đến phương diện này thì khó tránh khỏi kinh ngạc và mờ mịt, sau khi nhanh chóng kết hợp với những chuyện đã biết, cuối cùng cũng hiểu ra. Kẻ khở lên tiếp, tục nói, đợi đến khi mọi người trở thành thiên sứ, mới có tư cách biết về tình hình cụ thể, nếu không, chỉ tìm hiểu thôi bản thân đã bị ô nhiễm. Điều này khiến cho các thành viên hội Taro liên tưởng đến trong lòng đất và bầu trời sao, nhất thời suy nghĩ hiện ra, khó mà ngăn chặn. Lên nhìn xuống cuối bàn dài loang lổ, quyến già của ta, thế giới, đã ngủ say trước, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Sao le nớt suýt thì thốt lên câu ấy, nhưng anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng ngài kẻ khờ còn chưa nói xong, vì thế đành cố kìm lại. Kẻ khờ lên đảo ánh mắt qua anh ta, tiếp theo có một ủy thác trường kỳ đối với toàn bộ thành viên. Tuyên truyền tên của ta rộng rãi hơn, nhưng đừng xung đột với giáo hội chính thần, thời điểm cần thiết có thể lựa chọn cách truyền giáo bí mật. Việc này sẽ giúp ta thức tỉnh. Còn có, truyền bá tất cả sự tích về quyến giả thế giới của ta, ghi vào trong thánh điển của giáo hội, đương nhiên, không cần nhắc đến những việc riêng tư của anh ta. Nhớ một câu, thế giới thức tỉnh, kẻ khờ trở về. Clint muốn gia tăng số lượng mỏ neo cho bản thân, có lẽ sẽ khá hữu dụng trong việc đối chọi với chủ nhân quỷ bí ở trong mơ. Đồng thời, anh phải đáp nạn thế giới thành thánh đồ trong giáo hội kẻ khờ, thiên sứ bên cạnh ngai thần, chia sẻ hình tượng này cho các tín đồ trong phạm vi rộng, đạt được mỏ neo thuộc về bản thân đơn giản mà nói chính là lên định để tín đồ cống hiến hai phần mỏ neo, dù sao với anh mà nói, bất kể là kẻ khờ hay là thế giới, đều chỉ là một thân phận mà thôi. Hơn nữa hình tượng mà mỏ neo đắp nặn ra sẽ khác nhau, không đến mức ảnh hưởng đến bản thân anh. Cấp bậc của kẻ khờ, giáo hội truyền bá là tôn danh thần linh, thánh huy kẻ khờ và các loại giáo lý, không có hình tượng cụ thể. Về thế giới, hắn có khá nhiều thân phận, ví dụ như Herman Sparrow, ví dụ như Dante, ví dụ như Merlin Hermes không xuất hiện tình huống bị đóng khung chỉ có một hình tượng duy nhất. Thù lao chính là những sự tiện lợi mà mọi người đã hưởng thụ trước kia, nhận được hồi đáp trong hiện tại và sự trợ giúp đối với lời khẩn cầu trong tương lai. Kẻ khờ, lên nói với giọng không thay đổi, sau khi ta ngủ say, cũng có thể hồi đáp lời khẩn cầu ở một mức độ nhất định, nhưng không phải lần nào cũng đáp lại. Nếu quả thật có gì quan trọng cần sự trợ giúp, thì hãy khẩn cầu vài lần. Từ việc Antic Owners sau khi tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu có thể biết được tình hình bên ngoài thông qua giấc mơ, anh đã biết được chỉ cần có cách thức chính xác thì thần linh đang ngủ say, cũng có thể dùng giấc mơ để đáp lại lời cầu nguyện trong giới hạn nào đó. Đối với tình huống này, các thành viên hội Taro đang có mặt không hề cảm thấy khó xử. Một mặt, phần lớn trong số họ hoặc ít hoặc nhiều đều đang truyền bá tín ngưỡng kẻ khờ. Mặt khác, cầu nguyện thần linh mà không nhận được lời hồi đáp thật sự là một việc rất thường thấy. Trước kia ngài kẻ khờ lần nào cũng đáp lại là chuyện rất hiếm gặp. Họ gần như chưa từng nghe nói nơi khác có tình huống tương tự gặp phải chuyện quan trọng có thể thông qua cầu nguyện nhiều lần, để nhận được lời hồi đáp đã hơn, tuyệt đại đa số nhân viên thần chức trong các giáo hội chính thần rồi. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Các thành viên trong hội Taro không chút do dự, tất cả đều nhận lời ủy thác trường kỳ này. Nơi này, sao Leonard là người trả lời nhanh nhất, xuất phát từ tận đáy lòng. Với anh ta mà nói, truyền bá tín ngưỡng và điển tịch của ngài kẻ khờ chính là đánh thức lên. Điều này khiến anh ta tìm được một chút động lực làm việc ngoài công tác hàng ngày. Lúc này, kẻ khờ lên khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía ẩn giả cơ Ủy thác trước đó, thu thập các tư liệu về chuyện hiền giả ẩn nấp đột nhiên sống dậy vẫn có hiệu lực, như trước. Nếu cô đồng ý phiêu lưu, thì hãy điều tra thêm một bước về trạng thái hiện giờ của hiền giả ẩn nấp. Việc này cực kỳ nguy hiểm, cô có thể từ chối, mà thù lao là một nguyện vọng. Ẩn giả cơ suy nghĩ rồi nói, ngài kẻ khờ tôn kính, chuyện này có liên quan gì đến việc đánh thức ngài không? Có liên quan đến cách thức vượt qua tận thế không? Có lẽ có, có lẽ không, ta hiện giờ không thể cho cô câu trả lời khẳng định, chỉ nhìn thấy một vài hình ảnh. Glenn lần này không cố ý đáp nạn hình tượng địa vị cao của kẻ khờ nữa, bởi vì anh đã là kẻ khờ chân chính. Mặt khác, trông coi tất cả người phi phàm con đường ánh trăng và đại địa dưới quyền. Cơ Peller im lặng một hồi, thong thả lên tiếng, tôi nhận ủy thác này. Kẻ khờ, Glenn lại chuyển ánh mắt về phía khác, nói với mặt trời Zerek, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thành bạc trắng và thành mặt trăng mới, bảo vệ quần đảo Roth tín đồ của ta càng nhiều càng an toàn, thì khả năng ta thức tỉnh càng lớn. Trên cơ sở này, cậu suy xét nên mở rộng giáo hội, truyền bá tín ngưỡng như thế nào? Thù lao của cậu là trở thành quyến giả của ta. Đôi mắt mặt trời Zerek đột nhiên hơi nóng lên, cậu ta nhớ lại ánh mắt cổ vũ của thủ tịch, khi mình đẩy ra cánh cửa cuối cùng của vương đình người khổng lồ. Lặng lẽ hít vào một hơi, cậu ta cố sức nói, vâng, thưa ngài kẻ khờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé glenn gật đầu nhìn về phía ma thuật sư phớt cô cần bảo vệ gia tộc abraham đề phòng họ gặp phải sự mê hoặc từ bầu trời sao mặt khác thu thập thêm nhiều tư liệu từ kỷ đệ tứ biết rõ trạng thái của ngài ghét ở thời điểm đó biết rõ một vài vấn đề tồn tại trong gia tộc abraham đây là những việc tôi muốn tự mình làm ma thuật sư phớt do dự một chút vẫn cảm thấy cho dù không có ủy thác thì bản thân cũng sẽ làm việc này kẻ khờ glenn không nói không được cũng không nói được chuyển sang chuyện khác nếu cô đồng ý, có thể viết truyệt ký về những thân phận khác nhau của thế giới, dùng các bút danh khác nhau để xuất bản. Thù lao của ủy thác ngoài là khi cô muốn trở thành lữ pháp sư, phải đi đến bầu trời sao, sẽ nhận được sự phù hộ của ta. Tuy lên biết mình trong trạng thái ngủ sau có thể hồi đáp ở một mức độ nhất định dựa vào giấc mơ, nhưng không xác định được lúc đó người chiếm ưu thế là mình hay là vị chủ nhân quỷ bí kia, cho nên hy vọng dùng cách hoàn thành ủy thác, trả thù lao tương xứng để xác định những chuyện khá quan trọng bằng hình thức giao ước, bằng miệng đến lúc đó cho dù anh nằm trong hoàn cảnh xấu cũng có thể mượn sự giao ước vô hình này mà khéo léo hoàn thành việc hồi đáp lữ pháp sư ma thuật sư phớt ngẩn ra thẳng thắn mà nói cô hoàn toàn chưa từng suy xét đến vấn đề này việc cô phiền não nhất hiện giờ là tiêu hóa bí pháp sư và nghi thức kẻ ngao du cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ vâng thưa ngài kẻ khờ lên lập tức chuyển ánh mắt về phía ánh trăng im lim chuyện vây quét học phái hoa hồng liên quan đến sự chuẩn bị cho tận thế khá nguy hiểm, cho dù có thiên sứ tham dự cũng phải chú ý an toàn bản thân. Ủy thác của anh là, gắng hết sức thu thập lời chúc phúc, khí tức và vật phẩm của ánh trăng nguyên thủy từ người tín đồ ánh trăng nguyên thủy, trong học phái hoa hồng, những thứ này có lẽ còn nguy hiểm hơn vật phong ấn cấp 1. Lúc này, tuy Glenn vẫn đang duy trì giọng điệu của kẻ khờ, nhưng trong lời nói còn mang theo sự dặn dò dành cho người bạn. Điều này khiến Audrey đã bước đầu ổn định tâm trạng nhận ra được sự khác biệt. Liên tưởng đến những lời ngài kẻ khờ vừa nói với các thành viên khác, cô âm thầm cảm thán một câu sắp tiến vào giấc ngủ say nhân tính của ngài kẻ khờ dường như càng rõ rệt lúc ánh trăng im linh cảm thấy hơi kinh ngạc và nghi hoặc glenn lại nói tiếp ngoài việc tham gia vào nhiệm vụ vây quét học phái hoa hồng ta hy vọng anh thành lập một công ty dược phẩm nghiên cứu làm thế nào để sản xuất ra một lượng lớn loại thuốc có hiệu quả thần kỳ nếu sản xuất số lượng lớn thì không thể có hiệu quả quá thần kỳ ánh trăng im linh theo bản năng đáp lại một câu kẻ khờ glenn gật đầu tìm cách điều chỉnh Mục đích chủ yếu của anh là thông qua công ty dược phẩm này truyền bá tên của ta. Thù lao cũng là một nguyện vọng. Đây không phải là vấn đề có nguy hiểm hay không, mà là có làm được hay không. Cách đơn giản nhất là cho mình một 000 phần ma dược thầy thuốc, mình có thể xây dựng một nhà xưởng thầy thuốc, thực hiện sản xuất số lượng lớn. Ánh Trăng im linh thầm nói hai câu, nghiêm mặt đáp lại, vâng, thưa ngài kẻ khờ. Glenn nhìn về phía khác, nói với thẩm phán Hu, tận thế gần đến rồi, bất kể là linh mục đỏ hay là ma nữ đều sẽ hoạt động mạnh hơn nhiệm vụ của cô là dựa vào thế lực chính phủ, điều tra tung tích của ba phần đặc tính phi phạm danh sách một và tính duy nhất tương ứng của con đường linh mục đỏ, nếu có cơ hội thì tìm kiếm manh mối xác nhận tình trạng hiện giờ của ma nữ Nguyên Sơ, việc này vô cùng nguy hiểm. Glenn không nhắc thù lao là vì đã chi trước cho đối phương, Huy được thực hiện nguyện vọng của mình, cử hành nghi thức, trở thành pháp sư pháp lệnh danh sách 4. Về phần 3 phần đặc tính phi phạm kẻ chinh phục danh sách một con đường linh mục đỏ, Lúc trước lên biết được một phần trong tay gia tộc hoàng gia Solon ở Intis, một phần trong tay gia tộc hoàng gia Ihonfo Essex, một phần rơi xuống gia tộc hoàng gia Agastus Zuen. Sau đó thì lấy làm thù lao cho giáo phái ma nữ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đáp án bước đầu, tình hình tương ứng rất có thể đã thay đổi. Gia tộc Solon đã suy bại từ thời kỳ Russell, chưa chắc đã còn đặc tính phi phàm kẻ chinh phục và vật phong ấn tương ứng. Glenn thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải đã bị hội chữ thập máu và sắt lấy mất rồi không? thất bại trong trận chiến lúc trước đã gây ra tổn hại rất lớn cho gia tộc Ihon. Glenn không loại trừ khả năng đã có thiên sứ địa vị cao ngã xuống hoặc là bị mất vật phong ấn cấp không, phần đặc tính phi phàm kẻ chinh phục, mà gia tộc Agastus trả cho giáo phái ma nữ là có tung tích rõ ràng nhất lúc này. Nhưng Glenn biết ác linh thiên sứ đỏ sâu lơn Ihon Medici luôn nhỏ ngó đến nó, có lẽ đã thành công, có lẽ đang tiến hành kế hoạch. Tính duy nhất linh mục đỏ tương ứng hiện giờ không có bất cứ manh mối nào, lần cuối cùng được thế giới thần bí biết đến là khi xảy ra tai ương tái nhợt vào cuối kỳ đệ tứ thẩm phán hu vừa chờ mong vừa thấp thỏm đối với nhiệm vụ của mình chờ mong là vì cô đã lựa chọn nhận quà tặng của ngài kẻ khờ tất nhiên là phải trả lại cái giá tương ứng biết nhiệm vụ là gì sớm một chút đỡ phải suy đoán về những diễn biến chưa biết từ suy đoán lại sinh ra nhiều nỗi sợ hãi hơn thấp thỏm là vì cô biết thù lao mình đã nhận thực sự quá nhiều tin rằng nhiệm vụ cuối cùng sẽ không đơn giản chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm giờ phút này nghe ngài kẻ khờ nói xong cô rốt cuộc cũng yên lòng, đồng thời cũng thầm thở phào. Điều tra tung tích ba phần đặc tính phi phạm danh sách một và tính duy nhất tương ứng của con đường linh mục đỏ, thậm chí xác nhận tình trạng hiện giờ của ma nữ nguyên sơ quả thật đều rất nguy hiểm, thuộc về loại nhiệm vụ bất cẩn một chút là sẽ bị ô nhiễm, từ đó sinh ra sự dị biến đáng sợ, nhưng ít nhất còn tốt hơn nhiều so với việc cướp lại tính duy nhất và đặc tính phi phạm danh sách một tương ứng, trực tiếp đối diện với ma nữ nguyên sơ. Nếu là nhiệm vụ sau cho dù có thế lực chính phủ để dựa vào, Hu cũng cảm thấy mình không thể hoàn thành, chỉ có thể viết sẵn di thư, chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào, mà nếu chỉ là nhiệm vụ trước, có manh mối có thể dùng nhiều cách gián tiếp khác để hoàn thành, không cần phải đối mặt với sự tồn tại hùng mạnh địa vị cao. Hu là một bán thần danh sách 4, vẫn nắm bắt được về bản thân khá chuẩn. Cô không chần chừ, lập tức đáp lại, "Vâng, thưa ngài kẻ khờ." Kẻ khờ lên vốn định nhìn về phía khác, cân nhắc một chút lại bổ sung một câu, "Cẩn thận Banshee." Si, không đợi các thành viên hội Tarot có liên tưởng Glenn nói với sao Leonard, nhiệm vụ của anh giống với ánh trăng, trong lúc vây quét học phái hoa hồng, thu thập lời chúc phúc, khí tức và vật phẩm của dục vọng mẫu thụ trên người các thành viên của họ, việc này cũng rất nguy hiểm. Anh chỉ dặn dò một câu, không nói nhiều như khi giao nhiệm vụ cho ánh trăng im lin. Vì trên người Leonard có một thiên sứ thâm niên con đường kẻ ăn trộm đang ký sinh, ông ấy biết rất nhiều bí ẩn, biết rằng thần nguy hiểm đến mức nào, không để mặc Leonard làm bậy. Thấy Leonard định gật đầu, Kẻ khờ Glenn vẫn giữ nguyên giọng điệu vừa rồi, tiếp tục nói, trong việc tuyên truyền tên ta, anh không cần làm quá nhiều, thậm chí không cần làm. Là một trong 22 vị lãnh đạo cao cấp có quyền thế nhất giáo hội đêm tối, là một trong những chấp sự cao cấp trong đội ngũ không đông của kẻ gác đêm. Nếu Leonard lén truyền bá tín ngưỡng kẻ khờ, rất dễ xảy ra vấn đề, bị đồng nghiệp hiểu lầm, phát sinh xung đột không cần thiết. Nhưng thần kỳ là, trong mắt Glenn, ánh trăng im lìm làm vậy thì sẽ không bị hiểu lầm như thế. Đối với huyết tộc và người xung quanh anh ta mà nói, anh ta có làm gì cũng không kỳ quặc lắm. Cũng phải. Sao Le Nớt không còn vội vã như lúc trước nữa, nhận thức được sự tàn khốc của hiện thực. Nhưng, anh ta vẫn muốn làm gì đó. Lúc này, kẻ khờ lên bổ sung, anh có thể chuyển sang truyền bá sự tích về thế giới, dùng hình thức sáng tác thơ ca. Sáng tác thơ ca. Sao Le Nớt theo bản năng nhíu mày, nhưng không đáp lại ngài kẻ khờ ngay. Lên lại nói tiếp, ngoài việc này, Cố gắng nâng cao cấp bậc bản thân, chuẩn bị đối phó với tận thế. Thù lao của toàn bộ nhiệm vụ là một nguyện vọng. Tuy thời điểm chiến thần ngã xuống, có khá nhiều đặc tính phi phàm rơi xuống thế giới hiện thực, mang đến một đám sinh vật siêu phàm, quái vật biến dị và những địa phương bất thường, lên không rõ ngoài tính duy nhất Hoàng Hôn, Nữ thần đêm tối, còn lấy được bao nhiêu đặc tính phi phàm danh sách một con đường chiến sĩ, nhưng chí ít nếu thế, một phần các thiên sứ danh sách 2 của giáo hội đêm tối, vẫn có khả năng chuyển thành danh sách một. Đồng thời, nếu lấy thừa đặc tính phi phàm, họ còn có thể chuyển sang danh sách tương ứng con đường tử thần. Việc này sẽ mở ra một con đường tấn thăng cho các thánh giả, không chỉ còn một con đường duy nhất nữa. Đương nhiên, không phải vị thánh giả danh sách ba nào cũng muốn trở thành thiên sứ, nhưng hiện giờ Leonard cũng mới chỉ là người gác đêm danh sách 4. Hơn nữa, nếu vị trí giám mục sợ hãi danh sách ba tương ứng có hạn, thì anh ta có thể suy xét đến kỵ sĩ bạc và người đưa đỏ. Đặc tính phi phàm của kỵ sĩ bạc hiện còn một phần ở chỗ clan, sau Leonard im lặng hai giây, chậm rãi thở hắt ra, nói: Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Kẻ khờ, lên lại chuyển ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa vẫn đang chờ đợi. Ngoài việc tuyên truyền tên ta, cô có hai nhiệm vụ, một là giúp đỡ thẩm phán điều tra tung tích tính duy nhất và đặc tính phi phàm danh sách một con đường linh mục đỏ, xác nhận trạng thái hiện tại của ma nữ nguyên sơ; hai là cố gắng tăng cấp bậc của mình lên. Một trong hai nhiệm vụ là bảo mình nâng cao danh sách. Chính nghĩa Audrey hơi khó hiểu với nhiệm vụ này. Theo cô thấy, việc này giống như nói với một người bình thường rằng, nhiệm vụ của anh là phải kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Hơn nữa, nhiệm vụ này không có giá trị đối với ngài kẻ khờ, chẳng lẽ là muốn mình điều trị cho ngài thế giới. Audrey vừa hiện lên một suy nghĩ trong đầu, kẻ khờ, Glenn đã bổ sung, danh sách của cô càng cao, càng có cơ hội đánh thức thế giới. Về phương diện này, cô có thể nhờ thế lực bên ngoài giúp đỡ. Hội tâm lý luyện kim mà Hermes thành lập lại là một trong những sự lựa chọn tốt, nhưng cần phải cẩn thận và đề phòng. Vì thế, cô phải trả một cái giá nhất định. Cô cũng có thể bỏ qua việc thu được thù lao. Việc này do suy nghĩ và ý chí của cô quyết định. Chính nghĩa Audrey không còn nghi hoặc gì nữa. Im lặng giây lát rồi trịnh trọng gật đầu. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Ánh mắt của kẻ khờ Clint dừng lại ở người treo ngược Aages. Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ biết nhiệm vụ của mình là gì. Clint đã đoán ra được hình ảnh tương ứng. Không đợi Aages lên tiếng. Anh nói tiếp, anh có thể mang theo quyền trượng hải thần, nhưng trong lúc này lời cầu nguyện của toàn bộ tín đồ hải thần đều sẽ chuyển sang chỗ mặt trời chỉ dẫn trực tiếp đến ta tuy người treo ngược aags còn chưa thể đoán được chính xác nhiệm vụ của mình là gì nhưng đã có linh cảm mơ hồ hắn hơi do dự sau đó nghiêm túc đáp lại vâng thưa ngài kẻ khờ Lên thu lại ánh mắt nhìn quanh một vòng thong thả nói sau này buổi chiều thứ hai đầu tiên mỗi tháng mọi người vẫn có thể tụ hội ở đây nhưng không có người triệu tập nếu cần tụ hội riêng thảo luận bí mật thì cầu nguyện trước đợi đáp lại nói tới đây kẻ khờ glen nhắm mắt lại tụ hội lần này đến đây thôi các thành viên hội tarot chợt xuất hiện nỗi đau thương khó hiểu không thể kìm nén giống như một buổi vũ hội long trọng đã đến hồi kết thúc họ cùng đứng dậy trịnh trọng cúi người về phía trên cùng bàn dài loang lổ ý chí của ngài là ý nguyện của chúng tôi glen đợi họ nói xong mới giải trừ duy trì nhìn từng luồng hào quang đỏ thẫm tản ra nhanh chóng nhặt dần Nhìn cảnh tượng này vài giây, anh cụ thể hóa, ra một tấm da dê màu vàng và một chiếc bút máu bụng tròn màu đỏ thẫm. Glenn suy nghĩ một chút, đơn giản viết xuống, ngài a tôn kính. Bởi vì một vài nguyên nhân phức tạp, có lẽ tôi sẽ phải ngủ say trong một thời gian dài. Thật có lỗi, có lẽ rất lâu nữa không thể viết thư cho ngài. Viết được một câu như vậy, Glenn bèn ngừng lại, để bút máy biến mất. Tấm da dê tuy do anh cụ thể hóa ra, nhưng với địa vị, cấp bậc và sức mạnh của anh hiện giờ đủ để duy trì nó hơn trăm năm, cho dù nó bị đưa ra bên ngoài. Anh nhắm mắt lại, cầm coi đồng a thổi một hơi. Cùng lúc đó, anh giảm một chút hạn chế đến từ bản thân nguyên bảo. Tín sứ xương trắng kia xuất hiện, mỗi một khúc xương từ đầu đến chân đều run rẩy dữ dội, dường như sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải lên gửi lá thư này, có lẽ nó đã phủ phục xuống đất rồi. Chờ tín sứ xương trắng nhận thư, vội vàng rời khỏi nguyên bảo, lên giơ tay dày nhẹ thái dương. Động tác này không phải vì ý chí thiên tôn đã thoát khỏi trạng thái yên giấc ngàn thu, cũng không phải giúp anh giữ sự tỉnh táo bớt đau đớn, mà chỉ là một thói quen. Glenn chậm rãi dựa vào ghế, khẽ thở dài. Hai bên bàn dài loang lộ, chính nghĩa Audrey, người treo ngược Aegis, mặt trời Zerek, ma thuật sư Phớt, ánh trăng Imlin, ẩn giả Kepeler, sao Leonard và thẩm phán Hu lần lượt hiện lên theo thứ tự họ gia nhập hội Tarot. Nhưng lần này, họ không phải là chân thân mà chỉ là hình chiếu, không có vẻ lờ mờ, tất cả đều hiện ra với dáng vẻ trong trí nhớ. Ngay sau đó, lại có thêm những bóng dáng xuất hiện, họ lần lượt là, một quý ông chín chắn với đôi mắt sâu, mép tóc lùi về sau, một vu nữ kiều diễm vẽ đôi mắt lam và má hồng, một ông cụ mái tóc hoa dâm, giọng nói hồn hậu, một người phụ nữ để tóc ngắn đến mang tai, tuổi gần 50, một thanh niên vừa nghịch điện thoại di động, vừa thưởng thức đồ ăn ngon, một cô gái nhỏ cười hi hi ha ha rất vui vẻ, một nhân viên chính phủ trông khá già so với người cùng tuổi mép tóc hơi cao, một cô gái mặc quần áo có vẻ giả dặn đang ngồi may đồ, một tiểu thư sắc mặt nhợt nhạt như búp bê, một giáo viên có ngũ quan hiền hòa da màu đồng cổ, một đứa bé liếm kem, một cô gái sách theo bốn cái đầu, một ông cụ nghiêm túc nghiên cứu giấy tờ. Họ hoặc đứng hoặc ngồi, tụ lại với những người mình quen bên cạnh, trong ánh nến chập chờn trên bàn, hoặc thảo luận những chuyện khác nhau, hoặc bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc. Lên lặng lặng nhìn cảnh náo nhiệt này, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa. Không biết qua bao lâu, anh đứng dậy, đi xuyên qua họ thẳng đến nơi sâu trong không gian này sau lưng anh những bóng người những ánh nến những âm nhạc lần lượt nhạt đi rồi biến mất glenn đi đến trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị trên những đám mây xám trắng kia giơ tay vẫn ma kính aros đến lúc này các quả cầu ánh sáng do những con sâu trong suốt hoặc bán trong suốt cuộn lại mà thành giữa cánh cửa ánh sáng đã hoàn toàn gắn kết thành một thể biến thành màu xanh đen chúng giống như một màn sương mù dày nặng khiến người ta không nhìn rõ hình dáng cánh cửa đằng sau là gì lên đến đây nhưng không tiến vào ngay chỉ cảm thấy đằng sau cánh cửa giường như cất giấu một con quái vật cực kỳ khủng bố đang đợi cắn nuốt mình anh ngẩng đầu lên nhìn về những kén tằm trong suốt treo phía trên cửa nhìn về những nhân loại hiện đại có màu da khác nhau bên trong kén tằm lên nhắm mắt cảm ứng một chút sau đó giơ tay phải lên khép năm ngón tay lại những kén tầm kia theo đó vỡ tan những người bên trong biến thành đốm sáng bay ra khỏi nguyên bảo hướng về một vài người vừa mới chết trong thế giới hiện thực làm xong chuyện này, lên cúi đầu, nhìn ma kính trong tay nói, sợ à. Bên ngoài mặt chiếc gương bằng bạc xa xưa, ánh nước dập dờn dao động, những từ đơn trắng bệch nhảy ra, không sợ. Giây tiếp theo, Aros dựa theo quy tắc, đưa ra câu hỏi của mình. Chủ nhân vĩ đại, ngài sợ sao? Khói miệng lên khẽ động đậy, sợ. Nói xong, anh sải bước, cầm theo ma kính đi vào. Trong màn sương mù xanh đen ở giữa cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia, xuyên qua nó, bóng dáng anh biến mất ở đằng sau cánh cửa không biết đang cất giấu thứ gì những kén tắm bị xé rách vẫn còn đang khe khẽ đung đưa trong những cơn sóng thần màu lam thấm dường như vĩnh viễn không lặng của biển cuồng bạo tàu tương lai giống như một chiếc lá cây khi thì bị ném lên cao khi lại bị nhấn xuống trong hải vực này còn có có một vài thuyền hải tặc đang qua lại họ quen thuộc với tình hình này đến mức cảm giác nó giống như mặt trời lên xuống mỗi ngày vậy thượng tướng ngôi sao cơ sau khi quay về hiện thực trầm tư một hồi rồi lấy giấy ra, nhấc bút viết thư. Cô muốn hỏi xem nữ vương xem gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không? Thật ra, trước khi ngài kẻ khờ tuyên bố việc mình rơi vào giấc ngủ say, cơ cũng đã nhận ra được một sự thay đổi lớn đang ập tới. Bất kể là cửa sổ đột nhiên đóng chặt hay là mưa sao băng trên trời cao chiếu sáng cả thế giới, tất cả đều khiến người thân là bậc thầy tiên đoán như cô sinh ra linh cảm nhất định, nhìn thấy một vài hình ảnh lờ mờ. Đương nhiên, do giới hạn về cấp bậc, địa vị và thân phận của bản thân, cô không nắm rõ về tình huống cụ thể, khó mà biết được rốt cuộc chuyện gì đã thúc đẩy ngài kẻ khờ phải lựa chọn ngủ say, đành phải hỏi nữ vương thần bí bơn a, -A đã xâm tấn thăng thiên sứ, lãnh đạo một tổ chức thần bí, nắm trong tay nhiều món vật phong ấn cường đại. Cơ lơ triệu hồi tín sứ, gửi thư xong, đột nhiên ngẩn ra một chút. Giờ phút này, màu tím trong mắt cô chợt hiện ra, trở nên đậm hơn, giống hệt như nước sông chậm rãi chảy xuôi. Cô cảm giác được ngài kẻ khờ sắp tiến vào giấc ngủ say sự bằng hoàng, mê man và chút đau thương khó kìm nén chợt dâng lên, trong lòng vị thượng tướng ngôi sao này. Không biết vì sao, cô có sự xúc động nào đó khó diễn tả bằng lời, từ khóe mắt lăn xuống hai giọt nước mắt. Cô dường như đã biết được điều gì, nhưng một điều cũng không rõ, chỉ biết lần này ngài kẻ khờ ngủ say không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại. Giơ tay đẩy chiếc kính nặng nề trên sống mũi, cơ pe lơ lao khóe mắt, để cảm xúc trở lại bình thường. Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bong tàu. Frank Lee đang nhiệt tình mời các thuyền viên thưởng thức loại bia hắn mới sản xuất, nhưng không hải tặc nào có gan nếm thử. Cũng may lúc trước đã đưa sáp đến chỗ nữ vương, hiện giờ chỉ cần trông chừng Frank. Không còn ngài kẻ khờ theo dõi, mình càng phải thêm cẩn thận, ừm, phải tìm vài chuyện ngoài nghiên cứu cho Frank làm. Anh ta là tài công chính, không thể lúc nào cũng bỏ mặc chức vụ của mình. Thượng tướng ngôi sao cơ hơi nghiêm sắc mặt, nghĩ ngợi. Sau khi cân nhắc xem làm sao để trông chừng Frank, và làm thế nào sắp xếp cho một vài hải tặc thuộc con đường đại địa và ánh trăng lên con thuyền khác không thường xuyên tiếp xúc với frank nữa cơ chuyển trọng tâm suy nghĩ đến chuyện hiền giả ẩn nấp tuy cô đã là một trong 10 trụ cột của hội khổ Tumos, nhưng bởi vì lai lịch xuất thân và bị hiền giả ẩn nấp ảnh hưởng đến một vài vấn đề nên không thể được hội trưởng và các lãnh đạo cao cấp khác tín nhiệm chỉ là thành viên tự do trong tổ chức nằm ngoài lề bị khoanh tròn có thế lực tương ứng nói từ một ý nghĩa nào đó Quan hệ của cô và hội khổ Tumos gần với người hợp tác hơn, một bên cần một thế lực và một vị cường giả quán triệt ý chí bản thân ở trên năm biển, một bên khát khao đạt được tri thức và tài liệu tương ứng. Mà muốn tìm tư liệu về việc vị thần linh mang tính tượng trưng hiền giả ẩn nấp này đột nhiên sống lại, xác nhận trạng thái hiện giờ của ông ta, thì phải trở thành thành viên trung tâm của hội khổ Tumos. Với thân phận hiện giờ của mình, tham gia vào một vài quyết sách trong nội bộ của hội khổ Tumos hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ khi thực sự tham gia vào, mới có thể tiếp xúc với nhiều tư liệu hơn, nâng cao địa vị của bản thân. Nhưng, việc này khá nguy hiểm, cho dù trạng thái của hiền giả ẩn nấp không ổn, không thể can thiệp vào cách vận hành cụ thể của hội khổ Tumos, thì các lãnh đạo cao cấp khác cũng sẽ nghi ngờ khi thấy quyền lợi bị xâm phạm, từ đó đánh trả ở mức độ nào đó. Bên trong 10 trụ cột có ít nhất hai vị mình không thể nhìn thấu, khiến mình theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Mà xác nhận tình trạng hiện giờ của hiền giả ẩn nấp sẽ càng thêm nguy hiểm, chỉ cần có chuyện bất thường, sẽ bị ông ta ăn mòn và ô nhiễm ngay. Thượng tướng ngôi sao Lơ càng nghĩ càng cảm thấy nhiệm vụ ngài kẻ khờ giao cho quá khó khăn. Cô vẫn luôn ở ngoài rìa hội khổ Tumos, dùng thân phận hải tặc để hoạt động, thật ra cũng lo lắng về phương diện này, sợ xâm nhập quá sâu vào chuyện nội bộ của tổ chức, sẽ để lộ ra bản thân còn có liên hệ với nữ vương thần bí, sợ một ngày đột nhiên bị 10 trụ cột còn lại đồng thời chỉ ra và xác nhận mình là gián điệp, thanh trừng ngay tại trận. Giờ phút này, Kepeler thậm chí còn muốn từ bỏ nhiệm vụ của ngài kẻ khờ, và thân phận một trong người trụ cột của hội khổ Tumos, trở lại tàu ánh bình minh, trở lại bên cạnh nữ vương. Làm vậy cô sẽ không phải lo về phương diện này, có vấn đề gì nữ vương đều có thể giúp đỡ. Sau khi rời khỏi tàu ánh bình minh, chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác, thượng tướng ngôi sao Kepeler vẫn luôn có cảm giác mệt mỏi, vài lúc nào cũng nặng trĩu. Nhưng, suy nghĩ như vậy thì đảo qua đầu là lập tức bị Kepeler ném đi. Cô khẽ thở dài biết rõ mình sẽ không bao giờ quay trở về làm cô thiếu nữ vô lo vô nghĩa trước kia nữa hiện giờ cô không chỉ gánh vác sinh mệnh của mình mà còn có vận mệnh của các thuyền viên như frank health nina hơn nữa cô cũng đoán được tận thế sắp giáng xuống hy vọng đến thời điểm đó có thể trở thành cánh tay đắc lực nhất của nữ vương giúp cô ấy và thế giới này làm điều gì đó kerpeller lập tức nhắm mắt lại thấp giọng lẩm bẩm vậy thì đối mặt đi thực sự xâm nhập vào hội khổ Tumos, thu thập tài liệu tương ứng sau khi đưa ra quyết định này thượng tướng ngôi sao cơ không che giấu thực lực của bản thân giơ hai tay lên sử dụng một phép thuật cổ tích trong mắt các thành viên của thuyền hải tặc đi lại xung quanh các nhóm thuyền phụ thuộc tàu tương lai và chính nó đồng thời trở nên hư ảo háo thành vô số bong bóng những bong bóng này được ánh sáng triệu rọi phản xạ ra màu sắc sặc sỡ huyền ảo sau đó chúng rơi xuống nước biển tàu tương lai và hạm đội của nó cứ thế biến mất trong mắt mọi người khá nhiều hải tặc có kiến thức đầu tiên là khiếp sợ và ngạc nhiên. Tiếp theo đồng thời sinh ra một suy nghĩ, trên đại dương sinh ra vị vua mới. Nữ vương ngôi sao. Trong một căn nhà ở Bách Lơn. Hu quay trở lại thế giới hiện thực còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ. Đã thấy bóng dáng phớt nhanh chóng phát thảo ra đằng trước. Hét lên, nhiệm vụ kia của cậu rất nguy hiểm. Hu ngẩn ra một chút, theo bản năng vạch ra vấn đề của đối phương, cậu không gõ cửa. Đây là điểm tệ nhất khi ở cùng một bán thần con đường học đồ. Phất đầu tiên là tự kiểm điểm bản thân một giây, tiếp đó nói với giọng hợp tình hợp lý, cậu không đóng cửa. Cô chỉ vào cánh cửa phòng còn đang mở một nửa. Mình lại không đóng cửa, cũng phải, đây là một buổi tụ hội lâm thời, trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị. Hu mở miệng ra, nhưng không nói gì. Hai người đều không nói gì nhìn nhau một hồi, cả buổi cũng không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Cuối cùng, Phất quyết định bỏ qua lời chỉ trích vừa rồi, chuyển trọng điểm về nhiệm vụ của bản thân, nhiệm vụ liên quan đến danh sách một và tính duy nhất thật sự rất nguy hiểm. Nói xong câu này, lại nhớ ra Hu Huy đã nhận quà tặng của ngài kẻ khờ rồi, hốc mắt của cô lại không khỏi đỏ lên, than thở hai câu, nhớ nhờ tớ giúp đỡ. Ít nhất, ít nhất có thể dẫn theo cậu chạy trốn. Với hai cô mà nói, những gì trải qua trước đó rất ít chuyện liên quan đến các bậc danh sách một, ngoại trừ ngài kẻ khờ, thế giới Herman Sparrow, cũng có khả năng đã từng bị một sự tồn tại không thể nói thẳng danh tính theo dõi. Thời điểm còn lại, các cô cùng lắm là làm một vài công việc rất nhỏ ở rìa của sự kiện tương ứng, chưa bao giờ đối mặt trực diện với một kẻ địch có thể gọi là ngày ấy. Cho nên, vừa nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân liên quan đến đặc tính phi phàm danh sách 1, thậm chí là tính duy nhất và một vị chân thần, Phất lập tức lo lắng và căng thẳng khó kiểm soát. Hu cười nói, chỉ là tìm manh mối, điều tra chân tướng thôi, không cần trực tiếp đối diện với họ. Cô dừng lại một giây, nói tiếp, tận thế sắp đến rồi, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Cậu xem, ngay cả ngài kẻ khờ cũng rơi vào giấc ngủ sau, huống hồ là những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Nếu không thể mau chóng trở thành bán thần, có lẽ ngay cả chuyện nhỏ cũng không làm được. Hiện giờ, ít nhất hiện giờ còn có chút hy vọng, ít nhất có thể thử đánh, thức ngài kẻ khờ. Phớt cũng đã trải qua khá nhiều chuyện, biết rõ chân lý này, vừa rồi chỉ đơn thuần là bày tỏ cảm xúc, hiện giờ đã bình tĩnh lại. Cô ngẫm nghĩ rồi nói, tiếp theo cậu làm thế nào? Chỉ dựa vào mình tới điều tra thì chắc chắn rất khó. Tất nhiên phải dùng đến mạng lưới tình báo của MI9. Tớ định tìm một cơ hội thích hợp nói cho họ biết tớ đã trở thành bán thần danh sách bốn. Để không bị hoài nghi, việc này cần tiểu thư chính nghĩa là một vài ám thị và sắp xếp. Hu nghiêm túc đáp, Phớt nhanh chóng suy nghĩ rồi nói, tớ sẽ soạn cho cậu một kịch bản. À, tớ sẽ sắm vai nhân vật phản diện, mô phỏng lại một kẻ điên định tấn thăng pháp sư pháp lệnh danh sách bốn, sau đó bị cậu đánh bại. Cô nói một lúc câu chuyện đã bắt đầu thành hình, lập tức ngồi vào bàn bên cạnh Hu lấy giấy bút ra viết ý tưởng của mình. Đợi soạn xong câu chuyện, lại bảo tiểu thư chính nghĩa chỉnh sửa một chút để nó hợp lý. Phớt vừa viết vừa nói, là một bí pháp sư, cô chắc chắn có thể khiến cuộc nói chuyện của hai người không bị lộ ra ngoài. Hu suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của cậu không phải là viết chuyện ký sao. Ha, cái đó đơn giản, tớ đã sớm nghĩ ra rất nhiều tình tiết, có rất nhiều tư liệu, không, không có, phất lẩm bẩm hai câu, tập trung tinh thần vào việc biên soạn kịch bản cho Hu giúp cô được em ý chín thừa nhận. Thấy bạn thân quan tâm đến chuyện của mình, trên mặt Hu dần nở nụ cười. Cô chuyển ánh mắt về căn phòng nửa mở, nghe thấy tiếng em trai dường như đang học thuộc từ tiếng phô s sách. Đây là sự chuẩn bị cần thiết cho việc học pháp luật, trở thành luật sư. Mà mẹ của họ đang giao việc cho hai người hầu, bảo hai cô nhớ dọn dẹp phòng khách. Những âm thanh này rơi vào tai Hu khiến vẻ mặt cô dần kiên định. Tuy không biết đối diện với lãnh đạo cao cấp của MI9 sẽ dẫn đến kết quả gì, tuy không biết hoàn thành nhiệm vụ của ngài kẻ khờ sẽ dẫn đến nguy hiểm gì, tuy không biết tận thế ập xuống sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng Hu biết, nếu mình không làm gì, không chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, chỉ hưởng thụ sự tốt đẹp của gia đình, vậy thì cuối cùng cũng sẽ giống những người đối mặt với đại hồng thủy mà không chuẩn bị gì, chỉ ào một cái là bị nước hoàn toàn nhấn chìm. Mà hiện giờ, ít nhất còn có một con đường răng kín bụi gai, trên đường ít nhất còn có một vệt sáng vậy thì cần phải mang theo sự giác ngộ về hy sinh, dùng dũng khí để nắm chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam Đại Lục, Đông Byron, trong một căn phòng bên cạnh giáo đường đêm tối, ý thức của Leonard trở về thế giới hiện thực. Anh ta im lặng vài giây, cầm cốc cà phê đã lạnh trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụ. Vị đắng chát chợt tràn ra trong khoang miệng anh ta, khiến đầu óc anh ta dần tỉnh táo trở lại. Ông cụ, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, Leonard không kiềm chế được nữa, chủ động lên tiếng hỏi. Pes im lặng một hồi, sau đó đáp lại đầy cảm khái, sai lầm ngã xuống rồi. Sai lầm. Leonard Suix thì không nhận ra sai lầm mà ông cụ nói là sự tồn tại nào. Giây tiếp theo, anh ta khó nén khỏi kinh ngạc, thiếu chút nữa quên cả thấp giọng, hỏi: "Amon, người này chính là chân thần tiêu chuẩn đấy?" "Ừm." Giọng nói của Pez Zoroaster dường như già nua hơn trước kia, nói đúng ra là chủ thể của Amon đã ngã xuống. Leonard không có tâm tư phân biệt những hàm nghĩa nhỏ trong lời của ông cụ, nói với giọng điệu không tin được, việc này, việc này sao chẳng có dấu hiệu nào thế. Lúc trước anh ta đã tận mắt chứng kiến sự bất thường khi chiến thần ngã xuống, biết nó là sự biến đổi gây ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, hơn nữa còn mang đến rất nhiều quái vật khủng khiếp và những vùng đất nguy hiểm, mà vừa rồi, chỉ có hai sự bất thường là, cửa sổ đột nhiên đóng chặt, bản thân dường như quên mất chuyện gì đó. Hiện tượng thứ hai thật ra là tình huống phần lớn mọi người, hay gặp trong cuộc sống hàng ngày, không có gì khó hiểu cả. Giọng điệu Perezoroister chợt hạ thấp, chắc hẳn hắn đã ngã xuống trong nguyên bảo. Trong nguyên bảo? Leonard sợ hết hồn. Nơi mà anh ta vừa tham gia tụ hội chính là bên trong nguyên bảo. Không ngờ nơi đó lại vừa nổ ra một trận thần chiến. Amon lại có thể xâm nhập vào nguyên bảo. Leonard trong lúc suy nghĩ, vẻ mặt dần nghiêm túc lại, ông cụ, ngài kẻ khờ bị thương vì trận chiến đó, buộc phải lựa chọn ngủ say. Ngài ấy muốn ngủ say? Peloroster hỏi lại một câu. Ông ấy dường như không quá bất ngờ với chuyện này. Leonard ửng một tiếng. Hôm nay ngài ấy đã bất ngờ triệu tập chúng tôi vì chuyện này. Peloroster im lặng vài giây rồi nói, ngài ấy lựa chọn ngủ say quả thật là có liên quan đến trận thần chiến và việc Amon lèn vào lúc trước, nhưng không phải là bị thương mà là bị ô nhiễm. Ô nhiễm? Leonard hơi kinh ngạc thốt lên. Đến cấp bậc ngài kẻ khờ mà vẫn gặp phải ô nhiễm bản thân không thể loại trừ. Pezzaro lấy lại giọng điệu cảm khái trước đó, vạn vật đều có thần tính, dựa vào thần tính để trở thành cường, giả, dạ, thì mãi mãi không thể thoát được sự trói buộc của thần tính. Về điểm này, cậu cũng vậy, tôi cũng vậy, kẻ khờ càng là vậy. À, có lẽ không nên gọi ngài ấy là kẻ khờ, hiện giờ ngài ấy đã tương đương với nửa chủ nhân quỷ bí rồi. Chủ nhân quỷ bí, đối với vấn đề về dấu ấn tinh thần trong đặc tính phi phàm. Leonard quả thật là hiểu biết sâu hơn rất nhiều bán thần cùng cấp bậc, nhưng có lẽ liên quan đến vấn đề ô nhiễm khi tìm hiểu về những tri thức ở cấp bậc rất cao, cho nên anh ta vẫn có khá nhiều chỗ thiếu hụt, cho dù trước đó đã từng nghe ông cụ đề cập đến chủ nhân quỷ bí, vẫn không rõ rốt cuộc nó thể hiện điều gì. Nhưng, trước mắt anh ta chỉ có thể căn cứ vào những gì ngài kẻ khờ, nói lúc tụ hội và lời giải thích vừa rồi của ông cụ, xác định địa vị của ngài kẻ khờ đã vượt qua danh sách không, thực lực đủ để giết chết một vị chân thần. Leonard lý trí không ngậm hỏi, thấp giọng chuyển đề tài, "Ông cụ, vì sao Klein cũng ngủ say theo? Ông có cách nào mau chóng đánh thức anh ta không?" Giọng điệu của Pe mang theo vài phần kỳ lạ, "Chuyện cấp bậc thần linh như thế này, một thiên sứ vừa già vừa yếu như tôi làm sao mà biết được? Về phần đánh thức, ngay cả kẻ khở đều không có cách, huống hồ là tôi." Leonard im lặng giây lát, cầm cốc cà phê lên nhấp thêm một ngụ. Qua một hồi, anh ta ngập ngừng hỏi, Ông cụ, ông có cách nào đánh cắp tài hoa của người khác không? Pezoroster cười nhạo một tiếng, định nghĩa về từ tài hoa này rất mơ hồ, không phân biệt rõ được, không thể nào đánh cắp. Nhưng, nếu đổi nó thành thiên phú thì có cách. Thôi bỏ đi. Cuối cùng Leonard vẫn không dùng cách đánh cắp thiên phú của người khác để giải quyết chuyện của mình. Pezoroster cười nói thêm, nếu cậu không thể chấp nhận cách này, thì có thể tìm một người có thiên phú mà cậu muốn, nhưng cực kỳ khốn cùng để giao dịch cung cấp số tiền tài mà hắn cần, đổi lấy thiên phú tương ứng. Việc này hơi giống ma quỷ. Leonard đánh giá một câu đúng trọng tâm. Pezoroster bật cười, còn có cách đơn giản hơn, đó chính là bỏ tiền ra mời người có thiên phú giải quyết khó khăn của cậu. Ông cụ, sao ông không nói sớm? Leonard nhìn thấy được tia hy vọng. Pezoroster cười khẩy một tiếng, đơn giản như thế mà cậu cũng không nghĩ ra. Tôi tưởng cậu loại trừ sự lựa chọn này rồi mới đến hỏi tôi. Leonard mặc kệ ông cụ chế diễu, nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy cách này quả thực có thể thực hiện. Nhưng, anh ta nhanh chóng cảm thấy áy náy và bất an, có cảm giác mình đang trốn tránh trách nhiệm. Về chuyện này, vẫn nên tự mình làm chút gì đó thì hơn. Ngoại trừ mời người đến viết thơ ca, mình cũng phải tự viết một ít. Nghĩ đến đây, Leonard chợt đứng dậy đi ra cửa. Cậu đi đâu đấy? Pezzorost ngạc nhiên hỏi. Leonard nhíu mày, nói với vẻ mặt kiên định, đến tiệm sách gần đây mua vài tập thơ, sau khi tấn thăng ác mộng, anh ta đã mặc kệ đống thơm mua trước đây, coi chúng giống như đồ trang trí vậy, đến khi trở thành linh vu, anh ta bắt đầu sưu tầm thơ cho một phần linh hồn có năng lực thích hợp để đọc, trong lúc chiến đấu ngâm thơ sẽ tạo ra hiệu quả phi phàm, phối hợp với bản thân. Cho nên khi đến Nam Đại Lục, anh ta không mang thơ theo, mà số thơ lúc trước anh ta chỉ nhớ được vài bài. Không ngờ sau khi trở thành chấp sự cao cấp, vẫn còn phải ôn lại cách làm thơ. Lê nớt thầm cảm thán một tiếng, bước chân càng thêm kiên định. Pezoroster hoàn toàn không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch của Leonard lại là đi mua tập thơ, qua một hồi mới hỏi dò, đây là nhiệm vụ kẻ khờ giao cho. "Đúng vậy, truyền bá những câu chuyện truyền kỳ tương ứng." Leonard đáp lại đơn giản, sau đó mở ra đi ra. Pezoroster lại im lặng một hồi, sau đó mới nói, "Ngoài viết thơ ra, cậu còn phải để ý đến chuyện vây quét học phái Hoa Hồng." Leonard đi hết cầu thang, tiến vào đường cái, nhìn người qua lại, khẽ gật đầu nói, "Ừm." Um, giờ phút này anh ta đi đến tiệm sách, giống như quay về những năm tháng ở Tingen, quay về hồi còn là thi sĩ đêm khuya kia. Thời điểm ấy, anh ta cũng đi trên đường phố náo nhiệt giống thế này, định mua một quyển tuyển tập thơ ca cổ điển thời kỳ đầu Duen và một quyển thơ Russell. Trong giáo đường Harvard, khu South Brick, sau khi im Linh White lấy lại chi giác, phát hiện mình đang đứng trước một cửa sổ. Ánh mắt trời bên ngoài hơi tối xuống, hoa cỏ tươi tốt. Cảm xúc của anh ta đối với việc ngài kẻ khờ, ngủ say hơi khác so với các thành viên hội taro khác. Đó là ngoài nặng nề, thở dài, thương cảm, mê man, thì còn mang theo sự chắc chắn có một kết quả tốt. Bên trong huyết tộc, phần lớn hầu tước và bá tước đều đã khá già nua, cho dù thời gian sống dài hơn rất nhiều bán thần cùng cấp bậc, thì cũng đến đoạn cuối của sinh mệnh rồi, lúc này, họ thường lựa chọn ngủ say, dùng cách tương tự để kéo dài mạng sống của mình, hiệu quả khá ổn. Cho nên, Imlin đã sớm quen việc rơi vào giấc ngủ say này, biết rằng nó không phải là chết đi, không phải là ngã xuống, cảm thấy nếu tìm đúng miệng, pháp, ngài kẻ khờ có xác suất lớn sẽ tỉnh lại. Anh ta nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm lẩm bẩm, ngài kẻ khờ ngủ say, thần dụ của thủy tổ lại thường xuyên bị quấy nhiễu, rõ ràng không thể thường xuyên giúp đỡ. Sau khi im lặng giây lát, im linh thầm thở dài, quả nhiên, đến cuối cùng, vẫn phải tự mình đối mặt, tự mình gánh vác. Đây là số mệnh của chúa cứu thế. Khi nói đến từ chúa cứu thế này, im linh rõ ràng có mỉm cười, mang theo ý tự diễu anh ta chợt lặp lại một lần nữa trong lòng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Suy nghĩ này vừa hiện ra, sau lưng Im Linh chợt vang lên tiếng của cha sứ U Sky, nên xuất phát rồi. Im Linh quay đầu lại, thấy cha xứ mặc áo dài giáo sĩ màu nâu, trên lưng đeo một thanh kiếm lớn. Chiều dài của thanh kiếm vượt qua cả chiều cao của Imlin, chiều rộng gần bằng eo anh ta. Lại kết hợp với thân thể to như ngọn núi nhỏ của cha sứ U Sky, cảm giác khủng bố, áp bách hệt như thực chất. Thân là bá tước huyết tộc, Im Linh chỉ thoáng ngừng thở sau đó trở lại bình thường, khẽ gật đầu, vâng. Hôm nay, họ sẽ xuất phát đến Nam Đại Lục, tham gia vào hành động vây quét học phái hoa hồng. Im Linh vừa trả lời xong, bỗng nhớ ra một chuyện, lại vội vàng nói, đợi thêm nửa ngày nữa. Anh ta muốn triệu tập phần lớn huyết tộc ở Bách Lơn, bước đầu thảo luận về công ty dược phẩm. Giám mục U Sky không hỏi việc gì, chỉ gật đầu nói, chuẩn bị xong thì tới tìm cha. Im Linh nhìn cha sư U Chave Sky đi vào trong giáo đường, quay đầu nói với những huyết tộc sắp đi theo mình đến Nam Đại Lục, thông báo với toàn bộ huyết tộc đang ở Bách Lơn, có chuyện cần thảo luận. Vâng, thưa ngài bá tước. Huyết tộc này cung kính đáp lại. Đợi họ chia nhau hành động, Im Linh quay đầu nhìn Thánh Đàn và Thánh Huy sinh mệnh ở phía trước giáo đường. Đó là một hình vẽ đơn giản về một đứa trẻ con được phù hiệu từ bông lúa mạch, hoa tươi và nước suối bao quanh. Điều này khiến Im Linh chợt ngây ra anh ta không nhớ lắm từ khi nào, mình càng ngày càng ít ở trong phòng ngủ, thời gian làm bạn với đám búp bê kia cũng giảm đi rất nhiều, ngay cả đam mê nghiên cứu lịch sử cũng trở nên có tính mục đích, mang theo hiệu quả và lợi ích. Thay đổi như vậy không phải lập tức thành hình, mà là tích lũy ngày nọ qua ngày kia, từng tháng từng năm, khiến người ta khó phát hiện ra, đến khi Im Linh nhận ra thì bản thân đã sớm quen với cuộc sống mới này rồi. Im Linh thu lại ánh mắt, khẽ nâng cầm, cười lắc đầu nói, đây là số mệnh của Chúa cứu thế, sau khi quay về hiện thực, Aagskian nhẫn đợi nhiệm vụ trong miệng ngài kẻ khởi đến. Hôm nay, hắn mặc quần áo giáo hoàng, đeo mặt nạ bằng bạc đen đang trao đổi chuyện nội bộ của giáo hội Hải Thần, đột nhiên thấy có vị giám mục tiến vào. "Thưa ngài giáo hoàng, giáo hội Gió Bão cử sứ giả tới đưa hai món quà, chúc mừng ngài đảm nhiệm chức vụ đại hành giả của thần." Vị giám mục này cầm một chiếc hộp bằng bạc, cung kính cúi người chào. Danis vẫn luôn âm thầm cảm thấy may mắn vì đường truyền điện báo ba giam xảy ra trục chặt nghe vậy thì kinh ngạc thốt lên sứ giả kia đâu ngày ấy để lại quà tặng và đi rồi giám mục ở cửa khá bất đắc dĩ đáp lại tuy người của giáo hội gió bão thường có những thời điểm táo bạo bốc đồng nhưng hiện giờ hành vi này khá hiếm thấy aages khẽ gật đầu nói họ không đối địch với chúng ta còn phái sứ giả tới tặng quà vậy là đủ rồi nói xong hắn giơ tay phải lên khẽ bắt một cái để chiếc hộp bằng bạc trong bàn tay giám mục bị gió cuốn lên bay về phía mình sau khi nhận lấy chiếc hộp không lớn lắm này động tác của aages đột nhiên chậm lại một chút giống như cảm nhận được sức nặng của vật phẩm hắn chậm rãi mở chiếc hộp này ra thấy bên trong là một bộ sách được đóng từ những tấm da dê màu nâu vàng bên ngoài bìa sách có một hàng chữ bằng tiếng tinh linh sách thiên tai sách thiên tai sau khi nhìn rõ chữ này aages hoảng hốt có cảm giác mình đang nằm mơ nhưng hắn nhanh chóng biết rõ đây là sự thật biết được nhiệm vụ mà ngài kẻ khờ nói là gì Aages thầm thở dài, nhìn về phía vị giám mục ở ngoài cửa, món quà thứ hai là gì? Là một con thuyền u linh có tên là kẻ báo thu u lam, đã đỗ ở cảng. Giám mục kia đáp lại mà không thấy có gì bất thường. Kẻ báo thu u lam. Danis nghe thấy cái tên này, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía giáo hoàng Aages bên cạnh. Hắn ta nhớ rất rõ. Đây là con thuyền mà đối phương từng làm hải tặc trên đó. Điều này có nghĩa là giáo hội gió bão biết giáo hoàng của giáo hội hải thần, từng là hồng y giáo chủ của họ. Rốt cuộc đây là đang chúc mừng, hay là đang hạ chiến thư? Danis chợt căng thẳng trong lòng, đồng thời phát hiện ra món quà kia cũng khá quen thuộc với hắn ta, đó là sách thiên tai, cực kỳ kỳ dị mà hắn ta đã từng nhìn thấy khi đi theo Herman Sparrow. Thay tôi gửi một bức thư hồi đáp giáo hội gió bão, cảm ơn món quà của họ. Aages đã bình tĩnh lại, điểm đạm ra lệnh. Đợi giám mục kia rời khỏi phòng, hắn quay đầu nói với Danis, thần sứ tôi đã nhận được thần dụ của ngài kẻ khờ tiếp theo phải đi hoàn thành một nhiệm vụ có lẽ vài năm sau mới quay về được thần dụ danis ngạc nhiên thốt lên lúc này trong đầu hắn ta chỉ quanh quẩn một suy nghĩ sao mình không biết gì aages gật đầu ngài kẻ khờ sắp tiến vào giấc ngủ say nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hồi đáp lời cầu nguyện của anh danis sợ hết hồn không sao nói nên lời aages lại tiếp tục nói Herman Sparrow cũng đã ngủ say theo ngày ấy. Đợi đến khi tôi đi, chuyện giáo hội sẽ chuyển giao cho trưởng lão Jerek Berg của thành bạc trắng mới. Anh cần phối hợp với cậu ấy, viết chuyện hải thần là tùy tùng của ngài kẻ khở vào điển tịch, để toàn bộ tín đồ đều biết được. Tín ngưỡng của chúng ta chính là điểm mấu chốt để đánh thức ngài kẻ khở. Anh là thần sứ của người, càng cần gương mẫu trong phương diện này. Đương nhiên, ngài ấy có thể gửi thần dụ mới cho anh vào bất cứ lúc nào, giao cho anh nhiệm vụ khác. Danis nghe vậy thì choáng vắng đầu óc nhưng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta do dự một chút rồi gật mạnh đầu, vâng. Sau khi dặn dò xong, Aages đứng dậy, cầm sách thiên tai quay về phòng mình. Hắn nhìn bản thân trong gương, nở nụ cười, chậm rãi giơ tay tháo mũ miện ba tầng trên đỉnh đầu, và mặt nạ bạc đen trên mặt xuống. Vài hôm sau, cảng Ba Giam, trên bến tàu đông nghịt người. Aages ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời Zerek cao hơn mình khá nhiều, cười nói, trong khoảng thời gian này cậu làm rất tốt giáo hội hải thần vận hành thật sự trơn tru Zerek theo bản năng muốn giơ tay gãy gáy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cảm thấy hơi dầu dĩ và không nỡ nói người treo ngài Winston, khi nào ngài sẽ quay về Aages lắc đầu nói tất cả những chuyện phía trước còn chưa biết không ai nói rõ được không đợi bơ gáp lại hắn lại nói cậu cũng đã trưởng thành và chín chắn tôi không còn gì để dặn dò cậu nữa nói đến đây Aages dừng một chút vẫn nói thêm, nếu quần đảo Roth gặp phải tai họa không thể chống đỡ nổi, cậu không cần hy sinh bản thân để bảo vệ nơi này. "Hả?" Zerek ngẩn ra. "Đây là nơi tín ngưỡng quan trọng nhất của ngài kẻ khờ, là quê hương của thành Bạc Trắng mới, làm sao lại mặc kệ được?" Aages đã sớm đoán được phản ứng của Zerek, nghiêm túc giải thích, "Đối với ngài kẻ khờ mà nói, quan trọng nhất là tín đồ ở nơi này chứ không phải hòn đảo này, đối với thành Bạc Trắng mà nói, quan trọng nhất là dân chúng chứ không phải là thành thị." chỉ cần có thể bảo vệ được các tín đồ của ngài kẻ khờ, bảo vệ tốt các dân chúng của thành bạc trắng, kịp thời đưa họ rời đi, thì dù mất đi ba giam, mất đi thành bạc trắng mới, mất đi quần đảo rốt, chúng ta vẫn có thể xây dựng lại thành phố mới, nhà cửa mới ở nơi khác bất cứ lúc nào. Nhớ đấy, đừng vì hình thức mà làm tổn hại thực chất. Zerek nghe vậy thì vô cùng xúc động, lập tức nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Cậu đáp lại từ đáy lòng, tôi rõ rồi, cảm ơn ngài người treo ngài Winston, tôi sẽ bảo vệ tốt tín đồ của ngài kẻ khờ, bảo vệ tốt dân chúng ở nơi này. Aages không nói thêm nữa, xoay người, đi về phía kẻ báo thù U Lam đang đỗ ở bến tàu. Chiếc thuyền U Linh này có hình thức thuyền buồm ba cánh, khá lạc hậu so với thời đại, so với lúc trước thì không có thay đổi gì. Aages nhìn nó, nhìn vài thuyền viên trên bong tàu, bỗng thấy rung động, cúi đầu nhìn bản thân. Hắn mặc áo vải thô, rách két màu nâu và quần ống rộng thịnh hành ở bản địa, bên hông quấn một chiếc thắt lưng đặc chế, bên trên dắt dao găm và một cây gậy ngắn làm bằng xương trắng. Khóe miệng Aages hơi cong lên, sải bước, theo gió bay lên, đáp xuống bong tàu kẻ báo thu Ulam. Hắn lập tức quay đầu nhìn về đại dương xanh thẳm nhìn không thấy tận cùng, giơ tay phải lên, trầm giọng nói, ra khơi. Trong biệt thự xa hoa nhà hôn, khu Queen, Bách Lơn, Aldering ngồi trên sofa êm ái, nhìn cha mình bá tước hôn và hai anh trai Hinbe, Alfred thảo luận cục diện gần đây của vương quốc và xu hướng phát triển, nhìn mẹ mình phu nhân Kathleen không ngừng gọi quản gia và đám chấp sự đến, chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi vũ hội sắp cử hành. Cô không nói gì, mang theo nụ cười không rõ ràng lắm, lặng lẽ nhìn cảnh tượng sinh hoạt hàng ngày khá thông thường này. Không biết qua bao lâu, bá tước hôn mỉm cười nhìn sang, "Công chúa nhỏ của chúng ta đang suy nghĩ gì đó?" Audrey khẽ cười đáp lại, "Cha đoán xem?" "Anh đoán em đang nghĩ xem vũ hội hôm nay sẽ mặc chiếc váy nào?" kết hợp với kiểu tóc và trang sức gì. Hin đáp thay cha với vẻ mặt ung dung. Audrey hơi cong khóe miệng, đáp đúng rồi, nhưng không có phần thường. Cô chậm rãi đứng dậy, nói với cha mẹ và hai anh trai, con lên lầu đổi lễ phục. Bá tước hôn gật đầu, không cần vội, mọi người đều công nhận rằng con xứng đáng được chờ đợi. Audrey khẽ cắn môi, vẫn giữ nguyên nụ cười, đi từng bước ra cửa. Khi sắp rời khỏi căn phòng, cô hơi ngừng bước, quay đầu liếc nhìn về sau, cha cô, hai người anh trai của cô lại tiếp tục chuyện vừa rồi, hoặc thảo luận, hoặc sắp xếp. Đôi mắt xanh của Audrey như ngưng động, sau đó từ từ thu, lại ánh mắt. Cô ra khỏi phòng, lên tầng trên, về phòng ngủ. Cô chó lông vàng Suzy đã đợi ở đó. Audrey khẽ hít sâu một hơi, giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ phát họa ra từng đường hoa văn lấp lánh ánh sáng ở giữa không trung. Chúng giống như đến từ giấc mơ ở tầng sâu nhất. Vài giây sau, những đường sáng nhạt vạn vẹo biến thành một cô gái tóc vàng mắt xanh vô cùng xinh đẹp, biến thành Audrey hôn, mà khác Audrey ở chỗ, cô gái này còn mang theo chút trẻ con và khí chất lãng mạn. Chào buổi tối, tiểu thư chính nghĩa. Cô gái này cất giọng êm dịu chào hỏi. Audrey hơi cong khóe miệng, đáp lại đối phương, chào buổi tối, tiểu thư Audrey. Sau buổi tụ hội Taro Lâm thời, cô rốt cuộc đã hạ quyết tâm, tấn thăng thành người dệt mộng, chuẩn bị phân tách ra một thân phận để bầu bạn với người nhà, còn mình thì rời xa họ, không để họ bị ảnh hưởng bởi những nguy hiểm mà mình mang đến nhìn bản thân hai giây, cô quay đầu nhìn cô chó lông vàng bên cạnh. Suzy, mày xác định muốn đi theo ta. Ừm, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Cô lông vàng Suzy nghiêm túc đáp lại. Chính nghĩa Audrey không nói thêm nữa, phân ra một nhân cách hư cấu, tiến vào trong thể tâm trí mà Suzy đã tự động mở hạn chế. Sau đó, cô một lần nữa giơ tay, phát họa ra một Suzy khác trong không trung. Suzy vừa thành hình đã mở miệng ra, kêu lên một tiếng gâu. Audrey lập tức thu lại ánh mắt, nhìn về phía bản thân khác, sau một hồi im lặng, tuy cô biết suy nghĩ và tâm tư của hai người giống nhau, nhưng vẫn không khỏi đối diện với cô gái tóc vàng kia, nói: Về sau, về sau xin nhờ cô nhớ làm đúng nhiều với cha, để ông ấy đừng quá bận rộn, ông ấy không còn trẻ nữa, cần phải chú ý sức khỏe bản thân. Rất nhiều chuyện có thể giao cho Hinbe và Alfred, giao cho các quản gia. Còn có, từ từ nguyên giải mẹ, nói với bà ấy, đừng quá để ý đến cái nhìn của người khác, không cần giữ bằng được sự hoàn mỹ trong những buổi xã giao việc sẽ khiến bà rất mệt. Ừm, đừng quên Hinbe, thường xuyên trêu chọc anh ấy một chút, bảo anh ấy đừng quá thâm trầm như thế, đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, Alfred sẽ không uy hiếp đến địa vị của anh ấy. Alfred, Alfred, anh ấy cần một người vợ tốt để anh ấy không mạo hiểm thêm nữa. Ôi, cô khóc cái gì? Chúng ta đã trưởng thành, không thể giống bé gái mãi được. Audrey hơi rũ mắt xuống, cười với bản thân đang rơi nước mắt đối diện. Tôi biết, tôi biết. Audrey nói xong, mím chặt miệng gật đầu với vẻ mặt buồn bã. Chính nghĩa Audrey thu lại ánh mắt, cầm áo choàng đặt bên cạnh, khoác nó lên người. Tiếp đó, cô dẫn theo cô chó lông vàng Suzy ra khỏi phòng ngủ, đi vào hành lang. Đại sảnh phía dưới đã sáng đèn, khách hứa tham dự vũ hội đã lục tục đến. Bá tước hôn, phu nhân Kathleen, Hinbe và Alfred đã ra khỏi phòng, đứng ở cửa. Audrey đứng sau lan can, lặng lặng nhìn một hồi. Sau đó, cô khẽ sách tà váy, cách một khoảng xa xa, trịnh trọng, chậm rãi cúi chào cha mẹ và các anh trai của mình. Giữ động tác như vậy hai giây, sau đó cô đứng thẳng người dậy, giơ tay trùm chiếc mũ của áo choàng lên, che khuất dung nhan của mình. Bên cạnh cô, phía sau cô, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói cười náo nhiệt, mà phía trước cô, biển lớn tiềm thức tập thể do rất nhiều ánh sáng u ám tạo thành đang hiển hiện ra. Đi thôi, Audrey nói với Suzy bằng giọng hơi khàn khàn. Dứt lời, cô cất bước vào trong đại dương hư ảo u ám kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong một căn phòng của tòa pháo đài bỏ hoang, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức màn che dày nặng, tiến vào bên trong, chiếu sáng một cỗ quan tài màu đen. Đột nhiên, nắp quan tài phát ra âm thanh ken két, chậm rãi di chuyển sang bên cạnh. Dầm một tiếng, nó rơi xuống mặt đất. Vài giây sau, Asgard Eggers ngồi dậy, vẻ mặt hơi mờ mịt. Lúc này, Ông mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình thịnh hành từ rất nhiều năm trước ở Duen, giống như một quý tộc tỉnh lại trong trang viên của mình. Qua một hồi, Asgard hơi nheo mắt, mê man đánh giá xung quanh như không biết mình là ai. Ông lập tức thấy ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuyên qua khe hở, bụi bặm tung bay trong biệt sáng, thấy trên bàn, dưới đất, ở nắp và bên cạnh quan tài có rất nhiều bức thư để vương vãi. Chúng như những bông tuyết to lớn, bao phủ non nửa nơi này. Asgard ra khỏi quan tài, mang theo vẻ nghi hoặc cúi người nhặt một bức thư lên, mở ra đọc. Đọc một lúc, sự mờ mịt trên mặt ông dần biến mất, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Asgard tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, cho toàn bộ số thư bay đến trước mặt, xếp thành một chồng. Ông bóc từng phong thư ra đọc, thỉnh thoảng lại tạm dừng, rơi vào trầm tư hồi lâu, dường như đang nghiêm túc hồi tưởng lại điều gì. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm che dần tối xuống, qua hồi lâu, nó lại chiếu vào. Lúc này, Asgard giúp cuộc xem xong toàn bộ số thư, hoàn thành rất nhiều lần suy nghĩ như minh tưởng, ông nhìn toàn bộ số thư đã xếp ở trên bàn chậm rãi thở một hơi thật dài tiếp theo ông tìm giấy viết thư bút máy và mực nước còn có thể dùng được bắt đầu viết xuống với vẻ mặt ôn hòa tôi đã tỉnh lại cũng nhận được toàn bộ thư của anh chúng khiến tôi nhớ ra mình là ai nhớ ra anh là ai cũng nhớ lại rất nhiều chuyện cũ những gì anh trải qua bất kể là mức độ phức tạp hay là mức độ phấn khích đều vượt qua sự tưởng tượng của tôi cũng khiến tôi dường như hiểu rõ một vài vấn đề trước đó trong những bức thư này tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh nỗi mệt mỏi của anh sinh vọng về cuộc sống của anh cũng như trách nhiệm nặng nề anh gánh trên vai tôi có thể đoán được đại khái nguyên nhân anh cuối cùng đưa ra lựa chọn kia nếu là tôi rất có khả năng không thể hạ được quyết tâm như vậy ngay từ đầu anh đã là một người bảo vệ từ bắt trước người khác đến được người khác bắt trước tiếp theo tôi sẽ bắt đầu một cuộc lữ hành truy tìm nhiều quá khứ hơn chứng kiến sự thay đổi của thế giới này anh dường như còn đang ngủ say nhưng không có vấn đề gì tôi sẽ viết thư kể với anh về những câu chuyện thú vị, phong tục thú vị và con người thú vị mà tôi gặp được. Tôi nghĩ, dùng cách hiến tế hẳn là có thể gửi thư cho anh. Ngòi bút màu vàng phản chiếu ánh sáng mặt trời, trượt đi trên trang giấy trắng, không ngừng viết xuống nhiều nội dung. Trong một căn phòng phơi nắng của một căn nhà liền kề, bách lơn. Melissa dắt tay một cô bé chưa đến 10 tuổi, đi đến. Cô ơi, vì sao lại là ở đây? Cô bé nghi hoặc hỏi, trong những câu chuyện, mà con nghe đều nói cử hành nghi thức thần bí phải ở dưới tầng hầm. Melissa búi tóc, đeo kính, mỉm cười nói, đó là nghi thức thần bí học không chính quy. Cô lập tức chỉ vào tế đàn đã bố trí xong và ngọn nến còn chưa thắp, nói, con có thể bắt đầu rồi. Thật ư, ừ. cô bé nghiêng đầu nhìn ánh mặt trời đang chiếu qua cửa sổ vào phòng, có cần phải kéo rèm lại không? Không cần đâu, như vậy mới tốt. Melissa trả lời xong, mỉm cười nhìn cô bé lóng ngóng, không thành thạo bắt chước dáng vẻ cử hành nghi thức của mình trong quá trình này thỉnh thoảng cô sẽ lên tiếng hướng dẫn thậm chí tự mình làm rốt cuộc cũng giúp cô bé hoàn thành việc bố trí nghi thức được rồi đọc theo cô nào melissa hít sâu một hơi vẻ mặt dần nghiêm túc lại vâng cô bé cũng cố gắng khiến mình có vẻ nghiêm túc melissa nhìn ánh nến trên tế đàn vài giây chậm rãi dùng tiếng hermes cổ tụng niệm kẻ khờ không thuộc về thời đại này nhạc tới bắt nước qua chuyện đơn giản Cô bé còn chưa từng học tiếng Hermes cổ, tuy đã cố gắng bắt chước cô mình, nhưng vẫn không biết mình đang nói gì. Chúa tể thần bí phía trên xương mù xám. Melissa tiếp tục thì thầm. Quỷ gãy xương nhỏ giọt mật thánh. Cô bé nghiêm trang nói theo. Vua vàng đen chấp trưởng vận may. Melissa tụng niệm từng câu một, ánh nến phía trên cùng không đợi cô bé bắt chước xong, đã nở to cỡ bằng đầu người. Trong ánh lửa lớn này, một xúc tu dài mảnh có hoa văn kỳ dị lờ mờ, nhưng người ta không thể nhìn thấy rõ ràng thỏ ra, động tác cực chậm. Cô bé chớp mắt ngây người, chợt lùi về trốn sau lưng cô mình. Melissa mấp máy môi, nói với vẻ mặt dịu dàng mang theo ý cười, đừng sợ, chào ngày ấy đi. Cô bé run rẩy thò đầu ra khỏi lưng cô, nhìn thấy xúc tu trơn trượt đáng sợ kia đang khẽ khàng đung đưa trong ánh mặt trời rực rỡ, từ cửa sổ chiêu vào, giống như đang phẩy bụi bặm, cũng giống như đang vẫy tay với mình. Đi thôi, đừng sợ. Melissa nói lại một lần cô bé rốt cuộc lấy dũng khí đứng trước tế đàn cô lẩm bẩm chú văn do mình phát minh ra sau đó nở nụ cười chân thành giơ tay về phía trước xúc tu dài mảnh đã ẩn đi hoa văn tạm dừng vài giây dường như có chút do dự có chút lạ lẫm sau đó nó khẽ giơ lên thoáng cuộn tròn lại rồi hạ xuống từng tấc một trong ánh mặt trời nó đập tay với bàn tay nho nhỏ kia chọn bộ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha